Lời nói này nói được 10 phần lộ liễu, phóng đãng hết sức. Một bên Vương Động, nhìn Tô Dung cùng Diệp Thần da thịt dán chặt hình dáng, tại chỗ liền ngây dại, nội tâm lại là nóng như lửa, lại là lúng túng, vừa là hâm mộ. Diệp Thần thì chỉ có lúng túng, cười khổ nói, phu nhân chê cười. Tô Dung cười nói, làm sao, ngươi luân hồi huyết mạch, bỏ không được giao phó cho ta sao? Diệp Thần chỉ là lắc đầu cười khổ, nhẹ nhàng đem Tô Dung đẩy ra, nói, phu nhân, thôi, vậy Thiên Quân Phong Thần Bia rơi xuống, ta vẫn là mình điều tra. Tô Dung bị đẩy ra, ngược lại cũng không tức giận, che miệng cười duyên nói, được rồi, xem ra vẫn là ta già rồi, không có thể đưa tới ngươi hứng thú. Diệp Thần nói, phu nhân trẻ tuổi rất, chỉ là ho, chúng ta không quá thích hợp. Tô Dung lại là cười duyên, nói tốt lắm, ta không làm khó dễ ngươi, cùng sáng mai, hướng thánh ven núi người sẽ tới, các ngươi chuẩn bị xong, ngày mai sẽ lên đường. Diệp Thần nói, ừ. Đêm đó, Diệp Thần liền cùng Vương Động, ngủ lại ở Thanh Lại Thương Hội bên trong. Đến được ngày thứ hai trời còn chưa sáng, vậy mập mạp trưởng quý, liền kêu tỉnh hai người, cho hai người thay huyết nô quần áo, chuẩn bị nói trước tốt, xen lẫn trong chân chính huyết nô trong đống, tay chân đều bị dây thừng buộc. Đến khi trời sáng, lão quản gia dắt huyết nô đội ngũ ra cửa, ngoài cửa có hai cái thần sắc dũng mãnh nam tử đang đợi. Lão quản gia và bọn họ trao đổi một tí ánh mắt, đem dây thừng đưa tới. Vậy hai cái nam tử, liền dắt dây thừng đi. Từ đầu chí cuối, hai bên đều vô cùng ăn ý, không nói gì. Diệp Thần và Vương Động, che giấu hơi thở, xen lẫn trong huyết nô trong đống người, bị vậy hai cái dũng mãnh nam tử dắt, một đường hướng thánh ven núi đi tới. Đến được buổi trưa, đoàn người đi tới hướng thánh ven núi dưới. Diệp Thần ánh mắt híp lại, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp cái này hướng thánh ven núi sáp thiên thẳng tắp, đặc biệt dốc, núi đá lởm chởm, leng keng như vậy có khí sát phạt. Hướng thánh ven núi bên trong, có một đội hộ vệ đi ra, cho Diệp Thần, Vương Động cùng tất cả huyết nô, cũng khoác lên gông xiềng, sau đó hò hét, xem xua đuổi súc vật vậy, đuổi bọn họ đi lên núi. Diệp Thần bị mặc lên gông xiềng sau đó, nhất thời cảm thấy mình linh khí, hoàn toàn bị chế trụ, lại không cách nào vận dụng. Cái này gông xiềng, rõ ràng mang theo đặc thù cấm chế, có thể giam cầm người linh khí. Dĩ nhiên, điểm này giam cầm, lấy Diệp Thần lực lượng, chỉ cần hắn muốn xông phá, tùy thời đều có thể xông phá, chưa đủ là mắc. Một đường hướng đỉnh núi đi tới, càng đi càng cao, tầm mắt vậy càng ngày càng rộng rãi, có thể thấy cái khác đỉnh núi cảnh tượng. Thập đại núi thần bên trong, lấy tổ thần đỉnh cao nhất. Diệp Thần viễn xa thấy, tổ thần đỉnh đỉnh, cũng có một tòa thánh thú pho tượng, nhìn như có chút quen mắt. Đó là một đầu chim khổng lồ pho tượng, hai cánh mở ra, thần tuấn vô cùng, pho tượng trên người lưu chuyển điểm điểm tinh mang, lộng lẫy hết sức. Ồ, đó là tinh thần Thanh Loan. Tổ thần đỉnh thú bảo vệ, là tinh thần Thanh Loan sao? Diệp Thần có chút ngạc nhiên. Xem ra tổ thần đỉnh thú bảo vệ, rất có thể và tiểu thanh huyết mạch đồng nguyên, đều là tinh thần Thanh Loan. Tiện nô, ngớ ra làm gì, đi nhanh một chút. Hộ vệ bên cạnh, thấy Diệp Thần bước chân chậm hơn, lập tức một roi đánh xuống tới. Diệp Thần theo bản năng muốn tránh, nhưng vẫn là kềm chế, rất miễn cưỡng bị một roi, giả dạng làm thông thường huyết nô, mặc cho người roi đánh. Đến lúc đỉnh núi, Diệp Thần nhất thời liền cảm thấy cực đoan kiềm chế. Rõ ràng là ban ngày, nhưng đỉnh núi nhưng bao phủ một tầng bóng tối bầu không khí, khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh, tương đương nặng nề. Một đầu thần tuấn to lớn huyết thần sư pho tượng, nguy nga đứng sừng sững, ánh mắt thiếu nhìn phương xa, mười phần uy vũ. Nhưng ở máu kia thần sư dưới pho tượng, nhưng dùng xích sắt trói hơn 20 huyết nô, mỗi một cái huyết nô, trên cánh tay đều có chi chít vết thương, mỗi ngày bị cắt lấy máu tươi, khổ không thể tả. Tất cả huyết nô đều là thần sắc đờ đẫn, cặp mắt không sáng, mặc cho người chèn ép, hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng lực lượng. Bọn họ máu tươi, toàn bộ hội tụ đến một cái trong ao máu. Mấy cái trường bào thầy tế, ngồi xếp bằng ở ao máu bên, tụng niệm trước trầm thấp thần chú, không ngừng đem máu tươi năng lượng, bơm vào đến huyết thần sư pho tượng bên trong. Một màn này mạc, Diệp Thần tối hôm qua đã sớm ở Thanh Lại Thương Hội bên trong thấy được, nhưng hiện tại mình đích thân tới hắn cảnh. Mới cảm nhận được trong đó hành hạ cùng khủng bố. Hắn ở huyết nô trong đội ngũ, liếc mắt liền thấy được Vương Động muội muội Vương Tĩnh Tiếc,
đó là một cái tương đương ấu yếu cô gái, một bộ điềm đạm đáng yêu hình dáng, bởi vì máu tươi bị quất lấy, gương mặt trắng bệch được lợi hại, ánh mắt không có bất kỳ thiếu nữ có sáng rỡ sắc thái, chỉ có chết màu xám cho ảm đạm, liền tuyệt vọng tâm trạng cũng không từng có, chỉ là người chết vậy ảm đạm. Canh giữ ở huyết nô hộ vệ bên cạnh cửa, liền chuẩn bị đem Diệp Thần, Vương Động các người, vậy cột đến dưới pho tượng mặt đi, xung làm cung phụng huyết thần sư nô lệ. Vương Động liếc nhìn muội muội, tâm trạng đã mất khống chế, cặp mắt đỏ tươi, vành mắt hết sức nứt ra, giận phát xung quan, thanh âm như dã thú vậy, điên cuồng hét lên kêu lên, muội muội. Hắn cái này một tiếng thét điên cuồng, tất cả dịch dung cùng ngụy trang, đều là tản đi, lộ ra vốn là tướng mạo. Rắc rắc, Vương Động mãnh lực một kiếm, liền tránh ra khỏi gông xiềng trói buộc, hướng Vương Tĩnh tiếc cuồng xông tới. Chung quanh bọn hộ vệ, còn chưa kịp phản ứng, người người trố mắt nghẹn họng, không biết làm sao. Vương Tĩnh tiếc ngơ ngác mở mắt ra, nhìn hướng mình xông tới ca ca, trong chốc lát không dám tin tưởng, chỉ lấy là thân trong mộng, môi ngập ngừng nói nhưng không nói ra lời. Vương Động vò tới bên người muội muội, đem trên người nàng xích sắt cũng kéo đứt hết. Nói, muội muội, ta tới cứu ngươi đi ra ngoài. Vương Tĩnh tiếc rốt cuộc thanh tỉnh, nước mắt lập tức thì chảy ra, nguyên bản sắc cho tàn con ngươi, lập tức xông lên dùng mọi cách tâm trạng, nghẹn ngào kêu lên, ca ca. Chung quanh bọn hộ vệ, cũng là phục hồi tinh thần lại, kinh hoàng tức giận, rối rít kêu to. Tên phản đồ kia Vương Động trở về. Bắt hắn, giao cho thủ tọa đại nhân xử trí. Giết hắn. Tại chỗ mấy chục tên hộ vệ. Rút ra đao kiếm, thanh thế hung hãn chém chết đi lên. Thần Vương pháp tướng, mở. Vương Động gầm thét một tiếng, dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp sử xuất tổ thần võ điển mạnh nhất sát chiêu, chỉ gặp một tôn to lớn như thần minh, uy mãnh như võ thần vậy pháp tướng, ngay tại sau lưng hắn nổi lên. Hắn hai tay huy quyền, rời núi lấp biển, băng thiên liệt địa, hướng sông lên bọn hộ vệ, cuồng oanh đi. Bọn hộ vệ sợ hãi. Nhưng cũng không dám trực diện Vương Động tức giận, rối rít lui về phía sau. Có hai tên hộ vệ lui về phía sau chậm hơn, lập tức liền bị Vương Động một quyền oanh bạo, hài cốt không còn. Dưới cơn thịnh nộ Vương Động, lực lượng là tương đối khủng bố. Đi nhanh bẩm báo Dương đại nhân. Bọn hộ vệ luống cuống, rối rít truyền ra ý chí, kêu gọi hướng thánh ven núi thủ tọa Dương Chu Tiên hạ xuống. Ao máu cạnh mấy cái thầy tế, chính là nhướng mày một cái. Bọn họ nhìn nhau, tùy thời rất ăn ý nặn động thủ quyết, trong ao máu máu loãng sôi trào, hóa thành từng cái máu tươi xích thần, khí tức giết hại lan tràn, xoát lạp lạp phá vỡ hư không. Đang muốn đại sát tứ phương Vương Động, lập tức bị từng cái máu tươi xích thần trói, cả người lại là nhúc nhích không được, da cũng ở đây suy suy vang dội, không ngừng bị máu tươi lệ độc xâm lược. Ca ca! Vương Tĩnh tiếc kêu lên, muốn cứu viện, nhưng mình cũng bị một cái máu tươi xích thần trói. Sau đó bị treo đến giữa không trung, cao giọng kêu to. Chung quanh huyết nô, chính là thần sắc hốt hoảng, không biết như thế nào cho phải. Tử điện thần lôi đao, phá. Ngay vào lúc này, mấy đạo sấm sét màu tím đao mang, ngang trời phá giết tới, đem Vương Động và Vương Tĩnh tiếc trên mình máu liên, toàn bộ chặt đứt. Diệp Thần ra tay. Diệp Thần đánh gãy trên mình gông xiềng, ánh mắt sắc bén, biết rõ thế cục nguy hiểm, bàn tay một chảo. Đem Vương Động và Vương Tĩnh tiếc hai huynh muội bắt hồi bên cạnh mình. Lại là, Luân Hồi Chi Chủ. Làm sao có thể, Luân Hồi Chi Chủ lúc nào tới Hạo Thiên Vực? Mau bẩm báo cho Dương Chu Tiên đại nhân. Vậy mấy cái thầy tế, hoàn toàn luống cuống, lại cũng không cách nào giữ trấn tĩnh. Diệp Thần xuất thủ ngay tức thì, Luân Hồi hơi thở cũng đã bại lộ, long trời lở đất, rung động thương cổ. Vậy mấy cái thầy tế khủng hoảng dưới. Đem trong ao máu máu loáng, toàn bộ thúc dục động lực, hóa thành một con huyết xà, cuồng như vậy hướng Diệp Thần chiếm đoạt đi. Diệp Thần không có động tính, chỉ là đơn giản thi triển tử điện thần lôi đao, mấy đạo lôi điện đao mang trẻ đánh ra, liền đem máu kia rắn chặt đứt. Huyết xà tan rã bể, đầy trời mưa máu phiêu sái, nhưng đặc biệt quỷ dị, toàn bộ lạc đến máu kia thần sư pho tượng trên. Đi! Diệp Thần không hề ham chiến, một tay nắm Vương Động. Một tay nhấc Vương Tĩnh tiếc, sẽ phải rời khỏi. Rắc rắc sát. Nhưng vừa lúc đó, máu kia thần sư pho tượng, bằng đá toàn bộ chóc ra, nguyên cái pho tượng, lại là sống lại, con người hung mang lóe lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng lanh lảnh sư tử gầm. Ngươi, chính là trong truyền thuyết Luân Hồi Chi Chủ sao?
huyết thần sư phát ra thanh âm hùng hồn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngay sau đó, huyết thần sư lại há mồm hút một cái, một cổ lực lượng cuồng bạo thả ra, toàn trường tất cả huyết nô, tất cả hộ vệ, còn có vậy mấy cái thầy tế, toàn bộ kinh hoàng kêu thảm, bị nó chiếm đoạt vào trong bụng, thành nó chất dinh dưỡng. Ưng ực. Huyết thần sư liếm môi một cái, tựa hồ rất thỏa mãn, ở cắn nuốt tại chỗ người sống sau đó, trên người nó toát ra từng vòng tia máu, khí tức giết hại lạnh lùng mà ác liệt. Những người này máu tươi, kém hơn luân hồi một giọt máu. Luân hồi chi chủ, dùng máu ngươi, cung phụng ta đi. Huyết thần sư cặp mắt tràn đầy vẻ tham lam, móng vuốt mãnh liệt một chụp, như hãn biển kinh thiên, cuồng bạo vô cùng đợt khí, hướng Diệp Thần cuốn tới. Nhiệt xúc, ngươi còn không tư cách kêu ta cung phụng. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào, thần hy thiên kiếm sử dụng, thánh quang nhô lên, rực cháy hà bốc hơi lên, chỉ một kiếm. Liền đem huyết thần sư giết hại đợt khí, toàn bộ nổ. Chợt, Diệp Thần ra lại một kiếm, thần thánh huy hoàng kiếm mang, dường như muốn tan biến chư thiên vậy, cuồng mãnh vô địch chém chết hướng huyết thần sư. Huyết thần sư con người co rúc lại, kinh hoàng vạn trạng, chỉ cảm thấy Diệp Thần kiếm khí mạnh mãnh liệt, đơn giản là dễ như bớn, coi trời bằng vung, nó cũng không dám chống lại. Nguy cấp bên trong, nó nguy hiểm lại càng nguy hiểm nghiêng người tránh. Sau lưng thời không đều bị Diệp Thần kiếm khí cắn nát, sẽ kéo ra từng cái lỗ xoáy đen. Ngươi lực lượng, làm sao sẽ cường hãn như vậy? Ngươi không phải mới bách ra cảnh sao? Huyết thần sư thật sâu chấn động chỉ, nó lấy là Diệp Thần tu vi, chỉ có bách ra cảnh tầng thứ 9, mình cũng có thể ung dung chấn áp mới là, nào nghĩ tới Diệp Thần kiếm khí, uy mãnh bá đạo đến đủ để chém chết vô lượng, liền nó cũng khó mà chống lại. Vương Động và Vương Tĩnh Tiếc hai huynh muội cũng là rung động thật sâu. Máu kia thần sư, nhưng mà Hạo Thiên vực thập đại núi thần một trong, hướng thánh ven núi bảo vệ thánh thú à, thực lực có thể là ngang ngược vô cùng, nhưng lại vậy không địch lại Diệp Thần. Diệp Thần sức chiến đấu, rốt cuộc khủng bố đến cái gì bước? Chết đi! Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, thần hy kiếm pháp phung chém, muốn một kiếm chém chết máu kia thần sư. Nhưng mà lúc này, ngàn đạo vạn đạo kiếm khí, giống như thác nước ngân hà vậy. Hội tụ thành nước lũ, từ trên trời hạ xuống, trùng khoa Diệp Thần kiếm thế, thậm chí phải đem hắn cắn nát. Kim Trương hộ thuẫn, ngự. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần nham thần máu vận chuyển, Kim Trương hoàng cực thần thông nghĩa sâu xa tuôn ra, lập tức triển khai một cái kim trung cháo vậy hộ thuẫn, đem mình và Vương Động hai huynh muội thân thể, cũng bao phủ đi vào, vững vàng bảo vệ được. Vậy ngàn vạn đạo kiếm khí, chém chết ở Kim Trương trên hộ thuẫn mặt. Phát ra liên tiếp leng keng tiếng vang, thần mang văng khắp nơi, sáng chói lóa mắt. Chỉ gặp một người đàn ông, kiêu căng như kiếm thần, hùng bá như quân vương, cả người còn quấn hàng tỷ đạo kiếm khí, từ không trung đáp xuống, thấm ra một cổ chu tiên chém thần đại khí phách. Chu tiên đại nhân, huyết thần sư thấy nam tử hạ xuống, ngạc nhiên mừng rỡ hò hét. Vương Động nhìn cái đó nam tử, cũng là sợ hãi kêu lên, không tốt, dương chu tiên tới. Hạo Thiên vực có ba đại cao thủ, cũng phải tổ thần giáo giáo chủ, hai là Vũ Hóa núi thủ tọa, còn có một cái, chính là hướng thánh ven núi thủ tọa Dương Chu Tiên. Nam tử này, chính là Dương Chu Tiên. Huyết thần sư, người thức tỉnh. Dương Chu Tiên hạ xuống, một bộ chấp trưởng càn khôn hình dáng, liếc Diệp Thần các người một mắt, vừa nhìn về phía huyết thần sư. Huyết thần sư xấu hổ nói, Chu Tiên đại nhân, ta không phải luân hồi chi chủ địch thủ. Dương Chu Tiên ha ha cười một tiếng, nói, không sao, luân hồi thần uy thông trời, người không địch lại cũng là chuyện đương nhiên, ta cũng chưa chắc có thể đánh thắng được. Tiếng nói rơi xuống, Dương Chu Tiên ánh mắt, cũng là vô cùng lạnh lùng nhìn Diệp Thần. Hắn lời nói này, ngược lại không phải là khiêm tốn. Nếu như đỉnh cấp tỷ thí, hắn còn thật chưa chắc có thể áp chế Diệp Thần. Dẫu sao thời khắc này Diệp Thần, ở đi qua Thái Thượng Công Đức Chiến sau thử thách. Lột xác đột phá quá mạnh mẽ, thật là vô địch. Cái này thế gian, liền liền tiên đế cấp nghịch thiên cường giả, vô thiên và vũ hoàng cổ đế cũng không dám nói 100% có thể giết chết Diệp Thần. Chỉ vì là luân hồi khí vận quá nghịch thiên. Thật may, nơi này là hướng thánh ven núi, là Dương Chu Tiên địa bàn. Ở chỗ này, Dương Chu Tiên vẫn là có nắm chắc tất thắng. Diệp Thần nhìn về phía Dương Chu Tiên, cũng là kiêng kỵ sâu đậm. Hắn biết mình thân ở hướng thánh ven núi, vô cùng bất lợi, nếu như đánh nhau, cửu tử nhất sanh.
trừ phi đi ra bên ngoài, không có địa mạch khí vận trói buộc áp chế, hắn mới có cơ hội chém chết Dương Chu Tiên. Luân hồi chi chủ, ta Hạo Thiên vực quy củ, người xâm nhập chết, người cũng không ngoại lệ. Dương Chu Tiên ánh mắt sát ý xâm nghiêm, bỗng nhiên vung tay lên, ngàn vạn đạo kiếm khí tuôn ra, đánh xuống bốn phía, tạo thành một cái kiếm trận, cắt đứt Diệp Thần đường đi. Hắn phải đem Diệp Thần ở lại chỗ này, trực tiếp giết chết. Chỉ sợ ngươi còn không tư cách giết ta. Diệp Thần khẽ cắn răng, nhưng cũng không chịu ngồi chờ chết, buông xuống Vương Động hai huynh muội, sau lưng rào một tiếng, tuôn ra tự do rực, thân như bạo gió tia chớp, đi về trước bão táp, một kiếm chém chết hướng Dương Chu Tiên. Hừ! Dương Chu Tiên hừ lạnh một tiếng, vô số kiếm khí hội tụ thành một cái kiếm long, lẫn nhau xoay tròn vặn cổ, leng keng vang dội, hướng Diệp Thần tim sâu đi xuyên qua. Diệp Thần khua kiếm chống đỡ, thần hy kiếm khí cùng kiếm long giao kích, nhất thời kích thích động trời kiếm khí gió bão, thương khung lưu vân bể tan tành, tiếng chiến đấu truyền ra ngàn vạn dặm. Vào giờ khắc này, toàn bộ Hạo Thiên vực, tất cả mọi người đều biết, trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, liền ở chỗ này. Một tí va chạm giao phong, Diệp Thần hơi có chút chật vật lui về phía sau. Chỉ là giao thủ một lần hợp, hắn cũng biết, mình tình cảnh rất không ổn. Nơi này dẫu sao là hướng thánh ven núi, là Dương Chu Tiên nơi chủ yếu bàn, ở chỗ này chiến đấu, hắn chân thực quá bị thua thiệt. Ha ha ha, ngại quá, luân hồi chi chủ, ngày hôm nay coi là ngươi vận khí không tốt, lại có thể đụng vào ta trên tay, dám xông vào địa bàn ta, Vũ Hoàng cổ đế tới cũng không ra được. Dương Chu Tiên không khỏi được cười lớn, mặt đầy đắc ý. Cái này hướng thánh ven núi hắn kinh doanh mấy trăm ngàn năm, thiên thời địa lợi khí vận toàn bộ hội tụ ở trên người hắn, ở chỗ này, hắn đơn giản là vô địch, tiên đế tới đều có rơi xuống nguy hiểm, đừng nói là Diệp Thần. Xoát kéo kéo. Dương Chu Tiên khoát tay, mấy trăm ngàn đạo kiếm khí hóa thành gió bão, ùn ùn kéo đến hướng Diệp Thần, Vương Động, Vương Tĩnh Tiếc ba người lướt đi. Diệp Thần thúc dục tự do rực, mang Vương Động hai huynh muội tránh, thân thể lại gặp đến không thiếu kiếm khí chém cắt, máu tươi chảy như dòng nước, càng chật vật. Diệp huynh, người dẫn ta muội muội đi ra ngoài, ta để che ở Dương Chu Tiên. Vương Động khẽ cắn răng, hai tròng mắt dâng lên một chút đoạn tuyệt vẻ, cả người khí huyết cháy, sau lưng thần vương pháp tướng bành trướng, bước ra một bước, chắn Dương Chu Tiên trước mặt. Vương Động huynh, Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, lấy Vương Động thực lực, tuyệt không phải Dương Chu Tiên địch thủ, cưỡng ép ngăn cản nói, chỉ có một con đường chết. Vương Động, người tên phản đồ này, người lại vẫn dám trở về, thậm chí cùng luân hồi chi chủ cấu kết. Chẳng lẽ, người muốn cấu kết luân hồi chi chủ, lật đổ ta tổ thần giáo đạo thống? Dương Chu Tiên ánh mắt âm ngoan, vung tay lên, vô số kiếm khí chém chết hướng Vương Động, không lưu tình chút nào. Vương Động thúc giục thần vương pháp tướng, liều chết ngăn cản. Chỉ nghe suy suy một hồi vang, hắn thân thể gặp phải vô số kiếm khí chém cắt, trong thoáng chốc vết thương chồng chất, máu chảy như suối. Ca ca! Vương Tĩnh Tiếc rơi lệ, khóc lớn tiếng kêu. Vương Động quát lên, đi mau. Những lời này là đối Diệp Thần nói. Diệp Thần khẽ cắn răng, đã biết hôm nay cục, hy sinh đã là ở khó tránh khỏi. Hắn quyết đoán cực nhanh, lập tức mang Vương Tĩnh Tiếc, chấn động tự do rực, đi bên ngoài bay đi. Muốn chạy. Dương Chu Tiên ánh mắt run lên, thúc giục kiếm khí, hội tụ thành nước lũ, hướng Diệp Thần gào thét đi. Vương Động nhưng là không sợ chết, động thân tới, rất miễn cưỡng ngăn trở, ngực đều bị kiếm khí đánh ra một cái trong suốt lỗ thủng lớn. Dương Chu Tiên tức giận, lại phát động kiếm trận, muốn ngăn trở Diệp Thần. Nhưng, Diệp Thần tự do cánh chim dương ra mở, như có thần giúp, trực tiếp chọc thủng kiếm trận phong tỏa, biến dạng hư không, chạy trốn xa đi. Đáng chết! Dương Chu Tiên căm hận mắng một tiếng, ánh mắt rơi vào Vương Động trên mình. Vương Động đã là sắp chết, nhưng thấy Diệp Thần mang em gái hắn rời đi, cũng không khỏi lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười thỏa mãn, sau đó ngất đi. Diệp Thần mang Vương Tĩnh Tiếc, bay khỏi hướng thánh ven núi. Hắn biết thân phận mình đã bại lộ, toàn bộ Hạo Thiên vực, không chỗ có thể đi. Duy nhất địa phương có thể đi, chỉ có Thanh Lại Thương Hội. Lập tức, Diệp Thần liền dẫn Vương Tĩnh Tiếc, hạ xuống Thanh Lại Thương Hội dinh bên trong. Vương Tĩnh Tiếc đoán chừng Vương Động hẳn phải chết, sớm đã là khóc thành người nước mắt. Hạ xuống Thanh Lại Thương Hội trong đình viện, Vương Tĩnh Tiếc nhưng thấy được một đạo quen thuộc bóng người,
ăn mặc màu thủy lam áo lụa, tư thái kiểu mị, chính là giáo chủ phu nhân Tô Dung. Sư phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Tĩnh Tiếc ngơ ngác xuất thần, nàng nhận được chỗ này, chính là Thanh Lại Thương Hội địa bàn, trước kia ca ca mang nàng đã tới. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, nàng đã từng là sư phụ, giáo chủ phu nhân Tô Dung, lại có thể cũng ở nơi đây. Hơn nữa, Thanh Lại Thương Hội trưởng quỹ và quản gia, cũng xuôi tay đứng ở Tô Dung bên người, xem trận thế này, tựa hồ Tô Dung thân phận, cũng không đơn giản. Tô Dung thần sắc khá là nghiêm túc, bởi vì nàng đã cảm ứng được hết thảy, lập tức phân phó nói, quản gia, mang Vương Tiểu Thư đi nghỉ ngơi. Lại hướng Vương Tĩnh Tiếc nói, đồ nhi ngoan, người yên tâm, có sư phụ ở chỗ này, không người có thể gây tổn thương cho hại ngươi. Vương Tĩnh Tiếc chỉ cảm thấy đầu một phiến hỗn loạn, nghĩ không rõ lắm sau lưng khớp xương, lại là trực tiếp xỉu. Cùng đạo Vương yên tĩnh tiếc tỉnh lại, đã là ban đêm. Nàng mở mắt ra một cái, liền thấy Diệp Thần ngồi ở nàng mép giường, một mặt ân cần hình dáng. Ngươi tỉnh, uống chút thuốc đi. Diệp Thần bưng một cái chén thuốc, này Vương Tĩnh Tiếc uống thuốc. Vương Tĩnh Tiếc ngược lại cũng 10 phần khôn khéo, yên lặng uống vào, vừa lo lắng hỏi ca ca ta thế nào. Diệp Thần yên lặng một lát, liền thở dài nói, một cái tin tốt, một cái tin tức xấu, người muốn nghe cái nào trước. Vương Tĩnh Tiếc nói, tin tức tốt. Diệp Thần nói, tin tức tốt chính là, ca ca ngươi còn sống. Vương Tĩnh Tiếc tim căng thẳng, nói, vậy tin tức xấu đâu? Diệp Thần nói, tin tức xấu chính là, 3 ngày sau, tổ thần giáo đem cử hành bí mật thẩm phán, cùng thẩm phán kết thúc, hơn phân nửa sẽ đem ca ca ngươi giết. Ở Vương Tĩnh Tiếc hôn mê sau đó, Diệp Thần và Tô Dung, liền tay hỏi thăm bên ngoài tin tức. Vương Động còn sống, Dương Chu Tiên không có giết chết hắn. Nhưng Dương Chu Tiên cũng không có ý bỏ qua cho hắn, mà là chuẩn bị cử hành thẩm phán, lại đem hắn giết. Diệp Thần thật là có chút không biết làm sao, mình cứu ra muội muội, nhưng để cho ca ca chồng tiến vào, nhân quả vẫn là không cách nào trả lại. Vương Tĩnh Tiếc nắm Diệp Thần tay, ánh mắt 10 phần không giúp, nói có thể cứu ca ca ta sao? Sư phụ ta nói thế nào? Diệp Thần lắc đầu một cái, nói, giáo chủ phu nhân nói, chuyện này 10 phần khó giải quyết. Dương Chu Tiên liên là cái khác tổ thần giáo cao tầng, muốn thẩm phán ca ca ngươi, nàng vậy rất khó ngăn cản. Vương Tĩnh Tiếc cảm giác sâu sắc tình hình nghiêm trọng, mặt đầy khủng hoảng, nói, luân hồi chi chủ, ngươi có thể xuất thủ cứu giúp sao? Ta van cầu ngươi, ta chỉ có một cái ca ca, hắn nếu là chết, ta ở trên đời này, lại cũng không có bất kỳ thân nhân. Nói xong lời cuối cùng, nàng rơi lệ, tràn đầy bi thương, lại bò xuống giường, cho Diệp Thần quỳ xuống. Diệp Thần cười khổ, nói ta cũng không có biện pháp. Vương Tĩnh Tiếc khóc lóc nói, luân hồi chi chủ, van cầu ngươi, chỉ cần ngươi chịu cứu ca ca ta, ta cái gì đều được đáp ứng ngươi. Diệp Thần than thở một tiếng, hơi có chút yêu thương sờ một cái đầu nàng, nói, à, ta lại nghĩ một chút biện pháp đi. Nói xong liền xoay người rời đi, lưu lại Vương Tĩnh Tiếc một người, ở trong phòng khóc tỉ tê. Diệp Thần trở lại mình trong phòng, một hồi im lặng. Thật ra thì, hắn vậy không có biện pháp gì. Cưỡng ép đi cứu người mà nói, cùng tự tìm cái chết kém không nhiều. Dẫu sao, thẩm phán Vương Động, cũng không phải là chỉ có Dương Chu Tiên một người, còn có cái khác tổ thần giáo cao tầng. Diệp Thần chỉ có một thân một mình, cưỡng ép ra tay, không thể nghi ngờ tự tìm đường chết. Đến được đêm khuya, Diệp Thần nghe được gian phòng ra, truyền tới tiếng gõ cửa. Cửa không có khóa, vào đi. Diệp Thần biết là Vương Tĩnh Tiếc, nói. Vương Tĩnh Tiếc đẩy cửa đi vào, cặp mắt có chút sưng đỏ, một bộ điềm đạm đáng yêu hình dáng. Vương cô nương. Diệp Thần có chút áy náy nhìn nàng. Luân hồi chi chủ đại nhân, ta van cầu ngươi, nhất định phải mau cứu ca ca ta. Vương Tĩnh Tiếc cặp mắt huyễn nhiên muốn khóc, sau đó trở tay đóng cửa lại, ngay tại Diệp Thần trước mặt, nhẹ nhàng cởi ra mình quần áo, lộ ra cả người dương chi bạch ngọc vậy thân thể. Nàng từng là huyết nô, nhưng bây giờ bị giải cứu ra, ở Diệp Thần và Thanh Lại Thương Hội đan dược chân phẩm tư bổ hạ, thân thể đã khôi phục huyết khí, da trong trắng thấu đỏ, bột bột nộn nộn. Từ ngoài mặt xem, Vương Tĩnh Tiếc thân thể rất ấu yếu, nhưng hiện tại tan mất ngụy trang, Diệp Thần mới phát hiện, nàng vóc người là tương đối khá. Ho, Vương cô nương, người đây là làm gì? Diệp Thần rời đi ánh mắt, rất là xấu hổ không biết làm sao.
Vương Tĩnh Tiếc mặt đỏ bừng, mang ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại thấm ra kiên quyết, nói, luân hồi chi chủ đại nhân, cầu ngươi nhất định phải cứu ca ca ta, ta không có gì hay báo đáp ngươi, chỉ có thân thể này, ta có thể làm ngươi lò, ngày đêm cho ngươi thải bổ, chỉ cần ngươi. Được, chớ nói. Diệp Thần cắt đứt Vương Tĩnh Tiếc nói chuyện, cười khổ một chút nói, ngươi đi về trước, ta ngày mai cùng sư phụ ngươi thương lượng lại một tí. Vương Tĩnh Tiếc gặp Diệp Thần tựa hồ nguyện ý hỗ trợ, mừng rỡ nói, đa tạ ngươi, luân hồi chi chủ, nếu là ca ca ta có thể không có sao, ta sau này cho ngươi làm nha hoàn, miễn cưỡng đời đời hầu hạ ngươi. Diệp Thần nói, tốt lắm, ta biết, ngươi trở về đi thôi. Ừ. Vương Tĩnh Tiếc ngượng ngùng gật đầu, nhặt lên trên đất quần áo, tất tất tốt tốt mặc xong, rồi sau đó đột nhiên xoay người lại, hai phiến dịu dàng nóng bỏng bờ môi, hôn lên Diệp Thần trên môi. Thình lình vừa hôn, để cho Diệp Thần có chút ngẩn ra. Vương Tĩnh Tiếc ở vừa hôn sau này, chính là vội vã rời đi. Cô gái nhỏ này, Diệp Thần sửng sốt một chút, cười một tiếng, sau đó chính là tỉnh táo lại. Muốn cứu Vương Động mà nói, tuyệt không đơn giản. Hắn dự định ngày mai cùng Tô Dung thương lượng một tí, nếu như vẫn là không có kết quả, hắn thì phải dùng mình thủ đoạn đi giải quyết. Nhân Hoàng Thánh Đao, Luân Hồi Mộ Địa, Ba Thần Chi Đạo Thống. Hắn thật phải liều mạng nói, hẳn không có người nào có thể ngăn cản. Dĩ nhiên, giá phải trả hẳn biết tương đương thảm thiết. Đến lúc sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần liên lạc giáo chủ phu nhân Tô Dung, hai người ở một gian phong bế trong mật thất gặp mặt. Bởi vì muốn đàm luận sự việc, dính líu tới Vương Động, rất dễ dàng kích động thiên cơ, bị tổ thần giáo cao tầng phát hiện. Cho nên, Tô Dung cũng là tương đương bí mật, nàng không hề muốn mình thân phận bại lộ. Trong mật thất, ánh nến mở tối. Tô Dung ánh mắt như thu thủy, yêu kiều nhìn Diệp Thần, câu hồn thực cốt. Phu nhân, đừng nhìn như vậy ta. Diệp Thần có chút không tự tại. Tô Dung cười duyên nói, làm sao, sợ ta ăn ngươi. Diệp Thần quá mức cảm lúng túng, lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt nói, chúng ta vẫn là trò chuyện hồi tránh sự. Tô Dung cũng biết ngoại giới tình hình gay gắt, cũng không có lại cười đùa đi xuống, cũng là nghiêm túc nói, ngươi thật muốn cứu Vương Động. Diệp Thần gật đầu nói, ừ, Vương Động huynh dẫn ta tới Hạo Thiên Vực, phần ân tình này, nhất định phải báo đáp. Tô Dung nói, ngươi ngược lại là có tình có nghĩa, khó trách ta biểu muội như thế thích ngươi. Diệp Thần nói, phu nhân thần thông quảng đại, không biết có gì diệu kế, có thể cứu người. Tô Dung cười nói, ta có thần thông gì rộng lớn, ta chẳng qua là một cái người làm ăn thôi. Ta là Thanh Lại Thương Hội hội trưởng, chúng ta thương hội, nhất chú trọng công bằng giao dịch. Luân hồi chi chủ, người như muốn ta ra mặt cứu người, vậy sẽ phải cầm ra đầy đủ thù lao. Diệp Thần nói, cái gì thù lao? Tô Dung không nói lời nào, chỉ là quyến rũ cười. Ngắm nhìn Diệp Thần, trong tròng mắt thu thủy yêu kiều, tràn đầy ôn nhu mất hồn mùi vị. Diệp Thần cả người run rẩy một chút, ho khan một tiếng, nói, phu nhân, nếu như ngươi nói thù lao, vẫn là loại chuyện đó nói. Không ổn, vô cùng không ổn, có lẽ chúng ta còn muốn thương lượng lại một tí. Tô Dung ha ha cười một tiếng, ngón tay nhỏ nhắn bắn một tí Diệp Thần chán, nói, không cần kinh hoàng, ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi, ta chỉ muốn ngươi một giọt máu. Thông thường máu liền có thể, dùng để kích hoạt nghi thức nào đó. Diệp Thần nói, cái gì nghi thức? Hắn luân hồi máu, coi như là phổ thông máu, giá trị đều là trọng đại, cũng không thể tùy ý đưa người. Huyết dịch công dụng, vậy phải điều tra rõ, nếu không khó hiểu dính liền tội nghiệt nhân quả, vậy thì thật to không ổn. Ngươi cùng để ta đi. Tô Dung mỉm cười cười một tiếng, liền dẫn Diệp Thần rời đi mật thất, đi ra ngoài. Diệp Thần che giấu hơi thở, đi theo ở Tô Dung phía sau. Tô Dung một đường mang hắn, lại là trực tiếp ra khỏi thành, phải đi Tổ Thần Đỉnh. Tổ Thần Đỉnh, đây chính là thập đại núi thần đứng đầu. Hôm nay Tổ Thần Giáo giáo chủ Cổ Thanh Đình, cũng là Tổ Thần Đỉnh thủ tọa, ở Hạo Thiên Vực bên trong thực lực mạnh nhất. Phu nhân, người muốn mang ta đi Tổ Thần Đỉnh? Diệp Thần cau mày hỏi. Đúng vậy. Tổ thần đỉnh là Hạo Thiên Vực địa mạch linh khí vòng xoáy hạch tâm, người có thể hiểu là long mạch. Ta bà là tổ thần đỉnh tiền nhậm thủ tọa, nàng phụ trách và tinh thần Thanh Loan cùng nhau, bảo vệ long mạch. Tô Dung ánh mắt mang chút mê ly, nhìn về tổ thần đỉnh đỉnh. Trên đỉnh núi, tinh thần Thanh Loan pho tượng, yên lặng lạnh lùng, rực cánh dương ra,
tựa như đang bảo vệ cả ngọn núi đỉnh. Tô Dung than thở một tiếng, nói tiếp nhưng, theo tinh thần Thanh Loan mài mòn mất đi, bảo vệ long mạch trách nhiệm nặng nề, liền rơi vào ta bà trên người một người, nàng rất là vất vả, ta muốn thay nàng phân ưu. Diệp Thần nói, là ai giết liền tinh thần Thanh Loan? Tô Dung đạo là 5 tháng. Diệp Thần nói, 5 tháng. Tô Dung gật đầu, nói, đúng vậy, 5 tháng bể dâu, mài mòn không ngừng tích lũy, đã từng bảo vệ tổ thần đỉnh thánh chim Thanh Loan, cũng là sau đó mất đi. Thật ra thì, nếu như Hạo Thiên vực cởi mở nói, linh khí cùng ngoại giới thiên địa tương thông, liền có thể chậm tách ra mài mòn, coi như nghiêm trọng đi nữa, cũng sẽ không mất đi mà chết, dẫu sao tu vi đến cảnh giới nhất định, tuổi thọ là vô hạn. Nhưng, tổ thần vương năm đó khép kín Hạo Thiên vực, cũng lưu lại pháp dụ, người bất kỳ đều không được mở Hạo Thiên vực, bế quan khép kín dưới, mài mòn mệt mỏi thêm, cũng chỉ có mất đi kết quả. Đây là phong bế giá phải trả. Diệp Thần gặp Tô Dung da thịt trắng nõn như thiếu nữ, ngực đầy đặn, cơ hồ không có hư hại dấu hiệu, muốn đến là mỗi năm tổ thần hoa mở, nàng cũng sẽ len lén đi ra ngoài. Nhưng cái suy đoán này, Diệp Thần tự nhiên cũng là ở lại trong lòng mình, tuyệt không nhiều miệng nói bậy bạ, chỉ là hỏi. Phu nhân, người muốn dùng máu ta, hồi phục tinh thần Thanh Loan. Hướng thánh ven núi người, chính là chèn ép huyết nô máu tươi, dùng để hồi phục huyết thần sư. Diệp Thần nghĩ thầm, có thể Tô Dung cũng muốn noi theo. Hắn một giọt luân hồi máu, năng lượng có thể so với ngàn vạn huyết nô máu, còn muốn bàng bạc hùng hồn được hơn. Không, ta muốn triệu hoán mới tinh thần Thanh Loan. Tinh thần Thanh Loan cái loại này thần thú thánh cầm, ở bên ngoài nhất định có hậu duệ huyết mạch. Thà hồi phục già nua mất đi gỗ mục, ngược lại không như triệu hoán mới trời non. Tô Dung bình tĩnh nói. Triệu hoán mới Thanh Loan. Diệp Thần tim chợt giật mình, nhớ lại Tiểu Thanh. Tô Dung suy đoán được không sai, ngoại giới thật có tinh thần Thanh Loan hậu duệ tồn tại, thậm chí đã đầu phục Diệp Thần. Nhưng, Diệp Thần tuyệt đối chẳng muốn Tiểu Thanh tiến vào Hạo Thiên vực, nơi này quá nguy hiểm, nhân quả rắc rối phức tạp. Đúng vậy, luân hồi chi chủ, cùng ta lên núi đi. Tô Dung gật đầu một cái, mang Diệp Thần đi tới tổ thần dưới đỉnh, liền dẫn hắn đi lên núi. Trên đường núi có rất nhiều thị vệ, thấy Tô Dung, cũng cung kính thi lễ, kêu lên, phu nhân khỏe. Tô Dung gật đầu đáp lễ, rất nhanh liền mang Diệp Thần đi tới đỉnh núi. Diệp Thần thân phận, cũng không có bại lộ, ở những người khác trong mắt, hắn chỉ là Tô Dung một người tùy tùng. Đi tới đỉnh núi, Diệp Thần khoảng cách gần thấy vậy tinh thần Thanh Loan pho tượng, một cổ trầm hậu khí tức bàng bạc, đập vào mặt, tràn ngập lịch sử 5 tháng bể dâu. Đây chính là Tiểu Thanh lão tổ tông chứ. Tiểu Thanh còn nhỏ, ta cũng không muốn nàng được triệu hoán xuống, miễn cưỡng đời đời bảo vệ chỗ này. Nàng là tự do, cần gì phải lưng đeo như vậy gông xiềng. Diệp Thần vuốt ve pho tượng, trong lòng âm thầm nghĩ. Tô Dung hướng một người thị vệ phân phó nói, đi gọi ta bà đi ra, các ngươi tất cả lui ra. Ừ, bọn thị vệ lên tiếng đáp lại, có người đi truyền đạt, sau đó tất cả mọi người đều rời đi. Chỉ chốc lát sau, một cái gần đất xa trời bà lão, chống gậy, run rẩy từ đỉnh núi miếu thờ bên trong đi ra. Lão ẩu này, Diệp Thần ở trên đường, liền nghe Tô Dung nói qua, kêu Thanh Hoa bà, là tổ thần đỉnh tiền nhậm thủ tọa. Năm đó Tô Dung phản bội quỷ vương giới, chạy tới Hạo Thiên vực, cũng là Thanh Hoa bà thu nhận nàng. Đã từng là Thanh Hoa bà, vẫn là Hạo Thiên vực lớn thứ nhất người đẹp. Chỉ là, 5 tháng bể dâu. Mài mòn không ngừng tích lũy, hôm nay Thanh Hoa bà, đã không thấy được lúc còn trẻ đẹp, chỉ có bể dâu cùng nếp nhăn. Diệp Thần trong lòng âm thầm muốn, người đẹp tuổi xế chiều, núi đá thành cho, mài mòn, thật sự là một kiện đáng sợ sự việc. Tô Dung cười đi tới, đỡ Thanh Hoa bà, chỉ Diệp Thần, nói, bà, người xem ta mang theo ai đến thăm ngươi. Thanh Hoa bà đục ngầu ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thần, trong ánh mắt đục ngầu. Nhưng là ở ngay tức thì biến mất, đổi được tinh mang lóe lên, thậm chí ẩn nhiên có kim quang tràn ngập, hết sức kinh người. Diệp Thần cũng lấy làm kinh hãi, theo bản năng lui về phía sau một bước. Thanh Hoa bà trong ánh mắt sắc bén cùng ác liệt, lại đang trong phút chốc yên tĩnh lại, lần nữa khôi phục đục ngầu bể dâu, ha ha cười một tiếng, nói, nguyên lai là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, trời tội nghiệp, lão bà ta tử đời này, lại có thể thấy luân hồi chi chủ, thật là chết cũng không uổng.
Tô Dung vội vàng nói, bà ba, đừng nói lời như vậy, ngươi không phải nói muốn triệu hoán mới thú bảo vệ sao? Có luân hồi chi chủ ở chỗ này, chỉ cần hắn dâng ra một giọt máu, triệu hoán tất sẽ thành công. Thanh Hoa bà nói, ta nghe nói luân hồi máu, vô cùng chân quý, luân hồi chi chủ, ngươi thật chịu dứt bỏ máu tươi, là chúng ta triệu hoán thánh thú. Diệp Thần nhìn Tô Dung một mắt, gật đầu nói, không thành vấn đề. Thanh Hoa bà mặt đầy hân duyệt nụ cười, muốn nói gì, nhưng cuối cùng bởi vì kích động, lại toàn bộ thành ho kịch liệt. Tô Dung nói, bà, triệu hoán nghi thức, liền giao cho ta đi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Thanh Hoa bà gật đầu, lại thở dài nói, à, ta thật là lão. Tô Dung kéo Diệp Thần tay, đi tới tinh thần thanh loan dưới pho tượng. Ở dưới pho tượng phương, sớm bố trí xong một cái nghi thức tế đàn. Trên tế đàn khắc ấn rất nhiều cổ xưa đường vân, bốn bên lại bày đầy tất cả loại thiên tài địa bảo tế phẩm, nhưng tế đàn hạch tâm, nhưng là trống trơn như vậy. Tô Dung nắm Diệp Thần tay, đưa đến tế đàn khu vực trụ cột, móng tay rạch một cái. Diệp Thần ngón trỏ bị phá vỡ, một giọt máu tươi chảy như dòng nước liền đi ra. Tiểu Thanh, như ngươi nghe được triệu hoán, ngàn vạn không nên tới. Diệp Thần đem mình ý chí, hội tụ đến vậy giọt máu tươi phía trên. Tí tách, hắn máu tươi, rơi vào phía trên tế đàn. Rào một tiếng, toàn bộ tế đàn, nhất thời toát ra năm màu chói lọi. Diệp Thần máu tươi, năng lượng dâng trào ra, trên tế đàn các loại văn lạc, toàn bộ sáng lên, ánh sáng càng ngày càng sáng chói. Từng cái thần mang, xuyên thấu hư không, thậm chí kéo dài đến thần bí không không lúc nào không. Tô Dung thấp giọng phát ra ngâm sướng, bắt đầu triệu hoán. Diệp Thần chỉ hy vọng. Nàng có thể triệu hoán khác tinh thần thanh loan xuống, không muốn cho gọi ra Tiểu Thanh. Trên tế đàn ánh sáng, càng ngày càng nóng rực, càng ngày càng sáng chói. Tô Dung tập trung tinh thần nhìn, cách đó không xa Thanh Hoa bà, cũng là chống gậy, khá có chút khẩn trương nhìn. Ánh sáng nóng rực bên trong, dần dần nổi lên một đạo xinh đẹp nũng nịu bóng người thiếu nữ. Đợi được ánh sáng dần dần nhạt đi xuống, một cái thanh y thiếu nữ, xuất hiện ở Diệp Thần, Tô Dung. Thanh Hoa bà trước mắt ba người. Cái này thanh y thiếu nữ, cả người thần quang trào đáng, cùng toàn bộ tổ thần đỉnh, thậm chí toàn bộ hạo thiên vực địa mạch, đều ở đây lẫn nhau đồng tình, gió nổi mây vần. Ở thiếu nữ sau lưng, nhấp nhô khoáng đạt khí tượng, đó là một đầu so côn bằng còn to lớn hơn, cả người ánh sao lưu chuyển thần điểu dị tượng, chính là trong truyền thuyết tinh thần thanh loan. Diệp Thần trong cổ họng phát ra rên rỉ một tiếng, ngơ ngác nhìn trước mắt cái này thanh y thiếu nữ. Hắn chuyện lo lắng nhất xảy ra. Cô gái này, chính là Tiểu Thanh. Tiểu Thanh được triệu hoán xuống, nháy con mắt, đầu tiên là ngơ ngác nhìn chung quanh, nhưng thấy Diệp Thần bóng người sau đó, nàng liền ngạc nhiên mừng rỡ hoan hô một tiếng, từ trên tế đàn nhảy xuống, nhào tới Diệp Thần trong ngực, kêu lên, Diệp Thần ca ca, ta thật là nhớ ngươi. Diệp Thần tuy che giấu hơi thở, lại dịch dung cải trang, nhưng hắn là Tiểu Thanh chủ nhân, hai người nhân quả chặt chẽ. Cho nên, Tiểu Thanh một tí liền nhận ra hắn, vui mừng hớn hở cùng hắn ôm chầm. Diệp Thần ôm thiếu nữ mềm mại thân thể, cười khổ một hồi, cũng không biết nói cái gì cho phải. Tô Dung và Thanh Hoa bà, chính là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Thanh Hoa bà cây nặng, cũng bởi vì kinh ngạc mà rớt xuống đất. Hai người là hoàn toàn bối rối. Kêu gọi này xuống tinh thần thanh loan, lại có thể biết Diệp Thần. Tiểu Thanh, ta không phải kêu ngươi đừng tới sao? Diệp Thần tức giận bắn một tí Tiểu Thanh đầu, chợt cảm thấy được mình lỡ lời, vội vàng im miệng, hơi có chút lúng túng nhìn về Tô Dung. Tô Dung vậy cảm giác được cái gì, sắc mặt lập tức lạnh lùng xuống. Tiểu Thanh nhưng hồn nhiên rốt nát, bĩu môi nói, Diệp Thần ca ca, ta thấp thỏm ngươi rất, cảm nhận được ngươi ý chí cùng triệu hoán, liền ứng triệu tới, ngươi nếu triệu hoán ta, tại sao lại kêu ta đừng tới? Nàng rất là nghi hoặc nhìn Diệp Thần, con người chuyển động. Sau đó, nàng thấy Tô Dung, thấy Thanh Hoa bà, thấy tổ tiên vậy lạnh lùng yên lặng pho tượng, thiên cơ ầm ầm, nhân quả cảm ứng, lập tức toàn rõ ràng, kinh ngạc thất thần, nói. Lúc đầu, nguyên lai là, Tô Dung nhìn Diệp Thần, trầm giọng nói, cái này tinh thần thanh loan, là ngươi sủng vật. Diệp Thần còn không đáp lại, Tiểu Thanh liền cướp đáp, đúng vậy, Diệp Thần ca ca là ta chủ nhân. Ta đời này chỉ nghe hắn nói. Thanh Hoa bà nhặt lên cây nạng, chống run rẩy đi tới, si ngốc nhìn Tiểu Thanh,
phủ đầy nếp nhăn vươn tay ra, muốn sờ sờ Tiểu Thanh, nhưng lại không dám, thật giống như sợ sẽ ô nhục xúc phạm vậy, nói, được, cái này Tiểu Thanh chim, rất tốt. Nàng huyết mạch, đặc biệt tinh khiết, thậm chí cùng luân hồi nhân quả tương liên, tương lai nếu có thể lớn lên, nhất định có thể vượt qua nàng tổ tiên. Nếu như có nàng bảo vệ long mạch, ta Hạo Thiên vực vạn thế không lo. Chỉ là, nói xong lời cuối cùng, Thanh Hoa bà vừa nhìn về phía Diệp Thần, tràn đầy tiếc nuối cùng không biết làm sao. Như thế hoàn mỹ Tiểu Thanh chim, cũng đã có chủ. Nếu như chủ nhân là người khác, vậy nàng không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí động sát thủ, đều phải đem Tiểu Thanh chim đoạt lại. Nhưng, Tiểu Thanh chủ nhân, nhưng là luân hồi chi chủ. Dõi mắt toàn bộ Hạo Thiên vực, lại có thể có ai, có thể thương tổn tới trong truyền thuyết luân hồi chi chủ. Bà, ngươi là ta tổ tiên chủ nhân sao? Tiểu Thanh nhìn xem vậy cổ xưa thanh loan pho tượng, lại nhìn xem Thanh Hoa bà, cảm thấy hai người tới giữa, tồn tại loại nào đó liên hệ chặt chẽ. Thanh Hoa bà nói, không phải, ta cùng ngươi tổ tiên, là bạn, bạn rất thân. Tiểu Thanh cười nói, ta và Diệp Thần ca ca vậy là bạn tốt, bất quá hắn cũng là ta chủ nhân. Thanh Hoa bà có chút xin xỏ nhìn Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, không biết ngươi có thể hay không để cho cái này Tiểu Thanh chim lưu lại, ta Hạo Thiên vực long mạch, cần nàng bảo vệ. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói Tiểu Thanh nàng còn nhỏ, bảo vệ long mạch, trách nhiệm quá nặng, không thích hợp đè ở trên người nàng. Tiểu Thanh chợt nói, Diệp Thần ca ca, ta muốn để lại xem. Diệp Thần ngạc nhiên, nói cái gì? Tiểu Thanh nhìn về vậy cổ xưa thanh loan pho tượng, ánh mắt có chút mê ly, nói, nơi này là ta tổ tiên đã từng bảo vệ qua địa phương, ta cũng muốn lưu lại xem. Dừng một chút, nàng lại cười nói, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không rời đi ngươi. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, Tiểu Thanh lại có lưu lại ý, suy nghĩ một hồi, liền nói, không sao, ngươi muốn để lại liền lưu lại, nhưng bảo vệ một khối địa mạch, trách nhiệm trọng đại, ngươi chưa chắc chịu được. Tiểu Thanh nói, a, Diệp Thần ca ca, thật ra thì ta cũng chỉ là muốn lưu lại xem, còn như bảo vệ địa mạch cái gì, ta có thể không làm được nha. Thanh Hoa bà nghe được Tiểu Thanh chịu lưu lại, đã là đại hỉ, kích động nói, Tiểu Thanh chim, chỉ cần ngươi chịu lưu lại, cái gì cũng dễ nói. Tiểu Thanh nói, bà, ta coi như lưu lại, cũng chỉ nhận Diệp Thần ca ca làm chủ nhân, chỉ cần hắn kêu gọi ta, ta tùy thời cũng sẽ trở lại hắn bên người. Thanh Hoa bà vui vẻ ra mặt, nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Nàng trong đầu nghĩ, luân hồi chi chủ thần uy cái thế, dưới quyền người làm cường giả vô số, cũng không kém một cái tinh thần thanh loan. Chỉ cần cái này Tiểu Thanh chim chịu lưu lại, luân hồi chi chủ đại danh đỉnh đỉnh, muốn đến sẽ không cùng nàng một cái bà này tranh đoạt. Diệp Thần trong đầu nghĩ, để cho Tiểu Thanh lưu lại, cùng nàng tổ tiên câu thông đồng tình, cũng có thể chui luyện lòng nàng tính, rèn luyện nàng huyết mạch, đối nàng vô cùng hữu ích. Lập tức hắn liền gật đầu một cái, nói Tiểu Thanh, ngươi muốn để lại cũng có thể, nhưng hết thảy muốn chú ý. Nếu như có người khi dễ ngươi đâu, ngươi liền báo ta tên chữ. Cuối cùng những lời này, nói là cho Thanh Hoa bà nghe. Tiểu Thanh cuối cùng còn rất non nớt, Diệp Thần chẳng muốn nàng bị bất kỳ ủy khuất gì, ở nàng lớn lên trước, hắn sẽ cho nàng đầy đủ che chở. Tiểu Thanh ôm Diệp Thần cổ, cười hì hì nói, Diệp Thần ca ca, cảm ơn ngươi. Diệp Thần lại hỏi, đúng rồi, người đi theo Mây Lạc Thủy cô nương bên người, nàng tu vi tiến triển như thế nào? Trước đây, Diệp Thần và Mây Lạc Thủy, Long Tu Tôn giả đạt thành hiệp nghị, hắn để cho Tiểu Thanh ở lại Mây Lạc Thủy bên người, kỳ hạn một tháng, thành tựu báo đáp, Long Tu Tôn giả đem chiêu võ linh vũ tặng cho hắn. Vậy chiêu võ linh vũ chính là nham thần tổ khí, đặc biệt chân quý, hiện tại một tháng kỳ còn chưa tới, Tiểu Thanh liền được triệu hoán tới đây. Diệp Thần chỉ sợ thất ước. Tiểu Thanh nói, Lạc Thủy tỷ tỷ thiên phú thật là lợi hại, ta cùng nàng cùng nhau tu luyện, nàng ở hai ngày trước, cũng đã khôi phục thần thú huyết mạch lực lượng, cái này hai ngày nàng đều là mang ta khắp nơi du sơn ngoạn thủy, cũng không cần tu luyện lại. Diệp Thần ca ca, ta ở được triệu hoán xuống trước, liền cùng nàng nói rõ, phải trở về bên người ngươi. Diệp Thần nói, vậy nàng nói thế nào? Nhỏ xanh một hồi lúng túng. Nói, Lạc Thủy tỷ tỷ nàng. Thật giống như chẳng muốn để cho ta đi, còn khóc. Diệp Thần cười khổ không thôi, kỳ một tháng còn chưa tới, nhắc tới vẫn là hắn thất ước, xem ra sau này muốn tìm một cơ hội,
cùng Long Tu tôn giả, Mây Lạc Thủy hai ông cháu giải thích rõ mới được. Thỏa thuận xong, Diệp Thần để cho Tiểu Thanh lưu lại, bầu bạn ở Thanh Hoa bà bên người. Hắn và Tô Dung xuống núi, liền hỏi nói. Tô phu nhân, hai ngày sau, chính là xét xử ngày, người có lòng tin cứu ra Vương Động. Tô Dung búng ngón tay một cái, giọng hơi có chút lười biếng nói, cái này hả, ai biết được, ta chỉ có thể nói là hết sức mà là. Muốn thẩm phán Vương Động, không chỉ là hướng thánh ven núi thủ tọa Dương Chu Tiên, còn có vũ hóa núi thủ tọa Bạch Tử Hư, còn có sư huynh ta, bọn họ ba cái là tổ thần giáo tầng cao nhất, bọn họ liên thủ muốn xúc diệt Vương gia, ta cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Nàng sư huynh cũng là chồng nàng, hôm nay tổ thần đỉnh thủ tọa, tổ thần giáo giáo chủ. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, xem ra muốn giải cứu Vương Động, so hắn tưởng tượng, còn muốn khó khăn rất nhiều. Thời gian vội vã, ngay chớp mắt, hai ngày trôi qua. Xét xử ngày, rốt cuộc đến. Đối Vương Động thẩm phán, cũng không công khai, mà là ở tổ thần giáo đại điện bí mật cử hành. Thật ra thì tổ thần giáo cao tầng, đều biết Vương Động là oan uổng, bọn họ một tay chủ tính Vương gia tiêu diệt, chính là sợ Vương gia quật khởi, ảnh hưởng đến bọn họ địa vị. Hạo Thiên vực bên trong, tin nhảm phân bay, rất nhiều dân chúng cùng võ giả, vậy suy đoán Vương gia là oan uổng. Ở tình thế như vậy hạ, tổ thần giáo cao tầng, lại không dám công khai thẩm phán, mà là ở sơn môn trong đại điện mặt, bí mật thẩm phán. Ngày này sáng sớm, Diệp Thần và Vương Tĩnh Tiếc, ngụy trang thành Tô Dung tùy tùng, đi theo nàng, tiến vào tổ thần giáo. Tổ thần giáo sơn môn, nguy nga khoáng đạt, một tòa pho tượng to lớn, đứng sừng ở giữa quảng trường. Đó chính là truyền thuyết bên trong, tổ thần vương pho tượng. Tổ thần vương, là chín thần thời đại cường giả, mặc dù không cách nào cùng chí tôn chín thần tướng so, nhưng thực lực cũng là siêu thoát thực tế, thông thiên triệt địa vậy mạnh mẽ. Tổ thần giáo sơn môn đại điện, thẳng ngay tổ thần vương pho tượng, khí phái hùng vĩ, hạo nhiên đường đường. Giờ phút này, ở trong đại điện, tổ thần giáo các cao tầng, sớm đã đến đủ. Thập đại núi thần thủ tọa, toàn bộ tại chỗ. Ngồi ở phía bắc cao nhất tòa, chính là tổ thần giáo giáo chủ, tổ thần đỉnh hiện đảm nhiệm thủ tọa Cổ Thanh Đình, sinh được phong thần anh tuấn, dáng vẻ giật nhóm. Ở Cổ Thanh Đình đầu dưới, một trái một phải, ngồi ngay thẳng hai vị cường giả. Một cái kiêu căng hùng bá như quân vương, cả người kiếm khí vần quanh, chính là hướng thánh ven núi thủ tọa Dương Chu Tiên. Một người khác, thời là một ông già lông mày trắng, râu dài tung bay, tiên khí trôi giạt, chính là vũ hóa núi thủ tọa Bạch Tử Hư. Ngoài ra bảy vị thủ tọa, ngồi tại đại điện hai bên, phía sau là tất cả đại hộ pháp cường giả. Cả tòa đại điện đằng đằng sát khí, âm u hết sức. Tô Dung sải bước vào trong đại điện, ngồi tại giáo chủ Cổ Thanh Đình bên người. Diệp Thần và Vương Tĩnh Tiếc, thành tựu Tô Dung người làm, đứng ở phía sau. Từ bọn họ thị giác, có thể nhìn xuống toàn bộ đại điện. Chỉ gặp trung ương đại điện, quỳ một người đàn ông, cả người mang gông xiềng, máu tươi đầm đìa, vết thương chồng chất, ánh mắt hung hãn như dã thú, chính là Vương Động. Vương Tĩnh Tiếc thấy ca ca như vậy hình dáng, nội tâm đau buồn, cơ hồ khó mà giữ. Diệp Thần nhẹ nhàng nắm tay nàng, đem linh khí dẫn nước đi vào, mới ổn định lại tâm thần của nàng, không có tại chỗ bại lộ. Sư muội, người tới. Cổ Thanh Đình cười một tiếng, trước hướng Tô Dung lên tiếng chào, hai người tuy là vợ chồng, nhưng thường ngày vẫn là lấy sư kêu nhau anh em. Làm sao, ta không thể tới. Tô Dung giọng có chút lạnh loáng, nói. Không có, không có, sư muội, hôm nay là thẩm phán vương gia tàn dư ngày, người tới làm chứng cũng tốt. Cổ Thanh Đình cười nói. Tô Dung hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Cổ Thanh Đình nghiêm mặt một cái, hắng giọng một cái, hướng đầu dưới Dương Chu Tiên nói, Dương thủ tọa, người là người bắt, ngày hôm nay liền do người tới phụ trách thẩm phán. Hắn tuy là giáo chủ, nhưng nói chuyện nhưng tương đương khách khí được có chút hèn nhát, tựa hồ cũng không dám đắc tội cái khác thủ tọa. Dương Chu Tiên đứng dậy, chắp tay nói, ưng. Xoay người nhìn về Vương Động, lạnh lùng nói, Vương Động, người tham sống sợ chết, cự tuyệt cung phụng tổ thần vương, trốn tránh ra Hạo Thiên vực, sau đó thậm chí cấu kết luân hồi chi chủ, người có thể biết tội. Vương Động ngừ liền một tiếng, cả giận nói, muốn giết cứ giết, ta lại có tội gì? Các ngươi bất quá là muốn mượn cớ, xúc diệt ta vương gia, lại mưu đoạt tổ thần võ điển thôi. Các ngươi là tổ thần giáo tội nhân,
một ngày nào đó, tổ thần vương sẽ rơi xuống trừng phạt, đem các ngươi toàn bộ giết chết. Dương Chu Tiên giận dữ, nói to gan, ngươi tên phản đồ này, còn dám ở chỗ này ngông cuồng. Ngươi đến, dụng hình. Trừng thị vệ đi ra, trượng phạt vương động, chỉ đánh được hắn thân thể máu thịt tung tóe, tình cảnh tương đương thảm thiết. Vương động cắn chặt hàm răng, nhưng thủy chung không hừ một tiếng. Vương Tĩnh Tiếc thân thể run rẩy, cắn chặt môi, một số gần như mất khống chế. Dương Chu Tiên hướng Cổ Thanh Đình chắp tay nói, giáo chủ đại nhân, cái này phản đồ hồ đồ ngu xuẩn, chúng ta vẫn là lập tức đem hắn xử tử, đem tổ thần võ điển thu hồi lại. Lời nói này rơi xuống, toàn trường cao tầng sau khi nghe, mơ hồ xôn xao. Vậy tổ thần võ điển, là hạo thiên vực tất cả võ đạo thần thông ngọn nguồn, hết sức chân quý. Nghe nói, ai có thể chấp trường tổ thần võ điển, ai liền có thể được tổ thần vương chúc phúc. Chính là bởi vì tổ thần võ điển quá mức chân quý, liền Dương Chu Tiên cũng không dám tư nuốt, cho nên phải thẩm phán vương động, lại mưu đồ hậu sự. Cổ Thanh Đình gật đầu nói, Dương thủ tọa nói thật phải. Vậy thì đem cái này phản đồ giết, thu hồi tổ thần võ điển. Dương Chu Tiên đại hỉ, nói, thì phải giết vương động. Chậm, đây là, lại nghe Vũ Hóa núi thủ tọa Bạch Tử Hư chậm rãi mở miệng, lạnh lùng nói, vậy thu hồi tổ thần võ điển sau đó, ai tới trông coi. Hướng thánh ven núi một cái trưởng lão nói, nhà ta thủ tọa giành công to lớn, tổ thần võ điển tự nhiên do hắn trông coi. Dương Chu Tiên mỉm cười nói, các vị nếu như không ngại. Vậy thì do ta trước giữ tổ thần võ điển. Bạch Tử Hư hừ một tiếng, cười lạnh nói, Dương Chu Tiên, chỉ sợ ngươi còn không tư cách chấp trưởng tổ thần võ điển. Dương Chu Tiên mặt liền biến sắc, nói, Bạch Tử Hư, ngươi có ý gì? Bạch Tử Hư đứng lên, cả người tiên mang bốc hơi lên, thủy hà tách thả ra, linh khí nhô lên, khinh thường nói, lão phu ta ngang dọc hạo thiên vực thời điểm, ngươi và giáo chủ cũng còn là nhóc con, không có lão phu chấn giữ, cái này hạo thiên vực đã sớm bị Diêm Ma Tử Giới hủy diệt, còn đến phiên các ngươi nói chuyện. Tổ thần võ điển, cần phải do lão phu ta tới chấp trường. Lời nói này nói được đặc biệt cuồng ngạo vô lễ, Dương Chu Tiên và Cổ Thanh Đình sau khi nghe, gương mặt nhất thời đổi được đặc biệt khó khăn xem. Trong đại điện bầu không khí, cũng là ngay tức thì đổi được gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Cổ Thanh Đình, Dương Chu Tiên, Bạch Tử Hư ba phe thế lực thị vệ, hộ pháp, các trưởng lão. Rồi rít rút ra đao rút kiếm, thế cục chạm một cái liền bùng nổ. Mấy cái khác thủ tọa, chính là chố mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Ha ha! Ở nơi này uy nghiêm thời khắc, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Chỉ gặp Tô Dung tay cầm khăn lụa, che miệng cười, trên mặt tràn đầy khinh thường. Nàng vóc người khá làm hãnh diện như vậy, thời điểm cười ngực phập phồng, hoa chi loạn chiến, cả người đều là mị hoặc câu hồn hơi thở. Tại chỗ rất nhiều các cường giả, người người ánh mắt đều thẳng, liền liền Dương Chu Tiên và Bạch Tử Hư, cũng là cảm thấy đạo tâm lay động, tình khó khăn từ cầm. Bạch Tử Hư hít sâu một hơi, chấn định tâm thần, quát lên, Tô Dung, ngươi cười cái gì? Hôm nay thẩm phán, còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay. Tô Dung lạnh nhạt nói, ta là giáo chủ phu nhân, ta cũng không tư cách nhúng tay sao? Cổ Thanh Đình vội nói, sư muội, thôi, ngươi đi về trước. Tô Dung nhưng là hừ một tiếng, đứng dậy, nói các người đám người này, người người đường đường chính chính, không phải là muốn chiếm đoạt vương gia tổ thần võ điển thôi. Ta xem chân chính phản bội tổ thần vương người, không phải vương gia, mà là các ngươi. Lời nói này nghiêm trọng nói, toàn trường người nghe, đều là chấn động. Mặc dù Tô Dung nói đúng sự thật, nhưng cái này vậy trực tiếp một chút phá chân tướng, tại chỗ rất nhiều thủ tọa, trên mặt đều là không nén giận được. Cổ Thanh Đình có chút nóng nảy, vậy có chút bối rối, nói, sư muội, chớ nói, ngươi đi về trước. Tô Dung nói, ta ngày hôm nay, chính là muốn giữ được vương động tánh mạng, các ngươi ai muốn giết vương động, chính là cùng ta là địch. Tiếng nói rơi xuống, toàn trường người lại là khiếp sợ. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Tô Dung lại muốn ra mặt bảo vệ vương động. Dương Chu Tiên và Bạch Tử Hư cũng là chấn động, hai người nhìn nhau. Sau đó ngưng trọng gật đầu một cái. Dương Chu Tiên bước ra một bước, nói, phu nhân, ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng ngày hôm nay vương động phải chết. Hắn phản bội tổ thần vương, hắn vương gia không tư cách lại chấp trưởng tổ thần võ điển. Tiếng nói rơi xuống, Dương Chu Tiên bỗng nhiên cong ngón tay bắn ra,
một món ác liệt kiếm khí bắn ra, hướng Vương Động đầu xuyên qua đi. Tô Dòng sắc mặt run lên, quát lên, ngươi dám. Nàng Tiêm vung tay lên, linh khí cổn đáng, bày thành công bức tường khí, ngăn trở Dương Chu Tiên một kiếm. Dương Chu Tiên hướng Bạch Tử Hư nháy mắt, Bạch Tử Hư cười lạnh một tiếng, nói Tô Dòng, chúng ta chuyện của nam nhân, một mình ngươi hạng người nữ lưu, vẫn là không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Tiếng nói rơi xuống, Bạch Tử Hư sau lưng, hiện ra một quyển kinh thư, phía trên in Vũ Hóa Phi Thăng bốn chữ. Cái này cuốn kinh thư, chính là Thần Thích Tụng Đời Điển chương 3, bên trong hàm chứa phi thăng chân lý, vũ hóa bí ẩn. Lúc đầu vậy vũ hóa phi thăng văn chương, liền ở lão đầu này trong tay. Diệp Thần thấy một màn này, trong lòng hơi chăm chú. Nhưng gặp Bạch Tử Hư sử dụng vũ hóa phi thăng kinh, cả người tiên khí nhô lên, một đạo tiên quang như cầu vòng xuyên qua, đánh về phía Tô Dung thân thể. Tô Dung mặt đẹp biến sắc, vội vàng lui về phía sau né tránh. Thừa dịp này cơ hội, Dương Chu Tiên lại bắn ra chỉ, một đạo kiếm khí hướng Vương Động bắn tới. Phản đồ, chết đi. Dương Chu Tiên trong mắt bên trong, tràn đầy vẻ hung ác. Tô Dung bị Bạch Tử Hư kiềm chế, cũng không cách nào cứu viện, không khỏi được khẩn trương. Nàng lại không nghĩ rằng, Dương Chu Tiên và Bạch Tử Hư, vì đánh chết Vương Động, cướp lấy tổ thần võ điển, lại có thể chịu buông xuống thành kiến liên thủ. Đừng giết ca ca ta. Nguy cấp bên trong, Vương Tĩnh Tiếc khóc vọt ra, thân thể ngăn ở Vương Động trước mặt. Nhưng nàng cái này ấu yếu thân thể, tuyệt không khả năng ngăn trở Dương Chu Tiên kiếm khí, chỉ có một con đường chết. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, mắt gặp tình thế hung cấp, vậy không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức sử dụng thần hy thiên kiếm, lau một cái thần thánh kiếm quang, đem Dương Chu Tiên kiếm khí ngăn trở. Hắn cái này một cái xuất thủ, luân hồi hơi thở, nhất thời bại lộ, lại cũng không che giấu được. Ngươi là luân hồi chi chủ. Dương Chu Tiên kinh hoàng lui về phía sau ba bước, ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Chỉ gặp luân hồi kim quang, quang minh thánh huy, ở Diệp Thần trên mình không ngừng xen lẫn, sáng chói mà rực rỡ tươi đẹp. Cảm nhận được liền luân hồi hơi thở, mới vừa còn ở hỗn loạn ồn ào một mảnh đại điện, hoàn toàn yên tĩnh lại. Trong sân một phiến tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt, cũng rơi vào Diệp Thần trên mình, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Ba ngày trước, Diệp Thần tại Triều Thánh trên ven núi xuất hiện qua. Người người đều biết, luân hồi hạ xuống Hạo Thiên Vực. Toàn bộ Hạo Thiên Vực, như lâm đại địch, cái này ba ngày thời gian, tổ thần giáo bên này, không biết phái ra nhiều ít cao thủ, đi tìm Diệp Thần tung tích, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Nhưng giờ khắc này, Diệp Thần lại có thể liền xuất hiện ở tổ thần giáo Sơn Môn trên đại điện. Hơn nữa, tựa hồ là Tô Dung mang tới. Sư muội. Người và luân hồi chi chủ. Cổ Thanh Đình thân thể run rẩy, trợn mắt hốc mồm. Dương Chu Tiên kinh hoàng sau này, chính là tức giận, nhìn xem Tô Dung, lại nhìn xem Diệp Thần, quát lên, Tô Dung, không nghĩ tới ngươi lại có thể cấu kết luân hồi chi chủ, chẳng lẽ ngươi muốn giúp hắn cướp lấy tổ thần võ điển. Bạch Tử Hư trong mắt âm u, nói, luân hồi chi chủ võ đạo thâm hậu, chính là tổ thần võ điển, lại làm sao có thể đưa tới hắn chú ý. Hắn mong muốn. Không phải tổ thần võ điển, mà là Thiên Quân Phong Thần Bia. Nghe được Bạch Tử Hư mà nói, toàn trường xôn xao, đều là kinh hãi. Thiên Quân Phong Thần Bia, có thể là nói Hạo Thiên Vực chí bảo, là Hạo Thiên Vực coi là cấm kỵ tồn tại, tuyệt đối không thể nào để cho người ngoài cướp đi. Hiện tại Diệp Thần xuất hiện, vậy khẳng định là vì Thiên Quân Phong Thần Bia tới. Dõi mắt toàn bộ Hạo Thiên Vực, có thể đưa tới Diệp Thần chú ý. Cũng chỉ có Thiên Quân Phong Thần Bia. Giết hắn. Bạch Tử Hư ánh mắt run lên, vũ hóa phi thăng kinh tiên khí tách thả ra, một phiến phiến ký tự như con bướm vậy bay ra, phía trên lại có thể lưu chuyển chân lý bí ẩn. Hắn vung tay lên, vậy phiến phiến ký tự, liền hóa thành một chuôi tiên kiếm, phía trên chân lý trói lọi chào đáng, đại lộ hơi thở tràn ngập, lăng không chém chết hướng Diệp Thần. Chiêu võ linh vũ, lên. Diệp Thần tự biết lõm sâu hiểm cảnh. Lập tức vậy không chút do dự nào, lập tức sử dụng chiêu võ linh vũ. Oanh! Bàn thạch màu sắc chiêu võ linh vũ, ở Diệp Thần sau lưng nổi lên, cả tòa đại điện, nhất thời tràn ngập một cổ hào hùng nham thổ khí tức, như núi lỡ vậy nổ tung. Tất cả người, đều cảm thấy mặt đất dưới chân, kịch liệt lắc lư, từng cái mạng nhện vậy kẽ hở xuất hiện. Diệp Thần vung tay lên, chiêu võ linh vũ hóa thành thiên đao, suy rồi một tiếng,
liền đem Bạch Tử Hư chém ra phủ văn tiên kiếm, hoàn toàn bể tan tành. Phốc xích, Bạch Tử Hư bị phản chấn, há mồm phun ra máu tươi, chật vật lui về sau hai bước. Mọi người thấy một màn này, đều là rung động, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Bạch Tử Hư nhưng mà vũ hóa núi thủ tọa, Hạo Thiên vực mạnh nhất ba một trong những nhân vật lớn, lại có thể bị Diệp Thần nhất kích tháo chạy, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Tuy nói Bạch Tử Hư là vội vàng ra tay, đối Diệp Thần không có đầy đủ coi trọng, cũng không có dụng hết toàn lực, nhưng trực tiếp bị Diệp Thần đánh được hộc máu tháo chạy, vẫn là quá dọa người điểm. Diệp Thần thực lực, ra tại chỗ tất cả mọi người dự liệu. Cùng tiến lên, Dương Chu Tiên quát lên một tiếng lớn, triệu tập bên người tất cả cường giả, khua kiếm hướng Diệp Thần lướt đi. Cao tọa lên giáo chủ Cổ Thanh Đình, dưới sự tức giận, cũng là cầm kiếm hướng Diệp Thần ám sát đi. Cổ Thanh Đình ra tay một cái, Nguyên Sơn Môn đại điện địa mạch khí vận, cũng bị điều động. Tại chỗ tất cả cường giả cửa, như có thần giúp, quanh thân linh quang nhô lên, thanh thế hào tráng, đầy trời ánh đao kiếm ảnh, võ đạo thần thông, thì phải đem Diệp Thần chìm ngập. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, nếu như đơn đả độc đấu mà nói, hắn không sợ bất kỳ một người. Nhưng lấy một thân một mình, đối kháng toàn bộ tổ thần giáo cao tầng cường giả, chỉ có một con đường chết. Tô Dung mặt đẹp cũng là trắng bệch, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Vương Động và Vương Tĩnh Tiếc hai huynh muội ngơ ngác đứng ở Diệp Thần phía sau, tự biết hẳn phải chết, ôm nhau nhắm hai mắt lại. Tất cả dừng tay cho ta. Ngay tại lúc này, một đạo già nua trầm hát tiếng, từ bên ngoài đại điện vang lên. Chỉ gặp một đầu to lớn chim xanh, dài tiếng gáy vang, từ bên ngoài đại điện bay vào. Chim xanh quanh thân ánh sao lưu chuyển, còn quấn từng tầng một thần bí không không hơi thở, lại là đến từ không không thời không một loại đặc thù thánh chim, tên là tinh thần thanh loan. Một cái bà cụ, chống gậy, đứng ở chim xanh sống lưng trên. Bà cụ sau lưng, lơ lửng một tấm cẩm bạch, như thế gian đế hoàng thánh chỉ, phía trên in điều điều kim long, linh khí gào thét dưới, vô số điều kim long hư ảnh phủ đãng ra, ngửa mặt lên trời gầm thét, hào hùng uy nghiêm bao phủ ở toàn trường, làm người ta nghẹt thở. Bà, Tô Dung thấy vậy bà cụ tới, lấy làm kinh hãi. Vậy bà cụ chính là Thanh Hoa bà. Cổ Thanh Đình, Dương Chu Tiên, Bạch Tử Hư các người, thấy Thanh Hoa bà xuất hiện, cũng là vô cùng giật mình. Diệp Thần thấy Thanh Hoa bà hình dáng, nếp nhăn so với hai ngày trước, nhạt đi rất nhiều, muốn đến là tiểu thanh bầu bạn ở nàng bên người, vậy là nàng hóa giải hư hại ăn mòn. Đám người cũng biết, Thanh Hoa bà triệu hoán liền mới tinh thần thanh loan. Nhưng để cho bọn họ sợ hãi, cũng không phải là tinh thần thanh loan, mà là Thanh Hoa bà sau lưng thánh chỉ. Đó là truyền thuyết bên trong, tổ thần vương lưu lại pháp bảo, có thể nói là chín thần thời đại truyền thừa xuống tổ khí, tên là tổ thần thiên chỉ. Cái này tổ thần thiên chỉ, hàm chứa tổ thần vương uy nghiêm, một thả ra ngoài, đó là long trời lở đất, vạn long gầm thét, mênh mông vô cùng. Ở Hạo Thiên vực bên trong, Thanh Hoa bà nhất là đức cao vọng trọng. Bởi vì tổ thần thiên chỉ, ngay tại trong tay nàng. Thanh Hoa bà nhìn vòng quanh toàn trường, hừ một tiếng, nói các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, tổ thần thiên chỉ ở chỗ này, như tổ thần vương đích thân tới, các ngươi còn không mau quỳ xuống. Đám người nghe vậy, lật đật quỳ xuống, dập đầu màng bái. Thanh Hoa bà gật đầu một cái, nói, rất tốt, ngày hôm nay ta hạ xuống, là muốn cùng các ngươi nói một tiếng, luân hồi chi chủ. Là ta mời tới bằng hữu, các ngươi không cần làm khó hắn. Đám người nghe được Thanh Hoa bà mà nói, đều là ngạc nhiên. Thanh Hoa bà nhìn xem Vương Động hai huynh muội, thở dài một cái, nói các ngươi và Vương gia ân oán, ta đã biết, Vương gia cả nhà, chỉ còn lại cái này hai huynh muội, các ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Như vậy đi, sau này vậy tổ thần võ điển, liền giao cho ta giữ, các ngươi cũng không cần lại làm khó bọn họ. Dừng một chút. Thanh Hoa bà nhìn về phía Vương Động nói, đứa nhỏ, cầm tổ thần võ điển cho ta, có thể không? Từ nay về sau, ngươi và muội muội ngươi liền an toàn, các ngươi rời đến ta tổ thần đỉnh bên trong tới, bà ta bảo vệ ngươi. Vương Động sửng sốt một tí, sau đó một hồi bi thương, móc ra tổ thần võ điển, nói, bà, ngươi chịu giữ tổ thần võ điển, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Ta Vương gia luân lạc đến đây, thật ra thì chúng ta cũng có trách nhiệm. Thiên địa chí bảo, thần thông bí tịch, có đức người cư chi. Nếu như tự thân không có thực lực,
nhưng hết lần này tới lần khác muốn chiếm đoạt chí bảo thần công, chỉ sẽ đưa tới mối họa. Đi qua cái này rất nhiều trắc trở kiếp nạn, Vương Động vậy tỉnh ngộ. Thất phu vô tội, Mang Ngọc mắc tội. Vương gia luân lạc đến đây, thật ra thì Vương gia cũng có sai. Nhỏ yếu, chính là lớn nhất lỗi. Cái thế giới này, cuối cùng là người mạnh là vua, không có đầy đủ thực lực, nhưng chiếm cứ động trời chí bảo, chỉ có thể đưa tới đại họa. Thanh Hoa bà yên lặng gật đầu, nói, không sai, không sai, thân yếu ớt nhỏ, nhưng chiếm cứ chí bảo, đức không xứng vị, đây là tự diệt vong. Người có thể tỉnh ngộ, bà ta rất là vui vẻ yên tâm. Nàng đi tới Vương Động trước mặt, nhận lấy tổ thần võ điển, trịnh trọng thu hồi. Cổ Thanh Đình, Dương Chu Tiên, Bạch Tử Hư các người, gặp tổ thần võ điển cuối cùng rơi vào Thanh Hoa bà trong tay, tuy có lòng không nhánh, nhưng vậy không thể làm gì. Nếu như là ở trước kia, bọn họ có thể còn sẽ tranh đoạt một phen, nói Thanh Hoa bà suy hủ nghiêm trọng, không thích hợp chấp trưởng bảo điển. Nhưng hiện tại, Thanh Hoa bà mài mòn đã chậm tách ra, thậm chí có năng lực vận dụng tổ thần thiên chỉ, ai cũng không dám lại xúc phạm nàng. Thanh Hoa bà ánh mắt đảo mắt nhìn toàn trường, cất cao giọng nói, ta mời Luân Hồi Chi Chủ hạ xuống, thật ra thì cũng là vì giải quyết ta Hạo Thiên vực tai họa ngầm. Thân yếu ớt nhỏ, chiếm cứ chí bảo, tất chọc kinh thiên tai họa. Trong truyền thuyết Thiên Quân Phong Thần Bia, ngay tại ta Hạo Thiên vực bên trong, mấy chục ngàn năm qua, nhưng cho tới bây giờ không người có thể chấp trưởng, đây là một cái thiên đại tai họa ngầm. Thất phu vô tội, Mang Ngọc mắc tội, nếu như bị người ngoài biết, Thiên Quân Phong Thần Bia ngay tại chúng ta nơi này, ta Hạo Thiên vực tùy thời đều có bị tiêu diệt có thể. Ngược lại không như, đem vậy Thiên Quân Phong Thần Bia, tặng cho Luân Hồi Chi Chủ. Luân hồi khí vận ngút trời, chỉ có hắn có tư cách chấp trưởng thần bia, chúng ta cũng không có cái này tư cách. Lời nói này rơi xuống, toàn trường chấn động kinh ngạc. Giáo chủ Cổ Thanh Đình nói, bà, đem người Thiên Quân Phong Thần Bia, đưa cho người ngoài. Thanh Hoa bà ánh mắt lạnh lẽo, nói, Luân Hồi Chi Chủ không là người ngoài, hắn là bạn của ta, để cho hắn chấp trưởng Thiên Quân Phong Thần Bia, ta rất yên tâm. Diệp Thần nghe được Thanh Hoa bà mà nói, cũng là kinh hãi, vạn phần bất ngờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thanh Hoa bà lại còn nói phải đem Thiên Quân Phong Thần Bia, đưa cho mình. Một bên Tô Dung, cũng là vô cùng giật mình. Ở trên Thiên Quân Phong Thần Bia mặt, khắc ấn từ cổ chí kim, vô số cường giả tên chữ, giống Ma Tổ Vô Thiên, Nhâm Phi Phàm, đảm nhiệm thiên nữ tên chữ, cũng khắc ở phía trên. Cầm tên chữ khắc đến trên Thiên Quân Phong Thần Bia mặt, liền có thể được thần bia chúc phúc. Bị chúc phúc người, lớn lên sau đó, khí vận vậy sẽ phụng dưỡng lại thần bia, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Vạn cổ tới nay, vô số cường giả quật khởi, để cho được Thiên Quân Phong Thần Bia linh khí nội tình, cũng là tăng vọt ngàn gấp vạn lần, coi như là trong truyền thuyết không vô thần khí, giá trị cũng kém hơn một khối Thiên Quân Phong Thần Bia. Chân quý như vậy pháp bảo, đừng nói thế giới hiện thật, coi như là không không lúc nào không bên trong thế lực, đều là thèm thuồng không dứt. Ví dụ như tử thần giáo đoàn, Diêm Ma tử giới người, liền một mực muốn cướp lấy Thiên Quân Phong Thần Bia. Thiên Quân Phong Thần Bia giá trị, đã đến không cách nào tưởng tượng bước, không cách nào dùng lời nói hình dạng. Như thế vật chân quý, muốn tặng cho một cái người ngoài, tất cả mọi người đều là chấn động ngạc, không cách nào tiếp nhận. Dương Chu Tiên tức giận nói, không được, tuyệt đối không được. Thiên Quân Phong Thần Bia chân quý bực nào, tại sao có thể đưa cho người ngoài? Bạch Tử Hư cũng là tức giận, nói, không sai. Vậy Thiên Quân Phong Thần Bia, hẳn do chúng ta tổ thần giáo người tới chấp trưởng. Chỉ cần có thể chấp trưởng Thiên Quân Phong Thần Bia, ta tổ thần giáo nghịch thiên quật khởi, tái hiện chín thần thời đại huy hoàng, cũng là trong tầm tay. Thanh Hoa bà cười lạnh một tiếng, nói, vậy mấy vạn năm, các ngươi ai có thể chấp trưởng Thiên Quân Phong Thần Bia? Những lời này hỏi ra, toàn trường người cũng câm, không lời chống đỡ. Thanh Hoa bà cười hắc hắc nói, đừng nói chấp trưởng, ta xem các ngươi liền đến gần Thiên Quân Phong Thần Bia, cũng không làm được. Cổ Thanh Đình, Dương Chu Tiên, Bạch Tử Hư, các ngươi nói cho ta, các ngươi ai dám đến gần Thiên Quân Phong Thần Bia? Chỉ sợ các ngươi tới gần một chút, thì phải gặp phải vô biên vô tận khí tức giết hại đánh vào, tại chỗ lâm vào là xương trắng chứ. Đám người không nói tranh cãi, lúng túng không thôi, xấu hổ không? Thanh Hoa bà nói không sai, tại chỗ tất cả người,
liền đến gần thiên quân phong thần bia tư cách cũng không có, đừng nói chấp trưởng. Dương Chu Tiên mặt đỏ tới mang tai, nói chúng ta không có cách nào đến gần thiên quân phong thần bia, thằng nhóc này càng không khả năng, hắn sức chiến đấu lợi hại hơn nữa, tu vi cũng chỉ là bách gia cảnh tầng thứ 9 mà thôi. Điểm này tu vi, đừng nói đến gần thiên quân phong thần bia, hắn chính là liếc mắt nhìn, đều phải dính không rõ, tại chỗ bỏ mình. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nghe Thanh Hoa bà, Dương Chu Tiên đám người nói, vậy thiên quân phong thần bia, hơi thở tựa hồ đặc biệt khủng bố, liền vô lượng cảnh cường giả, đều khó đến gần, thậm chí có rơi xuống nguy hiểm. Nếu quả thật là như vậy, hắn muốn đến gần, chỉ sợ cũng là khó hơn lên trời. Thanh Hoa bà nhưng là tự tin, hí mắt cười nói, ta tin tưởng luân hồi chi chủ thực lực, nếu như hắn không tư cách chấp trưởng thiên quân phong thần bia, thậm chí tới gần một chút liền chết. Vậy đối với các ngươi mà nói, không phải là chuyện tốt sao? Các ngươi không phải mong đợi hắn chết sao? Cần gì phải phản đối ta? Mọi người nhất thời im miệng, luôn cảm giác Thanh Hoa bà nói được không đúng, nhưng cũng không biết như thế nào kháng biện luận. Thanh Hoa bà cười nói, cứ quyết định như vậy, ta phải đem thiên quân phong thần bia, đưa cho luân hồi chi chủ, các ngươi ai không phục, có thể lập tức đi kiếp thiên chiến trường, đem thiên quân phong thần bia lấy đi. Hi hi, chỉ sợ các ngươi không có thực lực này. Dừng một chút, Thanh Hoa bà vung tay lên, chúng ta đi. Đạp chim xanh, bay ra đại điện. Toàn trường cường giả xôn xao, tất cả mọi người ánh mắt, đều mang địch ý, cảnh giác nhìn Diệp Thần. Ở bọn họ trong mắt, Diệp Thần chính là một cái người ngoài. Chỉ là, không có người nào dám động thủ nữa. Bởi vì, không có người nào dám mạo hiểm phạm Thanh Hoa bà uy nghiêm. Diệp huynh. Diệp đại ca, Vương Động và Vương Tĩnh Tiếc hai huynh muội đi tới Diệp Thần bên người, ánh mắt mang theo cảm kích nhìn hắn. Tốt lắm, không sao. Diệp Thần vỗ vỗ Vương Động đầu vai, vừa cười sờ một cái Vương Tĩnh Tiếc đầu. Hai bọn họ anh em gái nguy hiểm, coi như là hoàn toàn giải trừ. Chỉ là, bọn họ bị xử tử người nhà, nhưng là không thể sống lại. Đây là người yếu giá phải trả. Rất tàn khốc. Nhưng cái thế giới này cho tới bây giờ đều là như vậy. Ở trắc trở sau khi kết thúc, Vương gia hai huynh muội cũng là rời đến tổ thần đỉnh bên trong, an cư xuống, cũng là chết đi tộc nhân lập bia. Nhà bọn họ người dù chết hết, nhưng bọn họ còn ôm trong ngực hy vọng, bởi vì có Diệp Thần tồn tại. Nếu như Diệp Thần có thể chấp trưởng luân hồi đỉnh nói, chết đi kia người, liền có thể từ thời gian sông dài bên trong hồi phục. Vương gia huynh muội nguy hiểm giải trừ. Nhưng Diệp Thần nguy hiểm, nhưng vẫn nồng nặc. Toàn bộ Hạo Thiên vực, trừ Thanh Hoa bà bên ngoài, không người muốn đem Thiên Quân Phong Thần bia đưa cho hắn. Liền liền Tô Dung cũng cảm thấy Thanh Hoa bà hành động này quá mức cấp tiến. Vương gia chắc trở đi qua ngày thứ hai, Tổ Thần Phong Sơn đỉnh. Diệp Thần cùng Thanh Hoa bà đón gió đứng. Tiểu Thanh kéo Diệp Thần cánh tay, đứng ở bên cạnh. Bà, vì sao phải đem thiên quân phong thần bia đưa cho ta? Diệp Thần ánh mắt híp lại, hỏi. Bầu trời này hết nhân bánh sự việc, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Nếu như có thể như thế thuận lợi, có được thiên quân phong thần bia, hắn nằm mơ đều phải cười tỉnh. Ta nói, ta Hạo Thiên vực, không có lớn như vậy khí vận, có thể cầm được thiên quân phong thần bia. Chúng ta cầm không cầm được, vẫn là ngươi tới đi. Thanh Hoa bà nếp nhăn so với hôm qua lại ít một chút, nói chuyện giọng cũng không có như vậy già, lộ vẻ được ung dung tự tại, cười híp mắt nói. Vậy thiên quân phong thần bia, chỉ sợ ta cũng cầm không cầm được, liền Cổ Thanh Đình, Dương Chu Tiên, Bạch Tử Hư những thứ này vô lượng cảnh cường giả, cũng không có biện pháp chấp trưởng thiên quân phong thần bia, ta lại làm sao có thể tùy tiện làm được. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, hắn biết thiên quân phong thần bia loại bảo vật này. Tuyệt đối không thể nào như thế đơn giản có được. Thanh Hoa bà nói, những phế vật kia, làm sao có thể cùng ngươi so sánh. Ta trước mang ngươi đi kiếp thiên chiến trường xem, thiên quân phong thần bia ở bên kia. Diệp Thần nói, được. Tiểu Thanh hì hì cười nói, Diệp Thần ca ca, bà, ta chở các ngươi đi. Lập tức, Tiểu Thanh hóa hình, biến thành tinh thần thanh loan hình dáng, chở Diệp Thần và Thanh Hoa bà, ở Thanh Hoa bà dưới sự chỉ dẫn. Đi kiếp thiên chiến trường bay đi. Thanh Hoa bà nói, vậy thiên quân phong thần bia chỗ, ở chúng ta Hạo Thiên vực, cũng là một cái bí mật, chỉ có tổ thần giáo nhân vật cao tầng biết, người bình thường cũng không biết.
Ta tổ thần giáo trên dưới, vậy là cố ý phong tỏa tin tức này, dẫu sao thiên quân phong thần bia sau lưng, liên lụy nhân quả quá nhiều, nếu như quá nhiều người biết nói, sợ rằng sẽ đưa tới bất trắc họa. Diệp thần im lặng gật đầu. Một đường phi hành, qua lại mười mấy vạn dặm, thời gian xuyên qua tầng tầng không gian bình phong che chở, Diệp thần rốt cuộc thấy được kiếp thiên chiến trường, đó là Thanh Hoa bà nói, thiên quân phong thần bia ở địa phương đó. Diệp thần ở địa phương đó, khoảng cách kiếp thiên chiến trường, có chừng ngàn dặm xa. Nhưng dù vậy, hắn vậy cảm thấy chiến trường bên kia, truyền tới từng cơn hung ác đáng sợ khí tức giết hại, không ngừng xâm nhập hắn tâm thần, làm ra đầu tê dại. Chỉ gặp ngoài ngàn dặm, là một phiến lửa cháy bừng bừng cùng máu tươi bao phủ thế giới. Mảnh thế giới kia, khắp nơi chảy xuôi máu loáng, bầu trời là màu đỏ nhạt, hiện đầy lửa cùng máu, mặt đất bị biển máu vần quanh, trong biển máu có một tòa bạch cốt núi, đặc biệt khủng bố. Đó chính là kiếp thiên chiến trường sao? Diệp thần lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy từng cơn mãnh liệt khí tức giết hại, xuyên qua ngàn dặm, bao phủ ở trên người hắn. Hắn vận chuyển quang thần huyết, mới khó khăn lắm ngăn trở vậy giết hại xâm nhập phạt. Thanh Hoa bà thì gọi ra tổ thần thiên chỉ, bảo vệ mình cùng tiểu thanh, nói, năm đó Nhâm gia lão tổ đảm nhiệm độc hành, lặng lẽ đem thiên quân phong thần bia chôn giấu ở chỗ này, lấy là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhưng này cùng thần khí khí tượng, lại làm sao có thể che giấu được. Không không lúc nào không bên trong, có một tôn cường giả, tên là Kiếp Thiên Chiến Đế, truyền thuyết là đã từng hỏa thần thiên tôn cung đỉnh canh phòng, cũng là hỏa thần tín đồ, hắn bắt được thiên quân phong thần bia hơi thở, cũng hạ xuống. Diệp thần thầm giật mình, nói Kiếp Thiên Chiến Đế. Hỏa thần thiên tôn cung đỉnh canh phòng. Thanh Hoa bà nói, đúng vậy, vậy Kiếp Thiên Chiến Đế, muốn cướp lấy thiên quân phong thần bia. Đang còn muốn thần trên bia mặt, viết lên hỏa thần thiên tôn tên chữ, để cầu che chở. Diệp thần khẽ cau mày, nói, hỏa thần thiên tôn này đám nhân vật, chỉ sợ không phải là thiên quân phong thần bia có thể che chở. Thanh Hoa bà cười nói, chưa chắc, hôm nay thiên quân phong thần bia, linh khí nội tình so với mới vừa sinh ra thời điểm, tăng vọt ngàn gấp vạn lần, bàn về giá trị, sợ rằng so trên tay ngươi nhân hoàng thánh đao, còn muốn chân quý hơn một ít. Diệp thần ngạc nhiên, so nhân hoàng thánh đao còn chân quý. Thanh Hoa bà gật đầu nói, đúng vậy, cho nên, nếu như hỏa thần thiên tôn tên chữ, có thể khắc ở trên thiên quân phong thần bia mặt, nàng nói không chừng có hồi phục cơ hội, cũng không cần bị đạo đức thiên tôn nô dịch chèn ép. Diệp thần có chút kinh ngạc nhìn Thanh Hoa bà, xem ra Thanh Hoa bà cũng là lợi hại, cũng biết đạo đức thiên tôn và hỏa thần thiên tôn ân oán qua lại. Thanh Hoa bà nói, vậy Kiếp Thiên Chiến Đế trung thành cảnh cảnh, một lòng muốn hồi phục hỏa thần thiên tôn, hơn nữa hắn là tới từ không không thời không cường giả, uy mãnh bá đạo, một đầu ngón tay, liền có thể nghiền diệt ta toàn bộ hạo thiên vực. Hắn phủ xuống thời điểm, chúng ta toàn bộ hạo thiên vực, đều là quỳ sát màng bái, rất sợ chọc hắn tức giận, lại không dám cùng hắn cướp đoạt thiên quân phong thần bia. Diệp thần nuốt nước miếng một cái, nói như vậy, năm đó Cổ Thanh Đình, Dương Chu Tiên, Bạch Tử Hư nhóm cường giả, cũng là quỳ bái tại Kiếp Thiên Chiến Đế trước mặt. Vậy Kiếp Thiên Chiến Đế thực lực, có thể tưởng tượng được, tuyệt đối là đặc biệt khủng bố. Thanh Hoa bà lại cười hắc hắc, nói chỉ bất quá, vậy Kiếp Thiên Chiến Đế vận khí không được tốt, hắn phủ xuống tin tức, bị Tử Hoàng Tiên Cung biết. Đạo đức thiên tôn phái một cái nghịch thiên cường giả hạ xuống, cùng Kiếp Thiên Chiến Đế đại chiến. Cuối cùng, Kiếp Thiên Chiến Đế chết, thi hài hóa núi, máu tươi hóa biển. Trước mắt ngươi thấy, chính là năm đó chiến trường. Diệp thần nghe xong Thanh Hoa bà mà nói, nội tâm hơi có chút rung động, ánh mắt lần nữa nhìn về ngàn bên trong ngoài chiến trường. Lần này có đầy đủ đầu mối, Diệp thần thấy rõ thiên cơ, thậm chí thấy được mấy vạn năm trước chiến đấu hình ảnh. Kiếp Thiên Chiến Đế cùng Tử Hoàng Tiên Cung vị kia nghịch thiên cường giả, đánh được trời đất u ám, nhật nguyệt xa vào, hạo thiên vực cũng thiếu chút nữa bị đánh bạo, thật may ở giây phút sau cùng. Trong truyền thuyết tổ thần Vương Hiển Linh, bảo vệ được hạo thiên vực, mới để cho nơi này không có gặp tai họa ngập đầu. Không ngừng đưa mắt nhìn dưới, Diệp thần mơ hồ tới giữa, thấy được chiến trường chỗ sâu hư không, lơ lửng một khối đá bia. Tấm bia đá kia, phong cách cổ xưa trầm chuyết, phía trên khắc ấn vô số phù văn, như đồ đằng vậy, chính là trong truyền thuyết thiên quân phong thần bia. Chỉ là, khối này thiên quân phong thần bia, phía trên nhưng quấn vòng quanh vô số máu tươi xiềng xích. Vô số chân lý quy luật, vô số hắc ám khí tức, vô
vô số giết hại kiếp nạn, thậm chí còn có không không năng lượng ba động, hóa thành từng cái hoạt bát xúc tu, đang không ngừng vũ động, đặc biệt quỷ dị. Diệp Thần chỉ nhìn một cái, liền bị to lớn đánh vào, à kêu to một tiếng, con người cũng thiếu chút nữa muốn nổ, tim đập bịch bịch, đạo tâm cơ hồ tan vỡ, cả người kinh mạch cũng là biến dạng vậy lửa đốt đau, thật giống như gặp phải cái gì khí tức đáng sợ ăn mòn vậy. Diệp Thần ca ca, ngươi thế nào? Tiểu Thanh hoảng vội vàng kêu lên. Thanh Hoa bà cũng là hơi biến sắc mặt, nói, ngươi thấy Thiên Quân Phong Thần Bia. Mắt gặp Diệp Thần biến dạng tan vỡ vậy thảm trạng, nàng vội vàng thúc giục tổ thần thiên chỉ, đạo đạo kim long thần mang, bao phủ ở Diệp Thần trên mình. Diệp Thần ngũ quan co rúm, cũng là thiêu đốt lên luân hồi huyết mạch, xua tan thân xác cùng đạo tâm kiếp nạn hơi thở. Đến cuối cùng, hắn thậm chí phải dựa vào Thánh Quang Tiên Đế trợ giúp, mới khó khăn lắm khôi phục như cũ. Cái này Thiên Quân Phong Thần Bia, thật là đáng sợ hơi thở. Diệp Thần khẽ cắn răng, ánh mắt đỏ bừng, kinh mạch vẫn là từng cơn lửa đốt đau, thật giống như có nham thạch nóng chảy ở bên trong dòng nước chảy vậy. Thiên Quân Phong Thần Bia truyền ra hơi thở, tràn đầy quỷ dị hắc ám, ác liệt giết hại mùi vị, còn có mãnh liệt lửa cháy mạnh đánh vào. Những cái kia hắc ám quỷ dị, nếu như Diệp Thần trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, lợi dụng luân hồi thánh hồn trời, thần máu, bảo vệ được thân tâm nói, có thể để phòng ngự. Thế nhưng mãnh liệt lửa cháy mạnh đánh vào, hắn lại không chắc chắn phòng ở. Ở trên Thiên Quân Phong Thần Bia mặt, lưu lại có kiếp thiên chiến đế ý chí. Kiếp thiên chiến đế, là hỏa thần thiên tôn tín đồ cùng canh phòng, cũng là nắm giữ vô thượng lửa trời bí pháp. Bất kỳ dòm ngó Thiên Quân Phong Thần Bia ánh mắt, cũng sẽ gặp phải lửa trời cắn trả giết hại, coi như là vô lượng cảnh cường giả, đều có hóa thành cướp cho nguy hiểm. Thậm chí, Diệp Thần cảm giác được, ở kiếp thiên chiến trường bốn phía, cũng là tràn ngập hung mãnh lửa trời lửa cháy mạnh đợt khí, đủ để đốt diệt tinh không, đặc biệt khủng bố. Khó trách mấy chục ngàn năm qua, toàn bộ Hạo Thiên Vực, đều không người có thể chấp trưởng Thiên Quân Phong Thần Bia, liền đến gần cũng không làm được. Vậy phiến kiếp thiên chiến trường, nhất định chính là ngọn lửa luyện ngục. Năm đó kiếp thiên chiến đế ý chí, giết hại, oán niệm, cừu hận, thần thông hơi thở, cũng tàn ở lại bên trong. Thế giới hiện thật người, muốn đến gần nói, khó hơn lên trời. Thanh Hoa bà sắc mặt trầm xuống, nói, luân hồi chi chủ, người vậy không cách nào nhìn thẳng Thiên Quân Phong Thần Bia sao? Diệp Thần cười khổ một tí, nói, không được, bà, người đánh giá cao ta. Thanh Hoa bà yên lặng một tí, nhưng như cũ kiên quyết, nói không, ta sẽ không nhìn lầm người, người luân hồi huyết mạch, tất nhiên là bao trùm chư thiên tồn tại, người chỉ là bề ngoài tu vi nhỏ yếu một chút mà thôi. Người cũng bách ra cảnh tầng thứ 9, tu luyện thêm chút nữa, chờ người tấn thăng thiên huyền cảnh, vậy liền có thể ung dung thu phục Thiên Quân Phong Thần Bia. Từ bách ra cảnh tầng thứ 9, đến thiên huyền cảnh, chỉ là một bước xa, ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể đột phá. Chờ ngươi đột phá, Thiên Quân Phong Thần Bia chính là của ngươi. Diệp Thần vẫn là cười khổ, Thanh Hoa bà muốn được quá đơn giản. Lấy Diệp Thần võ đạo nội tình, hắn muốn tấn thăng, so với người bình thường khó khăn gấp trăm ngàn lần, nơi nào có như thế dễ dàng bước vào thiên huyền cảnh. Diệp Thần cướp lấy Thiên Quân Phong Thần Bia, chính là đánh vào thiên huyền cảnh chuẩn bị làm, Thanh Hoa bà nhưng lẫn lộn đầu đuôi. Thanh Hoa bà gặp Diệp Thần khổ sở hình dáng. Nói, ngươi tấn thăng thiên huyền cảnh, rất khó khăn sao? Diệp Thần cười khổ gật đầu. À, Thanh Hoa bà trầm ngâm một hồi, nói cái này kiếp thiên chiến trường, đáng sợ nhất địa phương, là không chỗ nào không có mặt thiên lửa năng lượng khí tức, vậy là tới từ chín thần thời đại lửa trời, là vậy kiếp thiên chiến đế thần thông lưu lại, đặc biệt khủng bố. Thế nhưng thiên năng lượng hỏa, cũng có nhược điểm, chính là sợ lạnh vô cùng hơi thở. Nếu như ngươi có thể thi triển ra cực mạnh băng hàn nói pháp, liền có thể vào trong đó. Diệp Thần cau mày nói, cực mạnh băng hàn nói pháp. Thanh Hoa bà nói, không sai, ngươi có từng học qua loại này đạo pháp. Diệp Thần bàn tư một tí, lắc lắc đầu nói, ta tu luyện đạo pháp, băng hàn thuộc tính không hề nhiều, hơn nữa tuyệt không khả năng chống lại kiếp thiên chiến trường lửa trời xâm nhập. Diệp Thần nghĩ thầm, cực mạnh băng hàn nói pháp. Trừ phi là hắn có thể được băng máu thần. Nhưng hắn có nham thần đạo thống, phong thần đạo thống, quang mộ đạo thống, lại không có băng mộ đạo thống. Băng máu thần ở Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trong cơ thể. Thanh Hoa bà cũng là cau mày,
nói, đây có thể phiền toái, luân hồi chi chủ, ta còn lấy vì ngươi có thể ung dung mang đi thiên quân phong thần bia, nếu như ngươi chậm chạp không thể mang đi, chỉ sợ tổ thần giáo muốn sanh biến loạn, cổ thanh đình, dương chu tiên, bạch tử hư những phế vật kia, chưa chắc chịu phục ta. Trước đây ở tổ thần giáo Sơn Môn trong đại điện mặt, Thanh Hoa bà lời nói, chân thực quá kinh thế hãi tục, nói phải đem thiên quân phong thần bia đưa cho Diệp thần, tổ thần giáo bên trong các cường giả, tuyệt đối không chịu từ bỏ ý đồ. Diệp thần bất đắc dĩ nói, bà, người đích xác có chút lỗ mãng. Thanh Hoa bà ha ha cười một tiếng, sợ tiểu thanh lông vũ, nói, xin lỗi, có thể là bởi vì tiểu thanh, ngươi là hắn chủ nhân, ta muốn đối với ngươi tốt điểm, như vậy đối với tiểu thanh cũng tốt, à, ai nghĩ tới, quan tâm sẽ bị loạn, đích xác là bà lão ta quá mạo tiến. Diệp thần nghĩ ngợi một hồi, nói, bà, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, tìm giải quyết phương pháp. Diệp thần nghĩ tới kỳ tư thanh có thể nói là hỏa thần truyền nhân, nếu như mang nàng tới nơi này nói không chừng có thể phá giải kiếp thiên chiến trường lửa trời cấm chế. Thanh Hoa bà nói, người muốn đi ra ngoài sao? Diệp thần nói, đúng vậy, chỉ là, Hạo Thiên vực hàng năm khép kín, ta muốn đi vào lại, coi như không dễ dàng. Thanh Hoa bà chỉ hơi trầm ngâm, liền sử dụng một khối ngọc phù, giao cho Diệp thần, nói. Khối này truyền tống ngọc phù, người thật tốt cầm, bằng này ngọc phù, người tùy thời có thể ra vào Hạo Thiên vực. Nhưng, ngọc phù này hơi thở, cùng ta Hạo Thiên vực địa mạch tương thông, mỗi lần sử dụng, cũng sẽ thương tổn địa mạch, người có thể được nhận ra điểm dùng. Diệp thần nhận lấy ngọc phù, vui vẻ nói, bà, ta sẽ chú ý. Dừng một chút, Diệp thần lại nói, bà, tiểu thanh, vậy ta đi trước, nếu như các ngươi gặp phải nguy hiểm gì, kêu gọi ta tên chữ, ta lập tức sẽ trở về. Hiện tại toàn bộ Hạo Thiên vực, đều là dòng nước ngầm mãnh liệt. Tổ thần giáo bên kia, tuyệt đối không chịu thuận theo Thanh Hoa bà, thật đem thiên quân phong thần bia chắp tay đưa người, bọn họ rất có thể sẽ có phản kích cử động. Hơn nữa, Diêm Ma tử giới bên kia, Hồng Xuân Thu vậy âm thầm ẩn núp, cũng là một cái to lớn tai họa ngầm. Thế cục cũng không bình tĩnh, Diệp thần tự nhiên chẳng muốn Tiểu Thanh và Thanh Hoa bà xảy ra chuyện. Thiên quân phong thần bia, vậy phải mau sớm thu phục. Diệp thần quyết định chủ ý, lợi dụng truyền tống ngọc phù, trực tiếp truyền tống rời đi Hạo Thiên vực, dự định trở về cùng Kỳ Tư Thanh thương lượng một chút. Xuất hiện ở Hạo Thiên vực sau đó, Diệp thần cũng không có lập tức trở lại tinh nguyệt giới, mà là đi gặp Mây Lạc Thủy cùng Long Tu Tôn giả, muốn giải thích rõ nhân quả. Nhưng mà, đi tới nơi này hai ông cháu chỗ ở, nhưng phát hiện bọn họ đều không thấy, cũng không biết đi nơi nào. Diệp thần nhướng mày một cái, bất đắc dĩ, cũng chỉ tốt trước trở lại tinh nguyệt giới. Trở lại tinh nguyệt giới bên trong, Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần, Võ Giao, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Kỳ Tư Thanh các người, đi ra chào đón, không khỏi vui mừng. Kỳ Tư Thanh đạt được Tử Hoàng Thần Hỏa tẩy rửa quán đỉnh, tu vi ngày càng tinh tiến, trên mình đã có lửa cháy bừng bừng chu tước, hỏa thần trên đời vậy hơi thở, đúng như trong truyền thuyết ngọn lửa thần nữ, chí tôn nắm giữ, khí chất cao quý hết sức. Diệp thần cùng người khác nữ tướng ủng, sau đó chính là hướng Nhâm Phi Phàm hỏi. Nhâm tiền bối, ma đế thế nào? Thiên quân phong thần bia sự việc khẩn cấp, nhưng Diệp thần càng nhớ nhung giả thiên ma đế an nguy. Nhâm Phi Phàm nói, ta lợi dụng sạch sẽ tim tuyết liên, thay hắn hóa giải hồn chồng còn sót lại lệ khí. Hắn hôm nay đã hoàn toàn thoát khỏi hồn loại ảnh hưởng, nhưng hồn loại rời thân thể, hiện tại hắn còn có yếu ớt, cần nghỉ ngơi, ngươi không nên quấy rầy hắn. Diệp thần nghe được ma đế đã thoát khỏi hồn loại ảnh hưởng, không khỏi được đại hỉ, nói, có thật không? Trong lòng cũng thay ma đế cao hứng. Nhâm Phi Phàm nói, ma đế tuy đã mất bệnh, nhưng ma tổ vô thiên, không hề sẽ lúc này suy sụp, hắn có so ma đế thích hợp hơn đồ đựng. Diệp thần trong lòng trầm xuống, nhớ lại Quy Trần, cao mày nói, vậy Quy Trần còn thích hợp làm đồ đựng sao? Hắn ở Thái Thượng Công Đức Chiến bên trong, bị thương nghiêm trọng như vậy, coi như không chết, ngắn hạn bên trong, vậy lật không dậy nổi cái gì sóng liền chứ? Thái Thượng Công Đức Chiến trận chiến ấy, Quy Trần bị cắn trả trọng thương, sắp gặp tử vong. Diệp thần biết, mà Tổ Vô Thiên khẳng định không thể nào, trơ mắt nhìn Quy Trần bỏ mình, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp bổ túc. Nhưng Quy Trần trạng thái như vậy, ngắn hạn bên trong, chỉ sợ không thích hợp nữa làm đồ đựng. Nhâm Phi Phàm bấm bóp ngón tay, ngưng trọng nói, tóm lại,
mà Tổ Vô Thiên không như vậy dễ dàng suy sụp, người không nên khinh địch. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, ừ. Nhâm Phi Phàm lại cười nói, như thế nào, người đi tìm Thiên Quân Phong Thần Bia, có từng thuận lợi. Diệp Thần nói, ho, không quá thuận lợi. Lập tức, Diệp Thần liền đem ở Hạo Thiên vực bên trong sự tình phát sinh, cũng nói một lần. Đám người nghe hắn nói đến vậy kiếp thiên chiến trường, như vậy khủng bố, đều có chút không tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng thế giới hiện thật bên trong, lại có đáng sợ như vậy địa phương. Nhâm Phi Phàm cũng là nhướng mày một cái, bấm ngón tay đẩy một cái diễn, khẽ vuốt cằm nói, ừ, cái này kiếp thiên chiến trường, đúng là không dễ dàng đột phá, người muốn cướp lấy Thiên Quân Phong Thần Bia, vậy thì thật là muôn vàn khó khăn. Diệp Thần nói, bất kể như thế nào, vậy Thiên Quân Phong Thần Bia, ta cũng không thể bỏ qua. Ngụy Dĩnh, Từ Thanh, các ngươi cùng ta đi một chuyến, chúng ta cùng đi đoạt bia. Diệp Thần suy nghĩ đột phá kiếp thiên chiến trường lửa trời phong tỏa, có hai cái biện pháp. Thứ nhất, chính là để cho Kỳ Tư Thanh ra tay, lợi dụng hỏa thần máu uy nghiêm, chân áp đã từng kiếp thiên chiến đế ý chí. Thứ hai, chính là để cho Ngụy Dĩnh ra tay, Ngụy Dĩnh từng sư từ Tô Mạch Hàn, tu luyện cực hàn công pháp, có lẽ có thể phát huy kỳ hiệu. Hai cô gái không có dị nghị, đều là gật đầu. Các nàng biết Diệp Thần cùng đảm nhiệm thiên nữ quyết chiến, ngày càng ép tới gần, nếu như có thể giúp Diệp Thần cướp được Thiên Quân Phong Thần Bia cơ duyên, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Nhâm Phi Phàm nhưng là cao mày nói, vậy Thiên Quân Phong Thần Bia, vạn thế tới nay, linh khí nội tình bạo tăng ngàn gấp vạn lần, người hôm nay muốn thu phục chấp trưởng, cơ hồ không thể nào, trừ phi ngươi có thể trước tấn thăng thiên huyền cảnh. Diệp Thần thở dài nói, không kịp đợi, ta cùng thiên nữ quyết chiến sắp tới, chờ ta tấn thăng thiên huyền cảnh, nàng lập tức phải tới giết ta phải ở chỗ này trước, bắt được Thiên Quân Phong Thần Bia. Một bên Diệp Tà Thần nói, ta nghe nói thiên nữ gần đây, ở mưu cầu cửu thần chi huyết, tựa hồ đã bắt đầu là quyết chiến bố trí, Nhâm huynh, ngươi có thể được cứu cháu ta coi như tấn thăng thiên huyền cảnh, vậy tuyệt đối không phải ngày trước nữ địch thủ. Thành tựu ra ra, Diệp Tà Thần vẫn là rất quan tâm Diệp Thần người cháu này. Hắn chỉ sợ Diệp Thần bị giết chết, bởi vì hắn xem qua tương lai ít nhất có nửa số thời gian tuyến, Diệp Thần là phải chết ở trên trời nữ dưới kiếm. Nhâm Phi Phàm nói, Diệp Lão, người yên tâm, ta sứ mạng, liền là thủ hộ luân hồi, ta cùng thiên nữ tới giữa, thật ra thì đã sớm nên có một tràng thiên mệnh cuộc chiến, ta cũng nên ra tay. Vừa nói, Nhâm Phi Phàm rút ra trường kiếm bên hông, trong con ngươi đằng đằng sát khí, nói, vẫn là do ta ra tay, thân tự sát thiên nữ đi, như vậy thứ nhất, thằng nhóc, ngươi cũng không cần cùng nàng quyết chiến, ta sẽ đem nàng thi thể mang về cho ngươi. Diệp Thần hoảng hốt, nói tuyệt đối không thể. Nhâm Phi Phàm trầm giọng nói, ngươi đang do dự. Thiên nữ điều này tơ tình, ngươi vẫn là bỏ không được chặt đứt. Tiểu tử ngốc, nàng cũng muốn giết ngươi, ngươi còn muốn nhân từ. Diệp Thần yên lặng, trong lòng suy nghĩ phức tạp. Nhâm Phi Phàm than thở một tiếng, thu hồi trường kiếm, nói, xem ra ngươi tim gông xiềng tuy chặt đứt, nhưng hồng trần lăn lăn, có rất nhiều kiếp nạn, ngươi đều không từng trải qua, cho nên đạo tâm còn sẽ có thời điểm mê mang. Thôi, ta không lập tức ra tay, ta lại chờ một tháng thời gian. Một tháng sau, ta lại tự mình giết tới băng hoàng giới, vì ngươi cầm thiên nữ giết chết. Cái tháng này thời gian, ngươi từ từ suy nghĩ rõ ràng. Rốt cuộc là luân hồi võ đạo trọng yếu, vẫn là một người phụ nữ trọng yếu. Lời nói này lãnh khốc vô tình, không mang theo chút nào tâm trạng. Nhâm Phi Phàm tim gông xiềng, tuy không có chặt đứt, nhưng hắn đã sớm trải qua hồng trần vạn trượng, coi như thiên địa sụp đổ, đều sẽ không dung chuyển hắn đạo tâm chút nào. Cho nên, coi như thiên nữ là hắn đồng tộc, đáng giết thời điểm, hắn một chút đều sẽ không do dự. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các người. Nghe được Nhâm Phi Phàm như vậy lạnh lùng lời nói, đều là cúi đầu im lặng. Võ Giao rụt rè nói, Nhâm tiền bối, có thể hay không chỉ đả thương thiên nữ tỷ tỷ, không nên giết chết nàng, mang nàng trở về, chúng ta còn có thể làm bạn tốt. Nhâm Phi Phàm vui vẻ cười to, nói, Võ Giao cô nương, không như vậy dễ dàng, đến ta và thiên nữ loại cảnh giới này, ra tay một cái thì phải gặp sống chết, ta và nàng tới giữa, thật muốn quyết chiến, sợ rằng chỉ có thể có một người sống sót. Vậy mà nói, tiên đế cường giả vô địch thiên hạ, coi như hao hết toàn bộ thế giới hiện thật lực lượng, đều không cách nào giết chết. Nhưng, Nhâm Phi Phàm và thiên nữ,
đều không phải là người bình thường. Trên tay bọn họ, đều có không vô thần khí. Dựa vào không không lực lượng, đủ để giết chết tiên đế. Võ Giao cắn môi một cái, không nói thêm gì nữa. Nhâm Phi Phàm gặp Diệp Thần yên lặng không nói hình dáng, nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái, nói, không cần nhớ quá nhiều, người đi trước cướp lấy thiên quân phong thần bia, thời gian sẽ lau sạch hết thảy. Coi như thiên nữ chết, người trong chốc lát không thể quên được nàng, nhưng 1.000 năm, 10.000 năm, 100.000 năm, một ngày nào đó, người có thể quên hết nàng. Người đường còn rất dài, không nên bị chính là tình kiếp làm trễ nãi. Diệp Thần gật đầu, nhưng trong mắt thần sắc ba động một tí, lại kiên quyết lắc đầu một cái, cuối cùng một tiếng thở dài, thủy chung là không nói gì. Đến lúc sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần suy nghĩ thoáng bình tĩnh lại, đón sáng sớm gió, hít sâu một hơi. Bất kể như thế nào, tương lai còn chưa tới, muốn quá nhiều cũng là vô dụng. Hiện tại trọng yếu nhất, chính là tăng lên mình thực lực. Nếu như thực lực đủ cường đại, thậm chí chấp trưởng luân hồi đỉnh nói, coi như thiên nữ thật đã chết rồi, Diệp Thần cũng có thể đem nàng sống lại. Nghĩ như vậy, Diệp Thần tâm tình ngược lại là nhẹ buông lỏng một chút, kêu Ngụy Dĩnh cùng Kỳ Tư Thanh, cười nói, đi thôi, chúng ta đi cướp lấy thiên quân phong thần bia. Hai cô gái gặp Diệp Thần suy nghĩ tựa hồ đã bình phục, cũng là vui vẻ yên tâm cùng cao hứng. Diệp Thần lợi dụng truyền tống ngọc phù, trực tiếp mang hai cô gái qua lại hư không, hạ xuống đến Hạo Thiên Vực. Làm ba người truyền tống đến Hạo Thiên Vực, nhưng là thấy được vô cùng cảnh tượng thê thảm. Phía dưới, sơn xuyên bể tan tành, mặt đất văng tung tóe, thành trì lâm vào là phế tích, khắp nơi khói lửa cháy, xương trắng thi thể khắp nơi, đoạn đao kiếm gãy, pháp bảo mảnh vỡ, cũng là đầy đất, khắp nơi đều có chiến đấu, tiếng đánh nhau, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, khóc số tiếng, phối hợp làm một đoàn. Ai yêu, chỗ này, làm sao đánh trận nghiêm trọng như vậy? Ngụy Dĩnh lấy làm kinh hãi, mắt đẹp nhìn lại, ngàn vạn dặm sơn hà mặt đất, cũng chưa có một nơi là bình tĩnh, khắp nơi đều là chém giết cùng chiến đấu. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, ánh mắt quét nhìn, liền thấy Hạo Thiên Vực thập đại núi thần, lại có thể vậy sụp đổ mấy tòa, có thể gặp chiến đấu thảm thiết. Mình chỉ là rời đi một ngày, Hạo Thiên Vực liền sinh ra trọng đại như vậy tai biến, thật là kinh người. Đáng chết, chẳng lẽ là Cổ Thanh Đình, Dương Chu Tiên, Bạch Tử Hư ba tên khốn kiếp kia, thật ra tay hãm hại bà. Tiểu Thanh đâu? Diệp Thần khẽ cắn răng, chỉ lo lắng Thanh Hoa bà và Tiểu Thanh an nguy, bấm ngón tay liền suy diễn, hy vọng có thể theo dõi thiên cơ, nhưng toàn bộ Hạo Thiên Vực, khói lửa đầy trời, che đậy hết thảy, hắn cái gì vậy suy tính không tới. Diệp Thần ca ca, là ngươi trở về sao? Bỗng nhiên, một đạo tiếng khóc truyền vào Diệp Thần trong lỗ tai. Là Tiểu Thanh. Diệp Thần con người có giúp một cái, đây là Tiểu Thanh thanh âm. Nghe được Tiểu Thanh thanh âm, lập tức có đầu mối, Diệp Thần nhất thời bắt được Tiểu Thanh vị trí, còn có Thanh Hoa bà vị trí. Chỉ là, Tiểu Thanh và Thanh Hoa bà, ở chỗ bất đồng, tựa hồ bởi vì khói lửa chiến loạn tản mát. Diệp Thần ca ca, mau tới mau cứu chúng ta mau không chịu nổi. Tiểu Thanh kêu khóc nói. Diệp Thần khẽ cắn răng, quyết định thật nhanh, hướng Tiểu Thanh nói, Tiểu Thanh ngươi đừng sợ, ta lập tức đến. Lại hướng Kỳ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh nói, các ngươi đi giúp Thanh Hoa bà, vị trí ở bên này. Chỉ rõ tọa độ. Hai cô gái cảm giác sâu sắc tình hình nghiêm trọng, ngưng trọng gật đầu. Lập tức, các nàng và Diệp Thần chia binh hai đường. Diệp Thần đi cứu Tiểu Thanh, hai nàng đi giúp Thanh Hoa bà. Soát! Diệp Thần biến dạng hư không, trực tiếp hạ xuống đến Tiểu Thanh ở địa phương đó. Đó là trong rừng rậm một phiến đất trống, Tiểu Thanh một mặt bàng hoàng không giúp, và mấy cái thiên huyền cản cấp hát võ giả khác chiến đấu. Ở Tiểu Thanh bên người, là Tô Dung, Cổ Thanh Đình hai vợ chồng, còn có Tổ Thần Đình một ít trưởng lão hộ pháp. Bọn họ bị chia nhỏ mở ra, gặp phải vô số võ giả cùng vệ binh bao vây. Những cái kia võ giả cùng vệ binh, xem hắn phục trang, lại là tới từ Vũ Hóa Núi. Tiểu Thanh bên này người thiếu, mà Vũ Hóa Núi bên này, người đông thế mạnh, kết thành trận thế, câu thông thiên địa vũ trụ, linh khí xếp thành một phiến, mênh mông mãnh liệt, làm người ta khó mà ngăn cản. Tiểu Thanh và Tô Dung, Cổ Thanh Đình các người, đã là tràn ngập nguy cơ. Luân hồi thiên đường, cho ta trấn áp. Diệp Thần quát to một tiếng, bàn tay từ trên bầu trời trấn áp xuống đi,
cuồng bạo luân hồi lực lượng bộc phát ra. Một phiến thật lớn vô biên thần thánh thiên đường, từ không trung chấn rơi xuống đi, đó là luân hồi thiên đường khí tượng. Thiên đường bên trong, đứng sừng sững Diệp Thần pho tượng, cả người còn quấn nham thần, quang thần, phong thần huy hoàng, sau lưng còn có tự do cánh chim dương ra mở, sáng đẹp nguy nga. Lấy pho tượng này là hạch tâm, toàn bộ thiên đường cũng quanh quẩn cuồng bạo luân hồi uy áp. Cùng ngày nước chấn rơi xuống đi, vũ hóa núi các cường giả, phát ra nhọn kêu thảm thiết, tại chỗ bị luân hồi lực lượng, đánh được thân thể bạo diệt. Còn có chút người, bị luân hồi thánh huy đãng địch, tại chỗ quỳ xuống thần phục, bị độ hóa thành luân hồi tín đồ, ngang hàng thành Diệp Thần nô lệ. Tiểu Thanh, Tô Dung, Cổ Thanh Đình bọn họ, thì không có bị nửa bị thương. Ngược lại đạt được luân hồi tia sáng ban phúc, tinh thần đại chấn. Bọn họ là một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thần, rung động thật sâu luân hồi vĩ đại. Diệp Thần gương mặt hơi trắng bệch, thở dốc một cái khí, hạ xuống, nhìn xem ba người, nói, không có sao chứ. Mới vừa một ngón kia luân hồi thiên đường, Diệp Thần tiêu hao thật ra thì cũng là to lớn, chỉ là vì mau sớm cứu người, hắn vậy không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp vận dụng luân hồi sát chiêu. Diệp Thần ca ca. Tiểu Thanh bay nhào tới Diệp Thần trong ngực, ôm thật chặt hắn. Cổ Thanh Đình cái này tổ thần giáo giáo chủ, nhưng là trợn mắt hốc mồm, rung động kinh bái phục nhìn Diệp Thần, trịnh trọng chắp tay nói, không hổ là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, quả nhiên thần uy thông trời, tại hạ là bội phục, khó trách bà như thế coi trọng ngươi. Tô Dung nói, Diệp Thần, ngươi hồi tới đúng dịp, Dương Chu Tiên và Bạch Tử Hư vậy hai cái cẩu tặc, đã phản bội. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, bọn họ muốn thương tổn bà. Tô Dung gật đầu một cái, Cổ Thanh Đình cũng là than thở một tiếng, nói, bà nói phải đem thiên quân phong thần bia tặng không cho ngươi, hành động này quá mức cấp tiến, Dương Chu Tiên và Bạch Tử Hư, dự định liên thủ giết chết bà, đem thiên quân phong thần bia đoạt trở lại. Diệp Thần hừ một tiếng, nói, nếu như bọn họ còn có thể chịu đựng, vậy thì đi cướp lấy chính là, thiên địa chí bảo, có đức người cư chi. Hơn nữa cái này thiên quân phong thần bia, vốn cũng không phải là các ngươi hạo thiên vực đồ, là đảm nhiệm độc hành chôn ở chỗ này, ta coi như cầm, cũng không phải các ngươi đưa. Nhắc tới, thiên quân phong thần bia là đã từng thiên vũ tiên cửa trấn phái chí bảo. Mà thiên vũ tiên cửa, là võ tổ khai sáng môn phái. Võ tổ ở cõi đời này truyền nhân duy nhất, chính là Diệp Thần. Thiên vũ tiên cửa người thừa kế võ giao, còn có đảm nhiệm độc hành hậu duệ Nhâm Phi Phàm. Đều là thuộc về luân hồi trận doanh. Vô luận từ góc độ nào trên nói, Diệp Thần đều có tuyệt đối tư cách, thừa kế thiên quân phong thần bia. Hạo thiên vực đem thiên quân phong thần bia, coi là mấy có, vậy thì thật là nói giỡn. Cổ Thanh Đình lúng túng xấu hổ vô cùng, cũng không biết làm sao phản bác, thở dài nói, tối hôm qua, Dương Chu Tiên và Bạch Tử Hư tìm được ta, muốn để cho ta cùng bọn họ liên thủ, nhưng ta không muốn tổn thương bà, liền không có đáp ứng. Không nghĩ tới, vậy hai cái tặc tử, liền ta cái này giáo chủ cũng muốn giết, thật là lẽ nào lại như vậy? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, hôm nay tình huống chiến đấu như thế nào? Cổ Thanh Đình nói, ta và vợ ta dưới quyền thế lực, còn ở liều chết ngăn cản, nhưng chỉ sợ ngăn cản không được bao lâu, bởi vì Dương Chu Tiên bên kia, đã cùng Diêm Ma Tử Giới hợp tác. Diệp Thần chấn động, nói, bọn họ muốn cùng Diêm Ma Tử Giới hợp tác. Cổ Thanh Đình nói, đúng vậy, bọn họ đã cùng Diêm Ma Tử Giới thủ tịch trưởng Lão Hồng Xuân Thu, đạt thành hợp tác, hạo thiên vực địa mạch, gặp phải hắc ám khí thức xâm lược, ta và ta phu khí vận của người, đều bị thật to áp chế, chính là một tòa vũ hóa núi, ngày hôm nay liền đem chúng ta ép đến như vậy bước. Diệp Thần ánh mắt run lên, nói, lại có thể và Diêm Ma Tử Giới hợp tác, bọn họ là điên rồi sao? Cổ Thanh Đình cười khổ nói, bọn họ vậy là bị bắt buộc. Thật sợ ngươi cướp đi thiên quân phong thần bia, cho nên và Diêm Ma Tử Giới hợp tác. Bọn họ đã cùng Hồng Xuân Thu đạt thành hiệp nghị, cùng cướp được thiên quân phong thần bia, liền chia cắt khí vận, một người một nửa. Mà chúng ta máu tươi, chính là bọn họ phá vỡ kiếp thiên chiến trường cấm chế tế phẩm. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, nói như vậy, chuyện này còn muốn trách ta. Thật là hoang thiên hạ lớn mậu. Diệp Thần là thật không nghĩ tới. Dương Chu Tiên và Bạch Tử Hư, lại có thể sẽ cùng Hồng Xuân Thu hợp tác. Khó trách hắn ở bên ngoài, không nghe được bất kỳ kêu cứu, ở lần nữa trở lại Hạo Thiên Vực sau đó, mới nghe được Tiểu Thanh tiếng gọi ầm ĩ. Muốn đến là hắc ám khí tức,
xâm nhập Hạo Thiên vực thiên địa, đưa đến nơi này tin tức, không cách nào truyền ra ngoài. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, không trách ngươi, chẳng lẽ còn có thể trách ta sao? Ngay vào lúc này, một đạo tiếng cười âm lãnh vang lên. Chỉ gặp bầu trời bên trong, một cái tiên bào ông già, ngồi một quyển thiên thư, ngự gió đáp xuống, sau lưng đi theo mấy trăm cái cường giả, tiên ma lưỡng đạo đều có. Bạch Tử Hư, ngươi còn dám tới? Cổ Thanh Đình ánh mắt run lên, cái này tiên bào ông già, chính là Bạch Tử Hư. Bạch Tử Hư hơi thở, so với ngày hôm qua, mạnh mẽ hơn. Hắn trên mình, trừ tiên khí ra, còn quấn một món ma khí. Tiên ma hòa vào nhau, để cho hắn khí thế, uy nghiêm như nhật nguyệt vậy, chiếu sáng bầu trời. Hiển nhiên, hắn cùng Hồng Xuân Thu hợp tác, cũng nhận được không thiếu chỗ tốt, lấy được hắc ám ban phúc, ma khí thêm thân, tiên ma một thể, thực lực tiến nhiều. Sau lưng hắn tùy tùng cường giả bên trong, cũng có Diêm Ma Tử giới người, còn có Hồng Xuân Thu từ Tẩy Nhan Tiên Tông bên trong mang tới cường giả. Bạch Tử Hư ánh mắt liếc một cái, xem tới mặt đất trên phủ đầy thi thể, rất nhiều đều là hắn Vũ Hóa núi cường giả, đều là bị Diệp Thần Luân Hồi Thiên Đường, sống sờ sờ chấn chết. Hắn cũng không tức giận, dù sao chỉ cần cuối cùng có thể được Thiên Quân Phong Thần Bia, cái gì tổn thất cũng đền bù lại. Luân Hồi Chi Chủ, là ngươi ép ta. Nếu như không phải là ngươi cái này yêu tinh hại người, ta Hạo Thiên Vực, làm sao sẽ luân lạc tới ngày hôm nay tình cảnh này? Ngươi đi tới chỗ nào, nơi nào sẽ có tai họa? Ngươi là chư thiên vạn giới đệ nhất lớn ung thư, chỉ cần ngươi xuất hiện, coi như thế ngoại đào nguyên, vậy sẽ biến thành tai ách chi địa. Bạch Tử Hư mắt lạnh nhìn chằm chằm Diệp Thần, lời nói lạnh lùng, muốn dùng nói chuyện kích thích Diệp Thần, để cho hắn sinh ra áp lực trong lòng, thậm chí đạo tâm bị long đong. Nói nhảm thật nhiều, lão tạp mao, ngươi còn kẻ ác cáo trạng trước. Đại Thiên Trọng Lâu trưởng, phá. Diệp Thần hừ một tiếng, tay phải một trưởng cuồng oanh ra, Đại Thiên Trọng Lâu nổ, thanh thế mãnh liệt. Nhưng một trưởng này, chỉ là dò xét, hắn còn không dùng toàn lực. Đại Thiên Trọng Lâu trưởng, là đã từng đứng đầu nhất cửu thiên thần thuật, coi như chỉ là dò xét, uy lực cũng là dị thường bá đạo. Bạch Tử Hư mắt xem Diệp Thần đánh tới một trưởng, âm chắc chắc cười một tiếng, nói, ngày hôm qua ý ta bên ngoài bị thất thế, ngày hôm nay liền kêu ngươi trăm lần trả lại. Ngày hôm qua ở tổ thần giáo Sơn Môn trong đại điện, hắn bị Diệp Thần một trưởng đánh tới hộc máu, thật sự là có chút khinh địch. Ngày hôm nay hắn tiên ma hợp nhất, thực lực tiến nhiều, tái chiến Diệp Thần, cũng không dám khinh thường chút nào, thề phải rửa nhục trước. Lập tức, Bạch Tử Hư thúc giục Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, một cái mênh mông nguy nga vũ hóa tiên giới, ở đỉnh đầu hắn bầu trời nổi lên. Ở đó tiên giới trung ương nhất, đỉnh đứng thẳng, cũng không phải tiên nhân, mà là một tôn ma tướng. Bạch Tử Hư khí cơ, cùng vậy phiến tiên giới, vậy tôn ma tướng, đồng loạt đồng tình, cả người nhất thời rắc rắc sát vang dội, cả người cũng giống như hóa thành một tôn ma tướng, bàn tay giết ra, ma khí dọn ra, cùng Diệp Thần hai tay cứng đối cứng. Phịch! Hai người hai tay va chạm, làn sóng kinh thiên nổ. Diệp Thần chỉ cảm thấy Bạch Tử Hư trưởng thế, tiên ma một thể, mãnh liệt dị thường, hơn nữa sau lưng còn cất giấu địa mạch uy áp, ra hắn dự liệu. Tại chỗ tới giữa, Diệp Thần liền bị đẩy lui ba bước, ngực gian khí huyết sôi trào, khá làm khó bị. Cái này một tí giao thủ, hắn cũng biết, Bạch Tử Hư tiến bộ mãnh liệt, hơn nữa có thể cùng địa mạch câu thông, chiếm hết khí vận ưu thế, quả thực không thể khinh thường. Hôm nay Hạo Thiên vực địa mạch, đã gặp phải hắc ám khí tức xâm lược, khí vận ưu thế ở Hồng Xuân Thu bên này. Bạch Tử Hư cùng Hồng Xuân Thu hợp tác, tự nhiên cũng là chiếm hết ưu thế, lực áp Diệp Thần một đầu. Diệp Thần cảm giác sâu sắc không ổn, muốn chiến thắng Bạch Tử Hư mà nói, sợ rằng phải vận dụng chút lá bài tẩy. Nham thần chi đạo, luân hồi thiên đường. Diệp Thần bàn tay vung lên, luân hồi kim quang lần nữa tách thả ra, cấu trúc xuất thần thánh thiên nước cảnh tượng. Nhưng lần này xuất hiện luân hồi thiên đường, nhưng không còn là hư ảo khí tượng, mà là chân thực đất nước. Diệp Thần trong cơ thể nham thần máu cháy, vô số nham đất lực lượng, hòa lẫn luân hồi hơi thở, cấu trúc thành chân thật đất nước, chậm rãi hạ xuống. Bạch Tử Hư thấy vậy chân thật thiên đường hạ xuống, cũng là cảm thấy vô cùng áp lực. Vũ Hóa Phi Thăng, thần tích tụng đời, tán tụng chân lý vĩ đại, vô thượng chân lý à, mời biểu dương ngươi lực lượng, trấn áp hết thảy dị đoan. Nguy cấp bên trong,
Bạch Tử Hư sử dụng Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, chỉ gặp một quyển Thiên Thư Bí Điển, bắn ra, toát ra chân lý ánh sáng. Từng đạo chân lý phù văn, mang nghiền diệt thiên địa vậy cuồng bạo uy áp, hung hăng bay ra, như nổ tiễn vậy xuyên thấu nhập Diệp Thần Luân Hồi Thiên Đường bên trong. Suy rồi, suy rồi, suy rồi. Thoáng chốc tới giữa, toàn bộ Luân Hồi Thiên Đường, cũng bị đánh xuyên, các loại quy luật băng diệt, khí lưu tán loạn. Bạch Tử Hư Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, cao treo ở trời, giống như chân lý tỏ rõ, sáng rực như trời. Đây là thật lý lực lượng. Diệp Thần sắc mặt chợt biến, Luân Hồi Thiên Đường bị đánh xuyên, hắn vậy bị nghiêm trọng cắn trả, thiếu chút nữa một búng máu phun ra. Bạch Tử Hư Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, là thần thích tụng đời điển chương 3. Thần thích tụng đời điển, chính là tán tụng chân lý bí điển, trong truyền thuyết mặt ghi lại vô thượng chân lý bí ẩn, mỗi đi sâu vào lĩnh ngộ một chương, đối chân lý cách nhìn, liền sẽ đi sâu vào một phần. Truyền thuyết, nếu như cửu chương toàn bộ lĩnh ngộ, là có thể chấp trưởng vạn sự vạn vật nắm giữ, chấp trưởng vĩ đại chân lý. Nhưng hàng tỷ thế kỷ nguyên tới nay, cho tới bây giờ không người có thể làm được. Bạch Tử Hư tự nhiên vậy không làm được, nhưng hắn chấp trưởng. Chương 3, Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, đối chân lý lĩnh ngộ, liền so Diệp Thần đi sâu vào nhiều. Diệp Thần chỉ là lĩnh ngộ. Chương 1, và chương trừ 2, mà thôi. Ha ha ha, Luân Hồi Chi Chủ, ta xem chân lý trung cực, cũng không phải là ngươi luân hồi quy luật. Ngươi luân hồi, ở chân lý dưới, cũng là đường giả, là dị đoan, nhất định phải bị tiêu diệt. Bạch Tử Hư vui vẻ cười to, Vũ Hóa Phi Thăng Kinh treo trên bầu trời bay lên trời. Chân lý thần mang bung ra, hóa thành mặt trời gay gắt, hào hùng uy áp bao phủ xuống, muốn sống sờ sờ đem Diệp Thần nghiền chết. Diệp Thần nhất thời cảm thấy thân thể đều sắp bị nghiền bạo, cực kỳ khó chịu. Tô Dung và Cổ Thanh Đình, đều là vô cùng lo âu bối rối nhìn Diệp Thần. Bọn họ muốn trợ chiến, nhưng làm sao liền đêm chiến đấu, đã tiêu hao hết bọn họ thể lực. Tiểu Thanh thấy Diệp Thần nguy hiểm, nước mắt cũng mau chảy ra. Vội vàng ngự gió bay đến Diệp Thần bên người, kêu lên, Diệp Thần ca ca, ta tới làm ngươi cánh. Nói xong lời này, Tiểu Thanh liền hóa thành một món thanh mang, trốn vào Diệp Thần trong cơ thể, lại là cùng Diệp Thần hòa làm một thể. Diệp Thần đầu một tiếng nổ, thoáng chốc lĩnh ngộ. Tự do rực, mở. Quát to một tiếng, Diệp Thần sau lưng, triển khai một đôi huy hoàng sáng chói cánh. Đó chính là tự do rực. Nhưng cái này đôi tự do rực. Nhưng là xanh sâu kín màu sắc. Mỗi một phiến lông vũ, cũng cùng tinh thần thanh loan linh vũ, độc nhất vô nhị. Giờ khắc này Diệp Thần, cùng Tiểu Thanh hòa làm một thể, Tiểu Thanh thành hắn cánh, vậy chính là tự do rực. Hai người cũng xem qua Tiêu Diêu Du Văn Chương, lĩnh ngộ tự do diệu pháp, cái này một tí hợp thể, hoàn toàn không có nửa điểm ngăn cách. Tự do chân lý, cũng là hoàn mỹ kết hợp. Diệp Thần sau lưng tự do rực. Đổi được cường đại trước đó chưa từng có, phía trên lưu chuyển ra tinh mang, là tinh thần thanh loan nhất tộc huyết mạch đặc biệt khí tượng. Đây là... Bạch Tử Hư ngơ ngác nhìn Diệp Thần sau lưng tự do rực, chỉ cảm thấy cao nhất khoáng đạt tự do hơi thở, đập vào mặt vọt tới. Cái này thế gian, tựa như không có bất kỳ vật gì, có thể che giấu Diệp Thần tự do ánh sáng. Một tiếng nổ, áp chế ở Diệp Thần trên mình chân lý uy nghiêm, ngay tức thì giải tán. Hu hu, bầu trời ở rên rỉ, Bạch Tử Hư Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, thiếu chút nữa thì bị tự do gió bão thổi bay, không cách nào duy trì nữa ổn định, từ không trung rào rào rớt xuống. Không thể nào, ngươi lại có thể kháng nhận định chân lý. Bạch Tử Hư hoàn toàn kinh hãi, sợ hãi vạn phần nhìn Diệp Thần. Bởi vì hắn phát hiện, thời khắc này Diệp Thần, thật giống như đã vô địch, phơi bày ra một cuộc tuyệt đối tự do tư thái. Không có bất kỳ vật gì có thể áp chế. Diệp Thần khẽ cắn răng, nhìn chằm chằm Bạch Tử Hư nói, ngươi còn không tư cách đại biểu chân lý, tự do gió bão, chết đi cho ta. Oanh! Diệp Thần cánh vỗ, liều chết xung phong đến Bạch Tử Hư trước mặt. Không! Bạch Tử Hư phát ra kêu thảm thiết, theo Diệp Thần vọt tới, còn có cuồng bạo đến mức tận cùng gió lốc lớn, vô cùng vô tận gió bão. Đó là đủ để phá hủy vũ trụ tinh không. Tiêu diệt thiên địa đáng sợ gió bão, thật là không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản. Ở Diệp Thần trên mình gió bão đánh giết hạ, Bạch Tử Hư vô lượng cảnh thân thể, cũng là ngay tức thì bị xé nát hết, thân hồn toàn diệt, hóa thành đầy trời mềm mại mưa máu, tại chỗ chết đi. Ở Bạch Tử Hư sau lưng cách đó không xa,
cũng có không thiếu vũ hóa núi các cường giả, bị gió bão cạo quả, da thịt đều bị nạo sạch, thành một cổ xương trắng, tình cảnh đặc biệt khủng bố. Còn dư lại các cường giả, hoàn toàn rung động, xem quái vật vậy nhìn Diệp Thần, phát ra tiếng kinh hô, lật đật chật vật chạy thục mạng. Ngay chớp mắt, Bạch Tử Hư dưới quyền, trốn sạch. Rào. Một quyển sách, từ trên bầu trời rớt xuống, chính là Vũ Hóa Phi Thăng Kinh. Bạch Tử Hư trên mình, tất cả tồn tại dấu vết, đều bị Diệp Thần gió bão, rất miễn cưỡng oanh diệt. Chỉ có vậy Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, không chịu ảnh hưởng chút nào, vẫn là hoàn hảo không hao tổn hình dáng, yên tĩnh rơi xuống đất. Bạch Tử Hư, chết. Cổ Thanh Đình mặt đầy kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Bạch Tử Hư nhưng mà Vũ Hóa núi thủ tọa, chấp trưởng Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, hơn nữa còn đạt được hắc ám chúc phúc, tiên ma một thể, thực lực vô cùng cường hãn. Nhưng mạnh mẽ như vậy tồn tại, lại có thể bị Diệp Thần sống sờ sờ giết chết. Lợi dụng gió bão, sống sờ sờ đánh giết, liền một chút hài cốt mảnh giấy vụn đều không lưu lại. Diệp Thần ca ca. Diệp Thần sau lưng, màu xanh tự do rực tản đi, chấm thanh quang hội tụ thành Tiểu Thanh thân thể. Tiểu Thanh ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, trên không trung ôm Diệp Thần, kêu lên, chúng ta thắng. Diệp Thần cười ôm eo ếch nàng, nói, chúng ta thắng. Thật ra thì Diệp Thần cũng không nghĩ tới, lại thật có thể giết chết Bạch Tử Hư. Hết thảy các thứ này, đều phải nhờ có Tiểu Thanh. Thật may Tiểu Thanh có thể nghĩ đến, cùng Diệp Thần vừa người chiêu pháp. Nàng không hổ là tinh thần Thanh Loan hậu duệ, ở thời khắc mấu chốt, đầu óc cũng là linh hoạt. Nàng cùng Diệp Thần dung hợp, thành Diệp Thần cánh, để cho Diệp Thần tự do dược uy lực, ngay tức thì tăng lên gấp mấy lần, gió bão nổ, trực tiếp đánh chết liền Bạch Tử Hư. Hai người đáp xuống, Tiểu Thanh hào hứng chạy tới, nhặt lên Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, trở lại Diệp Thần bên người, vui vẻ nói, Diệp Thần ca ca, cái này Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, cũng là chúng ta. Nàng lúc ban đầu đi tới Hạo Thiên Vực, chỉ là đơn thuần muốn phải tìm Vũ Hóa Phi Thăng Kinh. Hiện tại trải qua rất nhiều trắc trở, rốt cục thì đem kinh thư bắt vào tay, tất nhiên không khỏi mừng rỡ. Cái này Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, là thần thích tụng đời điển chương 3, nếu như có thể đi sâu vào tìm hiểu nói, nàng và Diệp Thần đối chân lý cách nhìn, cũng có thể tiến hơn một bước. Cái này kinh thư là chúng ta. Diệp Thần cười một tiếng, nhưng là trước đem kinh thư thu vào, nói, bất quá, bây giờ không phải là tìm hiểu thời điểm, chúng ta đi trước cứu bà. Tiểu Thanh cũng giống như nhau ý tưởng, trong lòng thấp thỏm Thanh Hoa bà, nặng nề một tiếng. Diệp Thần truyền ra ý chí, cùng Kỳ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh hai cô gái liên lạc, thám thính tình huống, tùy thời chuẩn bị cứu viện. Bất quá ra Diệp Thần dữ liệu, hai cô gái truyền về tin tức, nói đã cứu ra Thanh Hoa bà. Chỉ chốc lát sau, liền gặp Kỳ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh, dìu đỡ Thanh Hoa bà, phá không bay trở về. Ở ba người sau lưng, đi theo không thiếu tổ thần đỉnh tàn binh bại tướng, người người ủ rũ cúi đầu. Thanh Hoa bà bị thương, đã rơi vào hôn mê. Bà, Diệp Thần, Tiểu Thanh, Cổ Thanh Đình, Tô Dòng các người kêu một tiếng, liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Kỳ Tư Thanh nói, bà nàng không có sao, chỉ là bị thương nhẹ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian cho giỏi. Diệp Thần nắm Kỳ Tư Thanh tay, lại nắm Ngụy Dĩnh tay, nói các ngươi cực khổ. Kỳ Tư Thanh cắn môi một cái, nói chúng ta đụng phải Hồng Xuân Thu và Dương Chu Tiên. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói các ngươi đụng phải bọn họ, lại vẫn có thể trở lui toàn thân. Thật là trời tội nghiệp. Kỳ Tư Thanh nói, không phải, là bà hy sinh một kiện pháp bảo, thật giống như rất là chân quý, nàng đem vậy pháp bảo ném ra ngoài, Hồng Xuân Thu và Dương Chu Tiên cũng muốn cướp đoạt, ta thừa dịp bọn họ nội loạn tranh đấu, liền mang theo bà chạy về. Nếu như không phải như vậy, sợ là chúng ta vậy rất khó trở lui toàn thân. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cẩn thận cảm ứng, liền phát hiện ở Thanh Hoa bà trên mình, đã không cảm ứng được tổ thần thiên chỉ hơi thở. Vậy tổ thần thiên chỉ, chính là tổ thần vương lưu lại tổ khí, tương đương chân quý, có thể nói là tổ thần giáo nhất vật chân quý, phía trên hội tụ vô số khí vận. Bây giờ vì chạy thoát thân, Thanh Hoa bà hy sinh tổ thần thiên chỉ, giá phải trả cũng quá mức to lớn. Vô luận là Hồng Xuân Thu, vẫn là Dương Chu Tiên, bọn họ đạt được tổ thần thiên chỉ sau đó, thực lực nhất định là bạo tăng, càng khó đối phó. Cổ Thanh Đình và Tô Dung vợ chồng, cũng là ngưng trọng.
Cổ Thanh Đình nói, bà tổ thần thiên chỉ, rơi xuống trong tay địch nhân, chỉ sợ chúng ta tình thế không ổn. Diệp Thần trầm tư một hồi, nói, tình hình bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể trước phòng thủ, không nên tùy tiện xuất chiến, lại tìm cơ hội. Cổ Thanh Đình gật đầu nói, Luân Hồi Chi Chủ nói thật phải, ta cái này giáo chủ, thật ra thì đức không xứng vị, đều là sư muội và bà đẩy ta đi lên, vốn là sư muội thích hợp hơn làm giáo chủ, nhưng nàng lại không chịu. À, hôm nay tình thế nguy cấp, Luân Hồi Chi Chủ, liền nhờ ngươi toàn quyền chỉ huy. Diệp Thần lắc đầu cười một tiếng, nói, không cần, sư muội của ngươi nàng thần thông quảng đại, do nàng trấn giữ là được. Vừa nói nhìn Tô Dung một mắt. Tô Dung cũng cười một tí, nói, Diệp Thần, người cái này đứa nhỏ, miệng vẫn là ngọt như vậy, thôi, ta tới thu thập tàn binh quân đội, người đi cướp lấy thiên quân phong thần bia chính là, người đã trở về, có luân hồi khí vận gia trì, ta tổ thần đỉnh, chưa chắc không địch lại vậy hướng thánh ven núi cùng Diêm Ma tử giới. Diệp Thần không có ở đây, Tô Dung còn thật không chắc chắn kháng địch, nhưng Diệp Thần trở về, có luân hồi cái này người đáng tin cậy, hết thảy đều có hy vọng. Diệp Thần cười nói, phu nhân quả nhiên là thô bạo, tại hạ bội phục. Tô Dung một hồi cười duyên, quyến rũ sinh tư, trong sân khẩn trương nghiêm túc bầu không khí, nhất thời cũng chỉ hóa giải rất nhiều, chỉ là Cổ Thanh Đình sắc mặt, không tốt lắm xem xong, vô hình có chút xám ngắt. Tổ thần đỉnh tàn binh quân đội, bắt đầu ở tại chỗ đóng trại cắm trại, bố trí trận pháp, tùy thời chuẩn bị ngăn địch, lại phát ra đưa tin, chiêu gộp lại khắp nơi tán binh, hội tụ lực lượng. Diệp Thần thúc giục nắng ban mai gió, lợi dụng gió hơi thở, che giấu hết thảy, không bị địch nhân phát hiện. Hắn dự định nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền lên đường, đi cướp lấy thiên quân phong thần bia. Chỉ cần cướp được thiên quân phong thần bia, muốn giết ngược Hồng Xuân Thu, Dương Chu Tiên bọn họ, vậy thì dễ như trở bàn tay. Đến lúc ban đêm, Diệp Thần một mình ở trong lều nghỉ ngơi, một đạo xinh đẹp ấu non bóng người, liền lặng lẽ chui vào hắn trong lều. Chính là Tiểu Thanh. Trong lều ánh nến, chiếu vào Tiểu Thanh trắng nõn trên gương mặt, để cho gò má nàng nhìn như đỏ bừng, có dũng khí điềm tĩnh đẹp. Tiểu Thanh, người tới. Diệp Thần thấy Tiểu Thanh tới, trong lòng ấm áp, khẽ mỉm cười một cái, tiện tay sờ một cái nàng đầu nhỏ. Tiểu Thanh hì hì cười một tiếng, nói, Diệp Thần ca ca, ta muốn xem vậy vũ hóa phi thăng trải qua bí ẩn. Diệp Thần gật đầu nói, ta cũng một mực chờ trước ngươi. Lập tức, Diệp Thần đem vũ hóa phi thăng kinh cầm ra, bày trên bàn. Cái này vũ hóa phi thăng kinh, hắn còn không lật xem qua, chính là muốn cùng Tiểu Thanh tới đây, cùng nhau hiểu. Tiểu Thanh cảm kích cùng mừng rỡ, liền ngồi ở Diệp Thần bên người, thân mật kéo cánh tay hắn, nói, Diệp Thần ca ca, có thể cùng ngươi cùng nhau nhân sâm mài chân lý, thật là lại hạnh phúc bất quá. Diệp Thần cười một tiếng, lập tức liền chậm rãi đem vũ hóa phi thăng kinh mở ra. Cái này vũ hóa phi thăng kinh vừa mở ra, thì có ti ti lũ lũ tiên hà vụ ải, tràn ngập ra, thấm vào lòng người. Vũ hóa phi thăng kinh, là thần tích tụng đời điển chương 3, bên trong ghi lại chân lý, là tiên đạo thật rõ ràng, thành tiên bí pháp. Nếu như có thể hoàn toàn tìm hiểu nói, có tư cách bước vào tiên cuối cùng vô cùng, cũng chính là tiên đế cảnh giới, là thế giới hiện thật nhất đỉnh cấp. Hiểu một quyển kinh thư, liền có cơ hội trở thành tiên đế, có thể tưởng tượng được. Cái này vũ hóa phi thăng kinh, có lợi hại dường nào? Mà ở thần tích tụng đời điển bên trong, vũ hóa phi thăng kinh chỉ là chương 3, phía sau còn có 6 chương. Cái này thần tích tụng đời điển nội tình, thật sự là không cách nào tưởng tượng thâm hậu, thật có thể toàn bộ lĩnh ngộ nói, đủ để chấp trưởng cao nhất chân lý, trở thành thế gian vạn vật nắm giữ, thống trị hết thảy. Diệp Thần và Tiểu Thanh, đều là toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn vũ hóa phi thăng kinh. Nhân sâm mài trước kinh thư bên trong bí pháp nghĩa sâu xa. Cái này vũ hóa phi thăng kinh, chủ yếu có hai phương diện nội dung. Một mặt, là phi thăng, có thể giúp bách gia cảnh võ giả, mau sớm phi thăng đột phá, tấn thăng thiên huyền cảnh, chấp trưởng thiên quân quy luật, trở thành thượng vị giả. Cái thứ hai phương diện, chính là vũ hóa thành tiên, trở thành tiên quân, đại la kim tiên, thiên ngoại phi tiên, bất hủ chân tiên, tiên vương, tiên hoàng, tiên tổ. Chính xác tiên đế, tiên đế. Nói cách khác, thật có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo vũ hóa phi thăng kinh, có thể chứng đạo tiên đế. Dĩ nhiên, muốn hiểu thấu đáo vũ hóa phi thăng kinh mà nói, dĩ nhiên là vô cùng chật vật sự việc, cơ hồ không thể nào. Tiểu Thanh chỉ nhìn gần nửa canh giờ thời gian,
liền cảm thấy đầu phát đau, thu hồi ánh mắt quang, nhìn Diệp Thần nói, không được, Diệp Thần ca ca, ta nhức đầu, sau này sẽ chậm chậm xem đi. Diệp Thần cười một tí, ở nơi này gần nửa canh giờ trong thời gian, hắn thật ra thì đã dựa vào thiên phú kinh người, đem kinh thư bên trong bí quyết, toàn bộ trí nhớ xuống. Dĩ nhiên, trí nhớ là một chuyện, lĩnh ngộ lại là một chuyện khác. Diệp Thần tu vi còn chưa tới nhà, không có đầy đủ căn cơ, không có nghịch thiên năng lực, cũng là không thể nào hoàn toàn nắm giữ vũ hóa thành tiên tinh túy. Bởi vì, hắn cách tiên nhân chân chánh, còn có đặc biệt khoảng cách rất xa. Hắn chỉ có bách gia cảnh mà thôi, bày ở trước mặt hắn, trọng yếu nhất, chính là phi thăng. Chỉ có phi thăng trước, bước vào thiên huyền cảnh, mới có thể đi muốn trở thành tiên chứng đế sự việc. Cái này vũ hóa phi thăng kinh, đối với ta phi thăng thiên huyền cảnh, đổ cũng không thiếu trợ giúp. Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ, trước đem thành tiên bí quyết, vứt qua một bên, chỉ suy nghĩ phi thăng bí ẩn. Hắn như có điều suy nghĩ, thật giống như thấy mình đầu óc thiên quân cửa, từ đen nhánh phong bế hình dáng, từ từ mở ra một kẽ hở, tựa hồ có ánh sáng thẩm thấu đi vào. Diệp Thần trong đan điền linh khí, cũng là theo tăng trưởng không thiếu. Rất tốt, cái này vũ hóa phi thăng kinh, quả nhiên có thể phụ trợ ta phi thăng, sau này có thể phải cẩn thận nghiên cứu kỹ. Diệp Thần nghĩ thầm. Diệp Thần ca ca, ta nhức đầu. Tiểu Thanh lắc lắc Diệp Thần cánh tay, có chút nũng nịu nói, thanh thuần béo mập hình dáng, ở ánh nến chiếu dọi xuống, lộ vẻ được đặc biệt đáng yêu. Tốt lắm, ngươi đi về nghỉ ngươi đi, cái này kinh thư ngươi cầm, sau này muốn xem liền xem. Diệp Thần cười bóp nặn mặt nàng, đem vũ hóa phi thăng kinh nhét vào trong tay nàng, nói. Tiểu Thanh cả kinh, nói, Diệp Thần ca ca, ngươi không cần nhìn sao. Diệp Thần cười nói, không cần, ta cũng nhớ. Tiểu Thanh trợn to hai mắt, nói thật. Diệp Thần nói, tốt lắm, đi về nghỉ ngơi đi, ta cũng không rảnh lại bồi ngươi, ta ngày mai còn muốn đi kiếp thiên chiến trường bên kia xem. Tiểu Thanh đổ cũng biết sự việc nặng nhẹ, khôn khéo gật gật đầu nói, ừ, tốt, Diệp Thần ca ca, vậy ta đi trước. Nàng rất lễ phép hướng Diệp Thần tạm biệt, đi tới cửa lều, đột nhiên lại xoay người lại, hôn Diệp Thần gò má một hơi, mới đỏ mặt đi. Cô gái nhỏ này, Diệp Thần sờ một cái bị Tiểu Thanh hôn qua địa phương, có chút sở khóc sở cười. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần liền muốn tắt đèn nghỉ ngơi, lúc này, bên ngoài lều nhưng truyền tới một hồi nhang gió, một đạo nhu hòa thanh âm kêu lên, đứa nhỏ, ta có thể đi vào sao? Là giáo chủ phu nhân Tô Dung thanh âm. Diệp Thần tim căng thẳng, không biết nữ nhân này ban đêm tới thăm, rốt cuộc có chuyện gì, nhưng muốn đến chồng nàng ngay tại bên trái, nàng hẳn không dám ẩu tả. Lập tức, Diệp Thần liền hắng giọng một cái nói, phu nhân mời vào. Một cái tay trắng thon thon, mở lên mành lều vải tử, Tô Dung mặt mỉm cười, chậm rãi đi vào. Tô Dung mới vừa tắm xong, tóc vẫn là ướt nhẹp, cả người tràn ngập mùi thơm, da non nhanh hơn có thể nặn ra nước. Và Tiểu Thanh không cùng, Tiểu Thanh là một viên thanh sáp quả đào, mà Tô Dung, cả người trên dưới cũng lộ ra thành thục phong vận. Phu nhân, có chuyện gì không? Diệp Thần đang ngồi ngay thẳng, nói. Không cần như thế khẩn trương, tìm ngươi thương lượng chút tránh sự thôi. Tô Dung mỉm cười, ở trước bàn ngồi xuống, hai chân nhưng không chút kiêng kỵ, duỗi bỏ lên bàn, một đôi mượt mà chân dài lớn, sáng chói được Diệp Thần có chút hoa mắt. Tránh sự gì? Diệp Thần bình tĩnh tâm thần, hỏi. Thật ra thì, ta không chắc chắn đối kháng Hồng Xuân Thu và Dương Chu Tiên. Tô Dung đi thẳng vào vấn đề. Giọng nhưng là ngưng trọng, không có chút nào nói năng tùy tiện hình dáng, nàng quả nhiên đúng là, lại có thể thật sự là tới nói chuyện tránh sự. Diệp Thần khẽ cau mày, nói, vì sao? Ta ngày mai chuẩn bị đi kiếp thiên chiến trường, nhưng ta sẽ để cho Tiểu Thanh lưu lại, nàng sẽ giúp ngươi. Tô Dung lắc lắc đầu nói, không, ta không chắc chắn, thậm chí coi như ngươi lưu lại, ta cũng không chắc chắn. Trong sâu thẳm, ta cảm nhận được vô cùng nguy hiểm hơi thở. Đó là vượt qua đời này tinh không, vượt qua vạn giới sáu đạo hơi thở, là vậy ma nữ hơi thở. Diệp Thần ánh mắt co rúm một cái, nói, ma nữ. Tô Đô ngừ một tiếng, nói, Hồng Xuân Thu sau lưng, có ma nữ che chở, chúng ta muốn cùng hắn đối kháng, khó hơn lên trời, ngươi có thể chiến thắng ma nữ sao? Diệp Thần nói, ta không thể, ngươi là muốn đầu hàng sao? Tô Dung thở dài nói, hướng Hồng Xuân Thu đầu hàng, chỉ có một con đường chết. Bất quá,
ta có một cái phương pháp, có thể đối phó Hồng Xuân Thu. Diệp Thần vội hỏi, cách gì? Tô Dung nói, tổ thần lệnh. Tổ thần lệnh. Đúng vậy, tổ thần lệnh, chính là ta tổ thần giáo trấn phái thần khí, cũng là Hạo Thiên vực chân quý nhất đồ. Tổ thần lệnh bên trong, hàm chứa viễn cổ tổ thần Vương Chí Tôn ý chí, ở Hạo Thiên vực bên trong, tất cả mọi người đều phải nghe theo tổ thần lệnh. Ai có thể chấp trường tổ thần lệnh, ai liền có thể có tuyệt đối đại quyền sanh sát, muốn giết ai thì giết, tổ thần Vương Chí Tôn ý chí, không người có thể vi phạm. Tô Dung nói, người có tổ thần lệnh, vậy còn không mau một chút lấy ra dùng. Diệp Thần nói, nếu như vậy tổ thần lệnh, thật xem Tô Dung nói như vậy lợi hại, vậy chỉ cần vận dụng tổ thần lệnh, liền có thể ung dung giết chết Dương Chu Tiên, hơn nữa phỏng đoán cũng có thể hung hăng áp chế Hồng Xuân Thu. Tô Dung cười khổ nói, tổ thần lệnh đã sớm thất lạc, ở kiếp thiên chiến trường bên trong, ta là muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi có thể đi vào kiếp thiên chiến trường, liền chú ý tra tìm tổ thần lệnh rơi xuống. Chỉ cần có thể bắt được tổ thần lệnh, chúng ta liền có thể không phí nhiều sức, chu diệt Dương Chu Tiên vậy phản đồ, hơn nữa áp chế hắc ám khí tức, trấn áp Hồng Xuân Thu. Diệp Thần trong lòng bừng tỉnh, lúc đầu Tô Dung tới đây, là muốn gọi hắn tìm tổ thần lệnh. Có thể, phu nhân, ta nếu như có thể tiến vào kiếp thiên chiến trường, ta sẽ lưu ý. Diệp Thần gật đầu đáp ứng. Hắn cũng biết, trước mắt tình thế nguy hiểm, lấy bọn họ thực lực, rất khó đối kháng Hồng Xuân Thu cùng Dương Chu Tiên liên thủ. Đứa nhỏ, vậy thì nhờ ngươi. Tô Dung ánh mắt lửa đốt, nhẹ nhàng nắm Diệp Thần tay. Một đêm yên lặng, đến được sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần chính là mang Ngụy Dĩnh và Kỷ Tư Thanh, lên đường đi kiếp thiên chiến trường. Tiểu Thanh ở lại trong doanh địa, chiếu cố Thanh Hoa bà bà. Diệp Thần mượn dùng nắng ban mai gió, che lại doanh trại dấu vết, tận lực không để cho địch nhân phát hiện. Một đường phi hành, Diệp Thần rất nhanh liền mang theo Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh hai cô gái, đi tới kiếp thiên chiến trường bên ngoài. Lần này có kinh nghiệm. Diệp Thần trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, luân hồi thánh hồn thiên phóng thích, cũng thúc giục thiết ngai vàng lực lượng, hóa thành sắt thép sao trời, bảo vệ được mình và Ngụy, Kỷ hai nàng thân thể. Mặc dù có luân hồi thánh hồn thiên hòa thiết ngai vàng bảo vệ, kiếp thiên chiến trường truyền ra đáng sợ năng lượng đánh vào, vẫn là để cho Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh, hoàn toàn kinh hãi. Hai cô gái ngơ ngác nhìn phía trước là một phiến ngọn lửa luyện ngục vậy thế giới, hài cốt hóa núi, máu tươi thành biển. Không thấy được một chút cỏ cây sức sống, khắp nơi đều là lửa cháy bừng bừng cùng tiên vết máu, trên bầu trời ngọn lửa, rơi vào máu trong biển, suy suy vang dội. Biển máu bốc hơi lên, kịch liệt nhiệt độ cao, hòa lẫn cổ xưa giết hại ý chí, cuồng lao ra. Nếu như không phải là có Diệp Thần bảo vệ, sợ rằng hai nàng đạo tâm, đều phải bị ngay tức thì đánh vào được tan vỡ. Nơi này, thật là đáng sợ hơi thở. Kỷ Tư Thanh kinh ngạc nhìn trước mắt chiến trường. Từng luồng viễn cổ thiên năng lượng hỏa, phù văn lóe lên, vây quanh toàn bộ chiến trường, hình thành một cái vòng bảo vệ vậy cấm chế, cấm tuyệt người bất kỳ đến gần. Cơ hồ là một mắt tới giữa, Kỷ Tư Thanh liền nhận ra, những ngày qua năng lượng hỏa, cùng ngày xưa hỏa thần thiên tôn có liên quan. Những ngày qua năng lượng hỏa, nhưng thật ra là kiếp thiên chiến đế chết sau đó, tàn lưu lại. Mà kiếp thiên chiến đế, chính là đã từng hỏa thần thiên tôn cung đình canh phòng. Muốn tiến vào chiến trường, cần trước hóa giải những ngày qua năng lượng hỏa cấm chế, nếu không, chỉ cần tới gần một chút, cũng sẽ bị đốt là cướp xám. Thành tựu hỏa thần thiên tôn truyền nhân, trong cơ thể có một giọt hỏa thần máu, Kỷ Tư Thanh so người bất kỳ đều biết, những ngày qua năng lượng hỏa đáng sợ. Ngụy Dĩnh, người đi thử một chút xem, có thể hay không hóa giải ngày này năng lượng hỏa cấm chế. Diệp Thần nhìn về phía Ngụy Dĩnh, bàn tay nắm tay nàng, đem tự thân luân hồi lực lượng truyền thụ đi qua. Nhất thời lúc đó, Ngụy Dĩnh trong cơ thể linh khí bạo tăng. Ta lại thử một chút. Nàng nhẹ nhẹ cắn môi một cái, thật ra thì cũng không có cái gì chắc chắn. Tuy nói nàng sư tử Tô Mạch Hàn, tu luyện qua không thiếu cường hãn băng hàn nói pháp, nhưng trước mắt lửa trời cấm chế, năng lượng khí tức quá mức khủng bố, nàng vậy không có nắm chắc có thể hóa giải. Chỉ là Diệp Thần đều nói như vậy, hơn nữa còn đem luân hồi lực lượng cho mượn nàng. Nàng tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. Lập tức, Ngụy Dĩnh tiêm vươn tay ra, linh khí hội tụ. Từng tia băng hàn linh khí, hóa thành từng luồng băng sương mù, hội tụ đến nàng trong lòng bàn tay. Ở Diệp Thần luân hồi lực lượng ra chỉ xuống,
Ngụy Dĩnh phóng thích ra băng sương mù, khí lạnh dày đặc, lạnh lùng dị thường. Coi như là thiên địa tinh không, vũ trụ thế giới, đều có thể trực tiếp đóng băng. Ngụy Dĩnh hít sâu một hơi, bàn tay nhẹ nhàng đến gần vậy chiến trường vòng bảo vệ, muốn hóa giải phía trên lửa trời cấm chế. Suy, nhưng mà, đủ để đóng băng tinh không băng sương mù, lại không có thể để cho những ngày đó lửa, có yếu bớt chút nào tắt dấu hiệu. Làm băng sương mù cùng lửa trời giáp nhau, Ngụy Dĩnh trong tay băng sương mù, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bị bốc hơi sạch. Mạnh mẽ ngọn lửa đợt khí, thậm chí hướng thân thể nàng cắn trả tới đây. Đáng chết! Ngụy Dĩnh một tiếng thét kinh hãi, vội vàng lui về phía sau. Mà ở chiến trường chỗ sâu, tựa hồ vậy truyền ra một tiếng như có như không trầm thấp tiếng gào, làm người ta rợn cả tóc gáy. Không được, nơi này ngọn lửa cấm chế, quá mãnh liệt, ta cũng không có thể hóa giải, trừ phi sư phụ ta Tô Mạch Hàn đích thân tới. Ngụy Dĩnh ánh mắt mang theo không biết làm sao cùng áy náy, nhìn về phía Diệp Thần nói. Nàng có thể cảm giác được, kiếp thiên chiến trường lửa trời cấm chế, đơn giản là nghịch thiên vậy hung mãnh, đã vượt ra khỏi thế giới hiện thật phạm vi, đó là xuất xứ từ chín thần thời đại hơi thở, bên trong hàm chứa so cổ xưa còn muốn cổ xưa lực lượng. Diệp Thần nhẹ nắm trước Ngụy Dĩnh tay, xem nàng có bị thương không, ánh mắt vừa nhìn về phía trên vòng bảo vệ ngọn lửa hơi thở. Những ngày đó năng lượng hỏa cấm chế, không có một chút suy nhược hình dáng, Ngụy Dĩnh hiển nhiên là thất bại. Ta đi thử một chút. Kỷ Tư Thanh con người đông lại một cái, bước ra một bước. Diệp Thần gật đầu, quay lại nắm Kỷ Tư Thanh tay, đem trong cơ thể luân hồi linh khí, rót vận chuyển qua. Ngụy Dĩnh đã thất bại, hiện tại Diệp Thần chỉ có thể là đem hy vọng, ký thác vào Kỷ Tư Thanh trên mình. Kỷ Tư Thanh là hỏa thần truyền nhân. Nàng có lẽ có thể phá vỡ nơi này cấm chế. Lấy hỏa thần tên, mở. Kỷ Tư Thanh mảnh khảnh bàn tay, dâng trào ra lửa cháy bừng bừng, ấn vào vòng bảo hộ kia phía trên. Lệ. Ở sau lưng nàng, mãnh liệt phượng hoàng lửa phóng lên cao, ngọn lửa khí tượng bốc hơi lên, sáng đẹp nguy nga. Mạnh mẽ ngọn lửa năng lượng, cũng là từ Kỷ Tư Thanh trên tay cuồng trào ra, phát ra một hồi tiếng vang to lớn. Lại là để cho được kiếp thiên chiến trường cấm chế vòng bảo vệ, dần dần rạn nứt. Bên trong chiến trường mặt, những cái kia tứ ngược thiên năng lượng hỏa, cũng là đổi được ngoan ngoãn xuống. Có hiệu quả. Diệp Thần thấy một màn này, nội tâm đại hỉ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Là ai, lại dám ăn cắp hỏa thần chí tôn lực lượng? Vừa lúc đó, chiến trường bên trong, nhưng truyền ra một đạo tức giận, chấn động. Tràn đầy sát ý thanh âm. Chỉ gặp một đạo chiến hồn bóng người, từ núi thây biển máu bên trong bốc hơi lên ra, chừng trăm trượng cao, nguy nga uy mãnh, cả người tràn đầy chiến thần vậy sát khí, đôi mắt như vậy lửa trời cháy, trong tay cố chấp một chuôi trường kích. Lại là trong truyền thuyết kiếp thiên chiến đế. Kiếp thiên chiến đế đã sớm chết, nhưng ý chí bất diệt, đây là kiếp thiên chiến đế chiến hồn. Cuồng bạo, hung ác, nổ chiến hồn ý niệm. Hòa lẫn lăn lăn lửa trời đợt khí, ùn ùn kéo đến hướng Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh ba người vọt tới, lại là không nói lời nào, muốn đem bọn họ giết chết. Không tốt. Diệp Thần mặt liền biến sắc, thật may hắn sớm có chuẩn bị, luân hồi huyết mạch vận chuyển, thả ra nguyện vọng thiên tinh. Ở luân hồi hơi thở bơm vào hạ, nguyện vọng thiên tinh thành luân hồi thiên tinh, không ngừng chuyển động, toát ra điều điều kim quang, đem vậy bạo dũng mà đến chiến ý cùng sóng lửa, toàn bộ ngăn trở. Tội nữ, người ăn cắp hỏa thần chí tôn lực lượng. Kiếp thiên chiến đế chiến hồn, tức giận gầm hét lên, một đôi màu đỏ thẫm con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Kỷ Tư Thanh, tràn đầy căm hận và khó tin thần sắc. Kỷ Tư Thanh nói, ta chính là hỏa thần thiên tôn Tô Nghê Thường truyền nhân, ngươi vừa là hỏa thần canh phòng, nên làm thuận theo tại ta. Ngay lúc nói chuyện, Kỷ Tư Thanh cả người linh khí nổ, ở sau lưng nổi lên một tôn tuyệt đại thần minh bóng người. Đó là hỏa thần thiên tôn Tô Nghê Thường bóng người. Nhưng mà, kiếp thiên chiến đế thấy Tô Nghê Thường bóng người, nhưng không có nửa điểm thuận theo ý, ngược lại càng tức giận hơn, cặp mắt phun lửa, lại tràn đầy tuyệt vọng, hét lớn. Ngươi hại chết hỏa thần chí tôn, ngươi cái này tội nữ, ngươi ăn cắp hỏa thần đạo thống. Dứt lời, kiếp thiên chiến đế trường kích phung lên, thần quang kinh thiên, giống như chư thiên thần minh ngâm sướng, ầm ầm tiếng sấm nổ ầm, điếc tai nhức óc. Hắn điên cuồng muốn chết, cũng không thừa nhận Kỷ Tư Thanh, hắn chỉ sùng bái hỏa thần. Kỷ Tư Thanh mắt đẹp run lên,
lại không nghĩ rằng cái này kiếp thiên chiến đế, lại có thể hoàn toàn không đồng ý nàng tồn tại. Diệp thần sắc mặt cũng là trầm xuống, kiếp thiên chiến đế, chính là từ chín thần thời đại, còn sống sót cường giả, cho dù hôm nay chỉ còn lại chiến hồn, nhưng uy thế như cũ kinh thiên, hám tuyệt vũ trụ. Long đấu chi thương, mắt xem kiếp thiên chiến đế trường kích giết tới, diệp thần chợt quát, sau lưng bảo quang sáng chói, rực cháy hà nhô lên, nham thổ khí tức nổ, long ngâm kinh thiên, hóa thành một cán long đấu chi thương. Phịch, cướp thiên trường kích, long đấu chi thương, mãnh liệt va chạm, đem cái này phiến bầu trời, đều là đánh được nổ tung. Diệp thần như hoàng kim chiến thần, cả người nham đất kim quang lóng lánh, long khí bốc hơi lên. Nhưng, đối mặt kiếp thiên chiến đế, hắn nhưng là cảm thấy vô biên áp lực. Cái này một tí va chạm, hắn cơ hồ muốn hộc máu. Cái này kiếp thiên chiến đế, quá mạnh mẽ, cho dù chỉ là chiến hồn, cũng là diệp thần khó khăn so đối kháng tồn tại. Ngươi phải, luân hồi chi chủ. Ngươi phải dùng chín thần hài cốt, đúc ngươi luân hồi thiên đường sao? Không, ta không đồng ý. Kiếp thiên chiến đế nhìn chằm chằm diệp thần, lửa giận ngút trời, đằng đằng sát khí, cũng là một kích cuồng quét tới. Không ổn, đi. Diệp thần quyết định thật nhanh, lập tức mở ra tự do rực. Gió bão cuốn lên, mang Ngụy Dĩnh và Kỳ Tư Thanh, phi độn đi. Cái này kiếp thiên chiến đế, thật là quá mạnh mẽ, diệp thần hoàn toàn không phải là đối thủ. Kiếp thiên chiến đế điên cuồng hét lên, muốn đuổi theo, nhưng tựa hồ chiến hồn bị chiến trường mạch hạn chế, cũng không thể đuổi theo ra quá xa. Hắn không cam lòng, tuyệt vọng, tự trách, quỳ xuống đất kêu to, ngửa mặt lên trời gầm thét, đau khổ tột cùng, làm người ta rung động. Kỳ Tư Thanh xa xa thấy một màn kia, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Không nghi ngờ chút nào, kiếp thiên chiến đế đối hỏa thần thiên tôn tín ngưỡng, tuyệt đối là thành kính nóng bỏng, chưa từng chút nào dao động. Nhưng rất đáng tiếc, hắn cũng không đồng ý Kỳ Tư Thanh. Diệp thần, làm thế nào? Kỳ Tư Thanh vậy không có chủ ý. Ngụy Dĩnh nói, tình hình bây giờ, chỉ có mời sư phụ ta Tô Mạch Hàn rời núi, sư phụ ta tinh thông băng hàn nói pháp. Nàng tất có thể trấn áp vậy kiếp thiên chiến đế chiến hồn. Diệp thần chau mày, trong lòng thoáng qua vô số ý niệm. Trầm ngâm một phen sau đó, Diệp thần khẽ cắn răng, nói, Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, các ngươi về trước doanh trại bên kia, và Tiểu Thanh cùng nhau đợi ta trở lại, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngụy Dĩnh ôn nhu nói, đi kêu ta sư phụ đi, chỉ cần nàng chịu ra tay, hết thảy vấn đề, cũng có thể giải quyết dễ dàng. Diệp thần gật đầu một cái. Sau đó liền để cho hai cô gái lưu lại, mình trước trở lại tinh nguyệt giới. Ngụy Dĩnh và Kỳ Tư Thanh, trở lại trong doanh địa mặt, và Tiểu Thanh chung nhau ngăn địch. Diệp thần trở về lại tinh nguyệt giới bên trong, tìm được Nhâm Phi Phàm. Nhưng gặp cụm núi đỉnh, Nhâm Phi Phàm và một cái cô gái tóc trắng, chính tại đối tượng tụ uống rượu. Nhâm tiền bối, Tô Mạch Hàn tiền bối. Diệp thần ngẩn ngơ, nhưng gặp vậy cô gái tóc trắng. Chính là Nhâm Phi Phàm hồng nhan chi kỷ, Tô Mạch Hàn. Ngươi trở về, có phải hay không không quá thuận lợi? Nhâm Phi Phàm quay đầu nhìn Diệp Thần, trong mắt trong veo, như thấy rõ. Ừ, Diệp Thần xấu hổ gật đầu. Nhâm Phi Phàm cười một tiếng, tựa hồ đã dòm ngó thấy tất cả nhân quả, nâng ly hướng Tô Mạch Hàn nói, Mạch Hàn, kiếp thiên chiến trường lửa trời cấm chế, ngươi nhưng có phương pháp phá giải. Tô Mạch Hàn mảnh khảnh bàn tay. Vậy cầm ly rượu lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu, nói, Phi Phàm, lúc đầu ngươi kêu ta tới đây, là vì giúp cái này đứa nhỏ. Nhâm Phi Phàm gật gật đầu nói, thiên quân phong thần bia vạn phần chân quý, nếu như có thể đoạt vào tay, vậy thì không thể tốt hơn nữa, hôm nay kiếm môn và vạn khư, cũng bận bịu được bể đầu sứt chán, không cách nào phân tâm, chính là chúng ta cướp được cơ hội. Trước đó Thái Thượng Công Đức chiến bên trong, Quy Trần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, đều là trọng thương ngã gục. Đoạn thời gian này, kiếm môn và vạn khư, đều bận rộn cứu bọn họ, căn bản không cách nào phân tâm, cùng Diệp thần cướp đoạt thiên quân phong thần bia. Tô Mạch Hàn cười nói, chỉ sợ vậy thiên quân phong thần bia, không phải các ngươi có thể chấm mút. Hôm nay thiên quân phong thần bia, linh khí so với trước kia, không biết tăng vọt nhiều ít gấp vạn lần, muốn thu phục, cực kỳ khó khăn. Nhâm Phi Phàm ánh mắt rơi vào Diệp thần trên mình. Thở dài một cái, hướng Tô Mạch Hàn nói, thằng nhóc này muốn cướp lấy, chúng ta những thứ này làm tiền bối, tự nhiên muốn giúp hắn một chút. Tô Mạch Hàn trầm ngâm một hồi, nói ta không tiện ra tay, vậy kiếp thiên chiến trường,
sau lưng có chín thần thời đại nhân quả, ngươi và ta cũng không tiện dính, nếu bị tầng thứ cao hơn lực lượng để mắt tới, cái mất nhiều hơn cái được. Ta biết thế gian có một ly băng vân cổ đèn, có lẽ có thể giúp Diệp thần tiến vào chiến trường. Nhâm Phi Phàm nhướng mày một cái, nói, băng vân cổ đèn. Pháp bảo này, hình như là ở đạo đức thiên tôn trong tay. Nhâm Phi Phàm cũng nghe qua băng vân cổ đèn, truyền thuyết là băng thần thiên tôn đã từng sử dụng qua pháp bảo, chính là băng thần tổ khí, trước mắt do Tử Hoàng Tiên Cung cất giấu, ở đạo đức thiên tôn trong tay. Băng vân cổ đèn có đậm đà khí lạnh, đủ để hóa giải kiếp thiên chiến trường lửa trời hơi thở. Nếu như Diệp thần có thể có được nói, có lẽ có thể ung dung tiến vào chiến trường. Nhưng, cái này ly băng vân cổ đèn, nhưng ở đạo đức thiên tôn trong tay. Tô Mạch Hàn nói, đúng vậy, người muốn băng vân cổ đèn mà nói, vậy chỉ có đi hỏi đạo đức thiên tôn mượn. Nhâm Phi Phàm nói, người xác định băng vân cổ đèn hữu hiệu. Tô Mạch Hàn nhưng vậy không có đem lời nói đầy, nói chắc có hiệu quả đi, tuy nói năm tháng bể dâu, băng vân cổ đèn uy năng, đã kém hơn đỉnh cấp thời điểm, nhưng muốn hóa giải kiếp thiên chiến trường ngọn lửa lệ khí, muốn đến vẫn là dư sức có thừa. Nhâm Phi Phàm trầm ngâm một hồi, hướng Diệp thần nói, thằng nhóc. Chúng ta đi Tử Hoàng Tiên Cung một chuyến đi. Diệp thần cả kinh, nói, Nhâm tiền bối, người muốn hỏi đạo đức thiên tôn mượn bảo. Diệp thần và đạo đức thiên tôn tới giữa, ngăn cách hiểm khích không nhỏ. Ban đầu, Diệp thần mang đi thần hy thiên kiếm, coi như là hoàn toàn đem đạo đức thiên tôn chọc giận. Hiện tại đi hỏi hắn mượn bảo, hắn chưa chắc sẽ mượn. Đi thôi, ta mở miệng, người không cần lên tiếng. Nhâm Phi Phàm ngược lại cũng quả quyết. Cũng không nói nhảm cái gì, tay áo bào một quyển, liền biến dạng hư không, trực tiếp mang Diệp thần, đi Tử Hoàng Tiên Cung Sơn Môn, đi gặp đạo đức thiên tôn. Trùng Dương chân nhân và Đa Bảo Thiên Quân, thấy Nhâm Phi Phàm tới, đều là kinh hãi. Hai người cũng không dám thở ơ, dẫn Nhâm Phi Phàm, gặp mặt đạo đức thiên tôn. Đa Bảo Thiên Quân trong ánh mắt, phủ đầy che lấp, nhìn về Diệp thần ánh mắt, cũng là mang một chút hung ác. Nhưng, ở Nhâm Phi Phàm trước mặt, hắn dĩ nhiên là không dám có đinh điểm dị động. Tử Hoàng Sơn Môn Đại Điện, cây đàn hương lượn lờ. Đạo đức thiên tôn đang ngồi ngay ngắn ở một cái bồ đoàn trên, thấy Nhâm Phi Phàm và Diệp thần tới, trầm giọng kêu lên, Nhâm huynh, vẫn khỏe chứ? Hắn chỉ hướng Nhâm Phi Phàm chào hỏi, hoàn toàn không thấy Diệp thần. Nhâm Phi Phàm chắp tay, Diệp thần vậy khom người thi lễ, nói, gặp qua đạo đức thiên tôn tiền bối. Đạo đức thiên tôn chỉ làm Diệp thần là không khí, hoàn toàn không có nửa điểm đáp lại, ánh mắt chỉ rơi vào Nhâm Phi Phàm trên mình. Diệp thần hết sức khó xử. Người muốn đến mượn băng vân cổ đèn sao? Đạo đức thiên tôn nhìn Nhâm Phi Phàm, ánh mắt như đuốc, tựa hồ đã biết được hết thảy. Nhâm Phi Phàm bình tĩnh nói, ừ. Đạo đức thiên tôn ánh mắt híp lại, nói, người tiền đặt cuộc là cái gì? Nhâm Phi Phàm tựa hồ vậy nắm trong tay hết thảy. Biết rõ tất cả nhân quả, nói ta có thể ra tay, vì ngươi giải quyết tử thần giáo đoàn một cái cao tầng. Đạo đức thiên tôn nga một tiếng. Nhâm Phi Phàm nói, hắc ám rối loạn sắp tới, ta suy tính đến tử thần giáo đoàn, sắp có một vị cao thủ hạ xuống, chính là xếp hạng thứ 9 tiệc hộ pháp, biệt hiệu không mặt người. Nếu như ngươi chịu cầm băng vân cổ đèn cho ta mượn, ta có thể ra tay, giúp ngươi giết chết không mặt người. Đạo đức thiên tôn khẽ mỉm cười nói. Nhâm huynh chịu ra tay, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa, ngươi thực lực long trời lở đất, dõi mắt toàn bộ thế giới hiện thật, ngươi dám nói thứ hai, không ai dám gọi thứ nhất. Nhưng rất đáng tiếc, cái này ly băng vân cổ đèn, ta đã đáp ứng Vũ Hoàng cổ đế, muốn cho hắn mượn, ngươi tới trễ. Nhâm Phi Phàm ánh mắt run lên, nói, Vũ Hoàng cổ đế muốn mượn đèn. Đạo đức thiên tôn nói, đúng vậy, Vũ Hoàng cổ đế vì cứu hắn nghĩa nữ. Đã đem Lâm gia lão tổ rừng khiếu không giết, cũng dùng rừng khiếu không máu tươi, thành công cứu sống hắn nghĩa nữ. Nhưng tiếc là, hắn nghĩa nữ Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, thương thế quá nặng, coi như sống lại, vậy rất là yếu ớt. Hắn muốn cầm ta băng vân cổ đèn, khôi phục Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nguyên khí, ta cũng đã đáp ứng, ngày mai chính là giao dịch ngày. Diệp thần nghe đạo đức thiên tôn mà nói, một hồi chấn động, trong đầu nghĩ, Lâm gia lão tổ chết. Cái này Vũ Hoàng cổ đế, thật là tàn bạo. Hắn biết Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trọng thương ngã gục, Vũ Hoàng cổ đế quả quyết sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vũ Hoàng cổ đế lại có lớn như vậy quyết đoán,
trực tiếp giết chết Lâm gia lão tổ rừng khiếu không, dùng rừng khiếu không máu tươi, hồi phục Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Giá phải trả này, không khỏi quá khổng lồ. Vũ Hoàng cổ đế bỏ ra giá lớn như vậy, vậy ma tổ vô thiên bên kia, muốn hồi phục quy trần, lại phải bỏ ra hơn giá thật lớn. Nhâm Phi Phàm sắc mặt hơi thay đổi, nói, đạo đức thiên tôn, Vũ Hoàng cổ đế cay nghiệt thiếu tình cảm, nói không giữ lời, người cùng hắn giao dịch, có thể tin được. Đạo đức thiên tôn mỉm cười nói, tin không tin được khác nói, chỉ ít, Vũ Hoàng cổ đế sẽ không cưỡng bách ta ra tay, ép ta rời đi thế giới hiện thật. Nói xong, đạo đức thiên tôn bàn tay mở ra, một ly băng sương mù lượn quanh cổ đèn, ở hắn lòng bàn tay xuất hiện. Đó chính là băng vân cổ đèn. Hắn triển lộ ra băng vân cổ đèn, sau đó lại thu vào, khóe miệng từ đầu đến cuối mang nụ cười. Hắn tình nguyện đem băng vân cổ đèn, cho mượn Vũ Hoàng cổ đế, cũng không cho mượn Nhâm Phi Phàm và Diệp Thần. Nhâm Phi Phàm nghe được đạo đức thiên tôn trong lời nói có hàm ý, cũng biết ngày hôm nay muốn mượn đèn, đó là tuyệt không khả năng. Đạo đức thiên tôn, là chúng ta quấy rầy, đã như vậy, vậy chúng ta cáo từ trước. Nhâm Phi Phàm cũng không nói nhảm, hướng Diệp Thần nháy mắt, trực tiếp xoay người rời đi. Nhâm huynh đi thong thả. Đạo đức thiên tôn cười tủm tỉm nói. Diệp Thần gặp không có chút nào thu hoạch, trong lòng không biết làm sao. Nhâm Phi Phàm đột nhiên hỏi, người hối hận không? Diệp Thần nói, hối hận cái gì? Nhâm Phi Phàm nói, ban đầu chọc giận đạo đức thiên tôn, người hối hận không? Diệp Thần cơ hồ không có bất kỳ do dự, đáp không hối hận. Ban đầu quyết định mang đi thần hy thiên kiếm thời điểm, Diệp Thần liền dòm ngó gặp qua tương lai vô số điều thời gian tuyến, đem kiếm mang đi, ép đạo đức thiên tôn ra tay, ép hắn phi thăng, là tốt nhất lựa chọn. Nhâm Phi Phàm cười một tiếng, tựa hồ vậy rất hài lòng Diệp Thần trả lời, nói, tốt lắm, nếu đạo đức thiên tôn không chịu mượn đèn, ta lại nghĩ một chút biện pháp, nếu như không được, ta tự mình ra tay chính là. Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm vậy vô địch tự tin tư thái, nội tâm cũng là vui mừng. Hai người ra Tử Hoàng Tiên Cung Sơn Môn, nhưng gặp một cái phong tư diêm dúa lòe lòe quần đen cô gái, xông tới mặt. Chính là đệ nhị yêu cơ. Nhâm Phi Phàm tựa như có thầm ý cười một tiếng, nói các ngươi trò chuyện, ta đi về trước. Lập tức biến dạng hư không, đi trước trở lại tinh nguyệt giới. Yêu cơ cô nương. Diệp Thần nhìn đệ nhị yêu cơ, tâm thần hơi rung động. Đệ nhị yêu cơ quyến rũ cười một tí, kéo Diệp Thần, tiến vào bên cạnh trong một rừng cây nhỏ, đưa tay đem Diệp Thần đè ở một cây đại thụ trước, thân thể dán tới. Diệp Thần đã là hoàn toàn thói quen, thậm chí rất một cách tự nhiên, ôm eo của nàng. Đệ nhị yêu cơ cười khanh khách, rất hài lòng Diệp Thần động tác, mắt đẹp mê ly, nói. Đứa nhỏ, người muốn hỏi ta phụ thân mượn đèn sao? Diệp Thần nói nhưng tiếc là, người phụ thân muốn mượn cho Vũ Hoàng cổ đế, hắn đối với ta ý kiến không nhỏ. Đệ nhị yêu cơ cười nói, ta phụ thân ghi trong tim rất rộng lớn, cho tới bây giờ không tức giận, nhưng ngươi cứng rắn muốn buộc hắn buông tha mồi lửa, phi thăng không không, nhưng là xúc động hắn nghịch lân, hắn không giết ngươi cũng coi là tốt. Diệp Thần không biết làm sao, chỉ là cười khẽ. Đệ nhị yêu cơ nói, được rồi, ai kêu ta như thế thích ngươi đâu, ta cùng ta phụ thân thương lượng một tí, kêu hắn cầm băng vân cổ đèn cho ngươi mượn. Diệp Thần ánh mắt sáng lên. Nói, ngươi có biện pháp. Đệ nhị yêu cơ cười nói, phụ thân hiểu rõ nhất ta con gái này, chỉ cần ta mở miệng, hắn sẽ không cự tuyệt ta, ngươi về trước ta thôn trang bên trong, chờ ta tin tức tốt. Vừa nói liền tiến tới Diệp Thần bên tai, đụng một tí dái tai của hắn. Diệp Thần tâm thần hỗn loạn, lại là một hồi cao hứng. Nếu như đệ nhị yêu cơ có thể bắt được băng vân cổ đèn, hắn cũng không cần kêu Nhâm Phi Phàm mạo hiểm ra tay. Lập tức. Diệp Thần cùng gật đầu, sau đó liền trước một bước, trở lại Vạn Trong Hoa Trang, đệ nhị yêu cơ đi ngay gặp nàng phụ thân. Vạn Hoa Trang thị vệ, thấy Diệp Thần tới, đều là cung kính thi lễ, kêu lên, Diệp đại nhân. Diệp Thần gật đầu một cái, liền ở Sơn Trang trong phòng khách chờ. Ra Diệp Thần dự liệu, hắn một mực chờ đến đêm khuya, mới nhìn thấy đệ nhị yêu cơ trở về. Đệ nhị yêu cơ thần sắc có chút mệt mỏi, nhưng vừa nhìn thấy Diệp Thần. Lại tinh thần, lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, nói, đứa nhỏ, xin lỗi, để cho ngươi đợi lâu như vậy. Diệp Thần vội hỏi, như thế nào, yêu cơ cô nương, người phụ thân chịu đổi lời nói sao? Đệ nhị yêu cơ hì hì cười một tiếng,
tay lộn một cái, sử dụng một kiện pháp bảo, chính là băng vân cổ đèn. Ta nói hết rồi, ta phụ thân hiểu rõ nhất ta mở miệng, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt ta. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, đi qua ôm lấy đệ nhị yêu cơ, hôn nàng một cái, nói, đa tạ ngươi, yêu cơ. Lần này hắn không gọi cô nương, mà là trực tiếp gọi tên chữ, là thân cận ý. Đệ nhị yêu cơ đem băng vân cổ đèn, nhét vào Diệp Thần trong tay, nói, tốt lắm, cầm đi, ngươi đi mau, nếu không ta sợ Vũ Hoàng cổ đế sẽ đến cướp. Diệp Thần gặp đệ nhị yêu cơ thần sắc vội vã, tư thái giọng cũng không có trước kia vậy cổ diêm rúa lòe loẹ mị hoặc hình dáng, không khỏi có chút kỳ quái. Nhưng Hạo Thiên vực bên kia, tùy thời đều có thể có kinh thiên đại biến, Diệp Thần vậy không tiện ở lâu, lập tức nhẹ nhàng sờ một tí đệ nhị yêu cơ gò má, nói, ừ, vậy ta đi trước. Lập tức, Diệp Thần tạm biệt đệ nhị yêu cơ, hướng Nhâm Phi Phàm truyền thanh, nói đã lấy được rồi băng vân cổ đèn, sau đó liền lợi dụng truyền tống ngọc phù, trực tiếp truyền tống hồi Hạo Thiên vực. Ở Diệp Thần sau khi đi, đệ nhị yêu cơ thần sắc nhưng là vô cùng ngưng trọng hình dáng, lo lắng. Chỉ chốc lát sau, vạn hoa trang bên ngoài, sấm sét vang động, tiên khí lăn lăn. Chỉ gặp một cái ông già, từ trên trời hạ xuống, chính là Đạo Đức Thiên Tôn. Trùng Dương Chân Nhân và Đa Bảo Thiên Quân, đi theo ở Đạo Đức Thiên Tôn chừng. Vạn hoa trang thị vệ, thấy Đạo Đức Thiên Tôn tới, kinh hãi được rối rít quỳ xuống đất cúi phục. Đạo Đức Thiên Tôn gương mặt mang tức giận, sải bước xông vào sơn trang bên trong. Đệ nhị yêu cơ ra nghênh tiếp, có chút tay chân luống cuống nói, phụ thân. Đạo Đức Thiên Tôn trầm giọng nói, yêu cơ, băng vân cổ đèn đâu? Ngươi nói cầm tới vui đùa một chút, làm sao xoay người liền không thấy người? Băng vân cổ đèn đi nơi nào? Đệ nhị yêu cơ cúi đầu yên lặng, không nói gì. Đạo Đức Thiên Tôn gương mặt vặn vẹo, nói, ngươi đưa cho Diệp Thần, có phải hay không? Đệ nhị yêu cơ hai tay nắm chéo quần, vẫn là không có nói chuyện. Chỉ là sắc mặt có chút bạc màu. Chí nhớ tới nay, đây là Đạo Đức Thiên Tôn, lần đầu tiên đối nàng tức giận. Đạo Đức Thiên Tôn cặp mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nói, ngày mai Vũ Hoàng cổ đế tới cùng ta giao dịch, người đem đồ vật trộm đi, ta ngày mai lấy cái gì cho người ta. Đa Bảo Thiên Quân nói, trưởng giáo đại nhân, bớt giận, thân thể muốn chặt. Đạo Đức Thiên Tôn cắn răng nghiến lợi, phẩy tay áo một cái bào, nói, mang nàng tới vách núi hối lỗi. Để cho nàng thật tốt đối diện tường tự kiểm điểm. Nói xong liền xoay người rời đi. Đa Bảo Thiên Quân trong mắt lướt qua một chút âm hiểm, cười nhìn đệ nhị yêu cơ, nói tiểu thư, đắc tội. Một bên Trùng Dương Chân Nhân, cũng là thở dài một tiếng. Lúc này Diệp Thần, cũng không biết đệ nhị yêu cơ biến cố. Hắn thuận lợi trở lại Hạo Thiên vực bên trong, dưới bóng đêm, gặp khói lửa đã tạm thời lắng xuống, không có gì kinh biến, tâm thần thoáng ổn định. Trở lại tổ thần giáo doanh trại bên trong, Tiểu Thanh, Ngụy Dĩnh, Kỳ Tư Thanh, Cổ Thanh Đình, Tô Dung đều là bình yên vô sự, Thanh Hoa bà nguyên khí vậy khôi phục rất nhiều. Tổ thần giáo các võ giả, ở doanh trại bốn phía đề phòng. Cái này phiến doanh trại, có Diệp Thần nắng ban mai gió bảo vệ, trước mắt còn không có bị địch nhân phát hiện. Diệp Thần ca ca, người trở về. Tiểu Thanh thấy Diệp Thần trở về, trong lòng vui mừng. Ngụy Dĩnh và Kỳ Tư Thanh cũng lên trước nghênh đón. Thế nào, sư phụ ta chịu rời núi sao? Ngụy Dĩnh nắm Diệp Thần tay, nhẹ giọng hỏi. Vậy phiến kiếp thiên chiến trường, chân thực quá mức nguy hiểm, lửa trời lệ khí mãnh liệt. Ở Ngụy Dĩnh trong lòng, có lẽ chỉ có mời Tô Mạch Hàn rời núi, mới khá lấy cực mạnh băng hàn nói pháp, chế trụ vậy chiến trường lửa trời hơi thở. Tô Mạch Hàn tiền bối bất tiện ra tay, nhưng ta lấy được rồi cái này. Diệp Thần cười một tiếng, liền sử dụng băng vân cổ đèn. Dưới bóng đêm, chỉ gặp vậy một ly băng vân cổ đèn, lộ ra xương màu trắng chói lọi, dịch thấu trong suốt như ngọc, tinh xảo được phảng phất là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tất cả người thấy cái này ly băng vân cổ đèn, nội tâm đều là một phiến yên lặng, phảng phất là mộc xương tắm rửa tuyết. Cái này ly cổ đèn, là băng thần tổ khí. Tô Dung mắt đẹp chớp mắt, tựa hồ nhìn thấu băng vân cổ đèn lai lịch. Lại nói, có cái này ly cổ đèn che chở, người có lẽ có thể ung dung tiến vào kiếp thiên chiến trường. Còn đang nghỉ ngơi Thanh Hoa bà, ho khan hai tiếng, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, nếu như ngươi có thể đi vào chiến trường, vậy thì mau sớm mang đi Thiên Quân Phong Thần Bia đi. Cái này Thiên Quân Phong Thần Bia,
giữ lại cũng là gieo họa, ngươi xem hôm nay, Hạo Thiên vực khói lửa nội loạn, gieo họa không phải là tới sao? À, ở nàng trong lòng, từ đầu đến cuối cảm thấy tổ thần giáo đức không xứng vị, không lại có thiên quân phong thần bia. Chỉ có Diệp Thần, mới có tư cách chấp trưởng. Diệp Thần cùng gật đầu, nói, ừ, bà, ta sẽ hết sức. Hiện tại có băng vân cổ đèn, liền có thể tiến vào chiến trường. Trong truyền thuyết thiên quân phong thần bia, cũng là xúc tu có thể đụng. Hết thảy cũng dị thường thuận lợi. Ở doanh trại bên trong, Diệp Thần nghỉ ngơi một đêm, đến được sáng sớm ngày thứ hai, chính là một mình lên đường, đi kiếp thiên chiến trường. Diệp Thần sử dụng băng vân cổ đèn, linh khí bơm vào đi vào. Băng vân cổ đèn trôi lơ lửng ở Diệp Thần bên người, chậm rãi chuyển động, thả ra tí ti lũ lũ hàn sương hơi thở, vần quanh ở Diệp Thần thân thể. Diệp Thần cảm thấy một phiến lạnh ý, nhưng không có khó chịu, ngược lại có chút thoải mái. Hắn dần dần đến gần kiếp thiên chiến trường, vậy phiến chiến trường gào thét gầm thét ngọn lửa hơi thở, không ngừng dâng trào tới. Nhưng lần này, Diệp Thần có băng vân cổ đèn bảo vệ, cũng chưa có bị bất kỳ tổn thương. Thậm chí, làm hắn dè đặt, đi tới bên chiến trường duyên thời điểm, cũng không có kích hoạt cấm chế, vậy không làm kinh động vậy kiếp thiên chiến đế chiến hồn. Rất tốt, cái này băng vân cổ đèn, quả nhiên có hiệu quả. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, lặng lẽ bước vào chiến trường bên trong. Ở băng vân cổ đèn dưới sự che chở, hắn dễ dàng, liền xuyên qua chiến trường vòng bảo vệ, chung quanh tất cả thiên năng lượng hỏa, ngọn lửa lệ khí, cũng không có tổn hại đến hắn. Tiến vào chiến trường sau đó, Diệp Thần trước tránh chung một chỗ núi đá phía sau, cẩn thận cảm ứng bốn phía hơi thở. Bốn phía hết thảy bình tĩnh, không có bất kỳ thay đổi. Diệp Thần thoáng an tâm, chính là cẩn thận bắt. Rất nhanh, hắn ngay tại chiến trường bên trong, bắt được một đạo khủng bố mênh mông hơi thở. Đó chính là thiên quân phong thần bia hơi thở. Thiên quân phong thần bia, ở chiến trường chỗ sâu, yên tĩnh lơ lửng. Nhưng, trừ thiên quân phong thần bia bên ngoài, Diệp Thần cũng không có bắt được cái khác đặc thù hơi thở. Tổ thần lệnh ở nơi nào? Diệp Thần nhướng mày một cái, cẩn thận cảm ứng dưới, vậy không phát hiện tổ thần lệnh hơi thở. Vậy tổ thần lệnh, hàm chứa viễn cổ tổ thần vương chí tôn ý chí. Tô Dòng kêu hắn tìm, nếu như có thể tìm được nói, liền có thể ung dung trấn áp Dương Chu Tiên, thậm chí trấn áp Hồng Xuân Thu. Nhưng mà, Diệp Thần thần thức, quét tìm toàn bộ kiếp thiên chiến trường, cũng không có phát hiện tổ thần lệnh rơi xuống. Năm tháng bể dâu, khối kia tổ thần lệnh, có thể đã thất lạc, thậm chí là mài mòn hủy xấu xa. Diệp Thần nghĩ thầm, lại cẩn thận quét tìm một phen, vẫn không có kết quả. Không biết làm sao, Diệp Thần cũng chỉ tốt tạm thời buông tha. Hiện tại trọng yếu nhất, dĩ nhiên là cướp lấy thiên quân phong thần bia. Mượn băng vân cổ đèn khí lạnh che giấu, Diệp Thần cũng không có bị kiếp thiên chiến đế chiến hồn phát hiện. Hắn phong tỏa thiên quân phong thần bia hơi thở, dè đặt đi về phía trước. Cái này phiến kiếp thiên chiến trường, khắp nơi đều là tiên máu và lửa diễm khí tượng, mặt đất chảy máu thành biển, như vậy nham thạch nóng chảy, biển máu bên trong cất giấu rất nhiều xương trắng ma vật. Thật may, Diệp Thần ở băng vân cổ đèn che giấu hạ, cũng không có gặp phải những cái kia ma vật công kích. Một đường đi tới trước, Diệp Thần bước chân, rất nhanh bị một tòa núi xương ngăn lại. Chỗ ngọn núi xương này, to lớn nguy nga, thảm thiết uy nghiêm, là ngày xưa kiếp thiên chiến đế hải cốt biến thành. Muốn đi cướp lấy thiên quân phong thần bia mà nói, trước hết vượt qua chỗ ngọn núi xương này. Diệp Thần hít sâu một hơi, hoàn toàn thu liễm hơi thở, thậm chí ăn mấy viên chân quý giấu tức đan dược, mượn nữa trước băng vân cổ đèn che giấu, lặng lẽ bước vào núi xương bên trong. Hắn là sợ bị kiếp thiên chiến đế phát hiện. Vậy kiếp thiên chiến đế, mặc dù chỉ còn lại một đạo chiến hồn, nhưng khí thế uy nghiêm, vẫn là lay trời động địa. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần cũng không muốn trêu chọc kiếp thiên chiến đế. Tiến vào núi xương chỗ sâu, ở một phiến bộ xương to lớn dưới, âm phong gào khóc, chiến ý dâng trào. Vô số chiến ý, hội tụ thành một đạo chiến hồn bóng người, mênh mông như quân vương bá chủ, quan sát Diệp Thần. Thanh âm nặng hồn kêu lên, ồ, ngươi là người phương nào? Xuất hiện trước mắt chiến hồn, để cho Diệp Thần lấy làm kinh hãi, còn lấy là bị kiếp thiên chiến đế phát hiện. Nhưng cẩn thận vừa thấy, cái này đạo chiến hồn, cũng không phải là kiếp thiên chiến đế, mà là một cái thầy tế ăn mặc ông già nua trong tròng mắt, tràn đầy vẻ uy nghiêm,
khi còn sống hiển nhiên là thân cư địa vị cao. Ta ở trên mình ngươi, bắt được tổ thần võ điển võ đạo hơi thở. Ngươi là tổ thần giáo đệ tử. Nhưng cái này không thể nào, đệ tử bình thường, lại làm sao có thể đi tới nơi này. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ông già ánh mắt như đuốc, lớn tiếng tra hỏi. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, đề phòng, lại không có trả lời. Vậy ông già gặp Diệp thần không có trả lời, còn lấy là hắn bị mình khí thế hù dọa, ha ha cười một tiếng, nói thôi, ta là tổ thần giáo đệ nhất thầy tế Huyền Ngộ Bản, là tổ thần vương chí tôn người làm, lấy tổ thần vương mệnh lệnh, ta cần ngươi thân xác, cung phụng ta đi. Nói xong, cái này kêu Huyền Ngộ vốn ông già, trực tiếp bay tấn công tới, chiến hồn chui vào Diệp thần trong thân thể, chỉ muốn đoạt xác. Ngươi dám? Diệp thần ánh mắt run lên, luân hồi thánh hồn thiên lập tức phát động, cả người kim quang nổ. À! Huyền Ngộ Bản phát ra một tiếng hét thảm, chiến hồn từ Diệp thần trong cơ thể chui ra. Nguyên cái chiến hồn thân thể, đều là suy suy vang dội, toát ra khói trắng, thật giống như gặp phải đáng sợ đánh vào cùng ăn mòn. Hắn vạn phần hoảng sợ nhìn Diệp thần, lại cũng không có mới vừa kiêu ngạo cùng trầm ổn, tê thanh khiếu đạo. Luân hồi thánh hồn thiên. Ngươi là luân hồi chi chủ. Diệp thần hừ một tiếng, cũng không nói nhảm, bàn tay vung ra, thúc giục phệ hồn châu lực lượng, liền muốn đem điều này ông già, trực tiếp chiếm đoạt giết chết. Mặc dù đều là chiến hồn, nhưng Huyền Ngộ vốn lực lượng, cùng kiếp thiên chiến đế so sánh, kém được quá xa. Nếu như đối mặt kiếp thiên chiến đế, Diệp thần có thể phải kiêng kỵ vạn phần. Nhưng đối phó với cái này Huyền Ngộ Bản, trong nháy mắt liền có thể trong nháy mắt giết. Đừng chiếm đoạt ta, đừng chiếm đoạt ta. Huyền Ngộ Bản hoàn toàn luống cuống, đạo tâm bể tan tành, tại chỗ cho Diệp thần quỳ xuống, run lẩy bẩy. Vĩ đại luân hồi chi chủ, ngươi là trời vạn vật chí cao nắm giữ, cầu ngươi tha ta một mạng, đừng chiếm đoạt ta. Ngươi hạ xuống nơi đây, là muốn thiên quân phong thần bia chứ? Ta có thể cống hiến. Diệp thần nghe được Huyền Ngộ Bản mà nói. Bàn tay dừng lại ở đỉnh đầu hắn trên, ánh mắt hơi chớp động. Kiếp thiên chiến trường khắp nơi đều là thần bí cùng nguy hiểm, nếu như có người có thể dẫn đường giải thích nghi hoặc, vậy là chuyện tốt. Ha ha, đứng lên đi. Diệp thần cong ngón tay bắn ra, một đạo luân hồi thần mang, bắn tới Huyền Ngộ Bản trên trán, hóa thành một cái đóng dấu. Luân hồi đóng dấu chồng, Diệp thần trong nhất niệm, liền có thể đem Huyền Ngộ Bản tiêu diệt. Huyền Ngộ vốn không dám kháng cự. Ngoan ngoãn đón nhận Diệp thần đóng dấu, biểu thị thần phục, từ dưới đất đứng lên. Ngươi là tổ thần giáo người. Diệp thần hỏi. Đại nhân, ta là tổ thần giáo đệ nhất thầy tế. Năm đó, kiếp thiên chiến đế cùng yêu thần đại chiến, long trời lở đất, cơ hồ muốn phá hủy toàn bộ hạo thiên vực. Là ta lấy tổ thần lệnh làm chất dẫn, triệu hoán tổ thần vương chí tôn hạ xuống, bảo vệ được hạo thiên vực. Huyền Ngộ Bản cung kính trả lời. Yêu thần là ai? Diệp thần hỏi. Yêu thần, chính là đạo đức thiên tôn năm đó, phái xuống nghịch thiên cường giả, muốn chấn áp kiếp thiên chiến đế, nhưng cuối cùng bọn họ lưỡng bại câu thương, thân xác tan biến, cũng chỉ còn lại một món chiến hồn, bồng bềnh ở chỗ này. Huyền Ngộ Bản nói. Diệp thần trong lòng bừng tỉnh, lúc đầu năm đó đạo đức thiên tôn phái ra cường giả, chính là để cho yêu thần. Năm đó trận chiến ấy, ta triệu hoán tổ thần vương chí tôn hạ xuống. Vậy đã tiêu hao hết linh khí, thân xác chết, hóa thành cô hồn. Huyền Ngộ Bản nói, ngay lúc nói chuyện, bàn tay nhẹ nhàng thả ra từng luồng màu máu sương mù. Sương máu sôi trào, nhớ lại thiên cơ, biểu diễn ra ngày xưa đại chiến hình ảnh. Kiếp thiên chiến đế cùng yêu thần đại chiến, dung chuyển thiên địa vũ trụ, dâng trào kịch liệt. Toàn bộ hạo thiên vực, đều là mơ hồ sụp đổ. Cuối cùng, là Huyền Ngộ Bản cho gọi ra tổ thần vương. Bảo vệ được hạo thiên vực, mới để cho hạo thiên vực sinh linh, có thể sinh sôi đến nay. Lúc đầu ngươi là cái thế giới này người cứu độ. Diệp thần ánh mắt híp lại, nhìn về Huyền Ngộ Bản, đối hắn thái độ, cũng có nơi đổi cái nhìn. Huyền Ngộ Bản nghe Diệp thần khen ngợi, thụ sủng nhược kinh, xấu hổ không, nói, đại nhân quá khen, ta chỉ là sợ hạo thiên vực bể tan tành, ta tổ thần giáo không chỗ có thể đi thôi, phương thế giới này, là chúng ta tổ thần giáo duy nhất chỗ nương thân. Tuyệt không thể mất đi. Diệp thần gật gật đầu nói như vậy, tổ thần lệnh ở bên trong tay ngươi. Năm đó, Huyền Ngộ vốn lấy tổ thần lệnh làm chất dẫn, triệu hoán tổ thần vương hạ xuống.
vậy nói như thế tới, tổ thần lệnh rất có thể ngay tại trong tay hắn. Nếu quả thật như vậy, Diệp thần liền dễ dàng hơn, có thể ung dung bắt được tổ thần lệnh. Huyền Ngộ Bản lộ ra một chút thần sắc khó khăn, nói, đại nhân muốn tổ thần lệnh sao? Nhưng, cái này tổ thần lệnh, đã bị yêu thần nuốt. Diệp thần nói, bị yêu thần nuốt. Huyền Ngộ Bản xấu hổ nói, tiểu nhân tu vi nhỏ, năm đó thân xác chết sau đó, liền lại cũng bảo không quản được tổ thần lệnh, bị yêu thần nuốt trọn. Diệp thần nhướng mày một cái, nói cái này yêu thần, chiến hồn thực lực như thế nào? Huyền Ngộ Bản nói, yêu thần chết sau đó, chiến hồn vẫn duy trì lực lượng cường hãn, cùng kiếp thiên chiến đế kém không nhiều. Diệp thần vừa nghe, nhất thời cảm thấy khó giải quyết, nói, đây có thể phiền toái. Kiếp thiên chiến đế thực lực, Diệp thần là đích thân lãnh giáo qua, đó là long trời lở đất vậy mạnh mẽ. Cái này yêu thần, chiến hồn lực lượng cùng kiếp thiên chiến đế tương đương, đối Diệp thần mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức xấu. Hắn muốn tự yêu thần trong tay, đoạt lại tổ thần lệnh mà nói, sẽ là đặc biệt khó khăn. Huyền Ngộ Bản nói, đại nhân, người muốn tổ thần lệnh sao? Diệp thần nói, Huyền Ngộ Bản hơi hít một hơi khí lạnh, nói tê. Tổ thần lệnh ở yêu thần trong tay, đại nhân, lấy thực lực của chúng ta, sợ rằng không cách nào cùng yêu thần đối kháng. Nhắc tới yêu thần thời điểm, Huyền Ngộ Bản giọng bên trong, cũng là lộ ra sợ hãi kiêng kỵ thần sắc. Hiển nhiên vậy yêu thần thực lực, đặc biệt đáng sợ, coi như thân xác tan biến, hóa thành chiến hồn, cũng không phải hắn và Diệp thần có thể trêu chọc. Diệp thần trầm tư một hồi, vậy cảm thấy khó giải quyết. Xem ra Tô Dòng ủy thác, không cách nào hoàn thành. Thôi, người trước cùng ta đi cướp lấy Thiên Quân Phong Thần Bia, trên đường không việc gì hắc ám không rõ cạm bẫy chứ. Diệp thần nhìn Huyền Ngộ Bản nói, tổ thần lệnh không lấy được, hắn chỉ muốn đi cướp lấy Thiên Quân Phong Thần Bia. Nếu như có thể đạt được Thiên Quân Phong Thần Bia, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Huyền Ngộ Bản nghe được Diệp thần phải đi đoạt bia, sửng sốt một tí, sau đó cười khổ, nói, đại nhân, người muốn cướp lấy Thiên Quân Phong Thần Bia, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Diệp thần nói, làm sao? Huyền Ngộ Bản nói, vậy Thiên Quân Phong Thần Bia, thực cây ở ta Hạo Thiên Vực, đã có mấy chục ngàn năm, đã sớm và địa mạch hòa làm một thể. Ở Thiên Quân Phong Thần Bia vòng ngoài, có một tầng địa mạch cấm chế, mang theo tổ thần vương chí tôn ý chí, vô cùng là cường hãn. Người muốn lấy đi Thiên Quân Phong Thần Bia, cần trước phá vỡ tầng kia địa mạch cấm chế. Diệp thần nói, phá vỡ vậy địa mạch cấm chế, rất khó sao? Huyền Ngộ Bản cười khổ nói, đặc biệt khó khăn, tổ thần vương chí tôn ý chí, không thể trái gánh. Cưỡng ép phá cấm mà nói, ắt gặp thiên phạt, trừ phi. Diệp thần nói, trừ phi cái gì? Huyền Ngộ Bản nói, trừ phi là có thể lấy lại tổ thần lệnh, lấy tổ thần lệnh hơi thở, liền có thể ung dung đột phá cấm chế, lấy đi Thiên Quân Phong Thần Bia. Diệp thần nói, ngươi không phải nói, tổ thần lệnh ở yêu thần trong tay. Huyền Ngộ Bản cười khổ không thôi, nói, đúng vậy, nhưng chúng ta không đánh lại yêu thần, đại nhân, không bằng chúng ta trước hay là rời đi đi. Ta xem ngươi hơi thở, đã sắp tấn thăng đến thiên huyền cảnh. Chờ ngươi tấn thăng thiên huyền cảnh, trở lại đánh yêu thần, đến lúc đó thì ung dung hơn. Diệp thần bị giận cười, nói ta chính là vì đột phá thiên huyền cảnh. Mới đi tìm một chút Thiên Quân Phong Thần Bia, không có vậy thần bia, ta căn bản không có khả năng đột phá. Diệp thần võ đạo nội tình, chân thực quá hùng hồn, hắn muốn đột phá tấn thăng, so với người thường khó khăn gấp trăm ngàn lần. Hiện tại giống vậy thiên tài địa bảo, đối Diệp thần đã không có bất kỳ tăng lên tác dụng. Hắn muốn tấn thăng nói, chỉ có cướp lấy Thiên Quân Phong Thần Bia, đem mình tên chữ khắc lên. Huyền Ngộ Bản nghe được Diệp thần mà nói. Nhất thời lúng túng không thôi, cũng không biết như thế nào cho phải. Vậy yêu thần ở nơi nào? Diệp thần tỉnh táo lại, ánh mắt cũng là lướt qua một chút hàn mang. Huyền Ngộ Bản sợ hết hồn, nói, đại nhân, người muốn khiêu chiến yêu thần. Đây tuyệt đối không thể, người không phải yêu thần địch thủ. Diệp thần nói, thắng bại như thế nào, muốn đánh qua mới biết, mang ta đi tìm yêu thần đi. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp khác. Chỉ có khiêu chiến yêu thần, đoạt lại tổ thần lệnh, mới có lấy đi Thiên Quân Phong Thần Bia có thể. Yêu thần mạnh mẽ, Diệp thần tự nhiên cũng có nơi dự liệu, nhưng cái này cái giờ phút quan trọng, hắn đã không có đường lui. Huyền Ngộ Bản khủng hoảng,
quỳ xuống khuyên cầu đạo, đại nhân, tuyệt đối không thể. Ngươi chọn lựa chiến yêu thần, chỉ có một con đường chết. Trong cơ thể hắn, đã bị Diệp Thần gieo luân hồi đóng dấu. Nếu như Diệp Thần chiến bại bỏ mình, hắn vậy muốn đi theo mất đi, hắn tự nhiên chẳng muốn Diệp Thần xảy ra chuyện. Diệp Thần bình tĩnh nói, không cần nói, mang ta đi gặp yêu thần đi. Huyền Ngộ Bản gặp Diệp Thần thái độ kiên quyết, cắn răng, ra nua đục ngầu ánh mắt chuyển động mấy cái, nói, đại nhân, ta nghe nói luân hồi thiên phú siêu phàm, người nhưng có lòng tin tu luyện tam thập tam thiên thần thuật. Ta nơi này có một môn tam thập tam thiên thần thuật, là tổ thần Vương Chí Tôn lưu lại, nếu như ngươi có thể luyện thành, nói không chừng có chiến thắng yêu thần cơ hội. Diệp Thần nói, cái gì tam thập tam thiên thần thuật? Huyền Ngộ Bản sử dụng một phiến ngọc giản, cung kính đưa cho Diệp Thần, đại nhân mời xem. Diệp Thần nhận lấy ngọc giản, chỉ gặp trên ngọc giản mặt, in thiên địa mẫu nguyên trưởng 5 chữ. Thiên địa mẫu nguyên trưởng, ngọc giản này hơi thở, làm sao có chút quen thuộc. Diệp Thần trong lòng một hồi ngạc nhiên, bởi vì hắn phát hiện trên ngọc giản vòng quanh hơi thở, tràn đầy mặt đất mẫu khí ý vận, cùng vạn vật mẫu kiếm quyết nhân quả tương thông. Vạn vật mẫu kiếm thần quyết, cửu thiên thần thuật một trong, Diệp Thần đã sớm đạt được. Hiện tại, cái này thiên địa mẫu nguyên trưởng ngọc giản, hơi thở lại là cùng vạn vật mẫu kiếm quyết tương thông, thậm chí càng cường đại hơn. Vạn vật mẫu kiếm quyết, nói cho cùng, cũng chỉ là thế giới hiện thật võ học. Nhưng cái này thiên địa mẫu nguyên trưởng, nhưng hàm chứa không không thời không năng lượng khí tức, còn có chân lý phép tắc cao nhất bí ẩn, huyền diệu khó giải thích. Diệp Thần tinh thần lực thả ra ngoài, thử nghiệm cảm ngộ thiên địa mẫu nguyên trưởng bí quyết. Nhưng, hắn tinh thần lực, một thấm vào đến trong ngọc giản, liền bị một cổ to lớn đánh vào phản chấn, thiếu chút nữa thì bị thương. Thật là cường hãn hơi thở. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, tinh thần trừ ly đi ra. Huyền Ngộ Bản nói, đại nhân, ta từ trên mình ngươi, bắt được cửu thiên thần thuật hơi thở, ngươi tu luyện qua vạn vật mẫu kiếm quyết. Diệp Thần gật gật đầu nói, tu luyện qua. Huyền Ngộ Bản thanh âm mang một chút bể dâu cùng thần bí, nói thật ra thì, cửu thiên thần thuật, là từ tam thập tam thiên thần thuật bên trong diễn hóa ra tới. Diệp Thần nói, tam thập tam thiên thần thuật. Huyền Ngộ Bản nói, trong truyền thuyết, tam thập tam thiên thần thuật, là không không lúc nào không bên trong. Cường hãn nhất 33 môn thần thông thuật pháp, mỗi một môn đều có kinh thiên động địa uy lực. Ta nghe nói Hồng Quân lão tổ sáng tạo ra cửu thiên thần thuật, nhưng hắn cửu thiên thần thuật cũng không phải là vô căn cứ chế tạo ra, mà là có nguyên thủy mô bản. Nói thí dụ như, vậy vạn vật mẫu kiếm quyết, nguyên thủy mô bản chính là thiên địa mẫu nguyên trưởng. Hồng Quân lão tổ là kinh thế nhân vật lớn, hắn dòm ngó thấy tương lai, thấy được tam thập tam thiên thần thuật bí ẩn. Từ tam thập tam thiên thần thuật bên trong, lấy ra cửu môn, cải tạo thành thế giới hiện thật thần thông, một mực truyền lưu đến nay. Diệp Thần nghe được Huyền Ngộ Bản mà nói, hoàn toàn kinh hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lúc đầu cửu thiên thần thuật, lại có nguyên thủy mô bản, ngọn nguồn ở không không lúc nào không bên trong. Chân chính thần thuật, vượt quá cửu môn, mà là chừng 33 cửa. Suy nghĩ một chút cũng phải, Hồng Quân lão tổ tuy kinh tài tuyệt diễm. Nhưng hắn sáng tạo cửu thiên thần thuật thời điểm, vẫn là trong thế giới hiện thật người, coi như lại nghịch thiên, vậy phải bị thực tế hạn chế. Vậy cửu thiên thần thuật uy lực khủng bố, hám tuyệt hoàn vũ, làm người ta khó mà tin tưởng, lại là thế giới hiện thật tồn tại thuật pháp. Lúc đầu, những thứ này thuật pháp, đều có nguyên hình. Là Hồng Quân lão tổ, theo dõi tương lai thời không, học hỏi tam thập tam thiên thần thuật bí ẩn, lại hóa cho mình dùng. Diệp Thần hơi có chút rung động. Tuy nói Hồng Quân lão tổ cửu thiên thần thuật, cũng không phải là vô căn cứ sáng chế ra, nhưng có thể theo dõi tương lai, sửa đổi không không thời không thuật pháp, thích ứng thực tế. Thủ đoạn như vậy, cũng là nghịch thiên vậy mạnh mẽ. Đại nhân, tam thập tam thiên thần thuật, uy lực to lớn. Cái này thiên địa mẫu nguyên trưởng, ở tam thập tam thiên thần thuật bên trong, xếp hạng cuối cùng một tên, nhưng cũng có bạo diệt tinh không vũ trụ thần uy. Ngươi nếu như luyện thành. Khiêu chiến yêu thần, thì có chiến thắng hy vọng. Huyền Ngộ Bản nói. Diệp Thần gật đầu một cái, lần nữa thả ra tinh thần lực, thử nghiệm cảm ngộ thiên địa mẫu nguyên trưởng diệu pháp. Lần này, Diệp Thần lợi dụng luân hồi thánh hồn trời, bảo vệ được thần hồn, lại đi theo dõi. Làm hắn tinh thần lực, thấm vào đến trong ngọc giản, nhất thời liền được to lớn đánh vào. Thật may lần này,
Diệp Thần có phòng bị, dựa vào luân hồi thánh hồn thiên hòa luân hồi huyết mạch lực lượng, rất miễn cưỡng chặn lại đánh vào. Oanh! Ngọc giản bên trong, thiên địa mẫu nguyên trưởng võ đạo bí ẩn, chính là hoàn chỉnh lộ ra ở Diệp Thần trước mặt. Từng cái kim quang sáng chói kiểu chữ, như tinh thần vậy in vào trong hư không, vô số nguyên khí vần quanh, trong hư không tựa như quanh quẩn thánh mẫu ngâm sướng, để cho người sau khi nghe được, liền cảm thấy tâm thần một phiến yên lặng, dường như muốn trở về mẫu thân trong ngực. Diệp Thần tâm thần vậy bình tĩnh lại, học hỏi thiên địa mẫu nguyên trưởng bí quyết. Cái này thiên địa mẫu nguyên trưởng, đặc biệt thâm ảo phức tạp, lấy Diệp Thần luân hồi thiên phú mạnh mẽ, học hỏi lúc đó, vậy cảm thấy đầu phát đau. Thật may, hắn từng tu luyện qua vạn vật mẫu kiếm quyết, có cửa kia kiếm quyết căn cơ, lại đi lĩnh ngộ thiên địa mẫu nguyên trưởng, thì đơn giản nhiều. Diệp Thần yên lặng lĩnh ngộ, thiên địa mẫu nguyên trưởng đủ loại diệu pháp, ở trong lòng từng cái lướt qua. Hắn thật giống như thấy được một cái dấu bàn tay, so vũ trụ tinh không còn to lớn hơn, từ trên trời hạ xuống, mang bạo diệt hết thảy hơi thở, nghiền ép trần thế. Hưu, Diệp Thần tinh thần, từ trong ngọc giản triều ly đi ra, đầy mắt đều là vẻ rung động. Đại nhân, thế nào? Huyền Ngộ Bản không kịp chờ đợi hỏi. Cái này thiên địa mẫu nguyên trưởng, tốt, rất tốt. Bác đại tinh thâm, khoáng đạt minh mông, võ đạo oai. Hoàn toàn siêu thoát thực tế thiên địa quy luật, nếu có thể luyện thành, đủ để độc bộ thiên hạ. Diệp Thần khen ngợi một tiếng, lại cau mày nói ta đại khái lĩnh ngộ thiên địa mẫu nguyên trưởng bí ẩn, nhưng muốn chân chính luyện thành cái này trưởng pháp, khó khăn, quá khó khăn, cần số lớn thiên tài địa bảo chống đỡ. Thiên địa mẫu nguyên trưởng, chính là không không thời không võ học, tam thập tam thiên thần thuật một trong, uy lực tuy mạnh, nhưng muốn tu luyện, lại cần vô số thiên tài địa bảo. Vô số chân quý tư nguyên chống đỡ, tuyệt không dễ dàng. Huyền Ngộ Bản cả kinh nói, đại nhân, ngắn như vậy thời gian, người cũng đã lĩnh ngộ. Diệp Thần nói, lĩnh ngộ là một chuyện, tu luyện thành công, lại là một chuyện khác. Muốn tu luyện thiên địa mẫu nguyên trưởng mà nói, sợ rằng phải hao hết trên người ta tất cả tài nguyên, cái mất nhiều hơn cái được. Huyền Ngộ Bản vui vẻ nói, đại nhân, người luân hồi thiên phú, quả nhiên là kinh thế tuyệt diễm. Liền thiên địa mẫu nguyên trưởng như thế phức tạp thần thuật, người cũng có thể lĩnh ngộ thành công, thật là không tưởng tượng nổi. Diệp Thần cười khổ nói, lĩnh ngộ thì có ích lợi gì? Không thể tu luyện, bất quá là lâu đài trên cát thôi. Tam thập tam thiên thần thuật, cái loại này đến từ không không thời không võ học, muốn tu luyện, chân thực quá khó khăn. Thế giới hiện thật tài nguyên, khó mà chống đỡ. Khó trách năm đó Hồng Quân lão tổ, muốn sửa đổi thần thuật. Nếu như không cải tạo, coi như hao hết toàn bộ thế giới hiện thật tài nguyên, vậy chống đỡ không nổi thần thuật tu luyện. Huyền Ngộ Bản suy tư một hồi, nói, đại nhân, người cùng ta tới. Vừa nói liền ở phía trước dẫn đường. Diệp Thần nhướng mày một cái, liền đi theo Huyền Ngộ Bản đi tới trước. Hắn ngược lại không lo lắng Huyền Ngộ Bản sẽ bẫy hại mình, bởi vì hắn trong nhất niệm, liền có thể đem đối phương xóa bỏ, đối phương tuyệt không dám phản bội. Hơn nữa. Huyền Ngộ Bản liền thiên địa mẫu nguyên trưởng đều lấy ra, trung thành cảnh cảnh, coi Diệp Thần vi tôn chủ, tự nhiên cũng không có phản bội đạo lý. Đi theo Huyền Ngộ Bản, ở núi xương bên trong lặng lẽ tiến về phía trước, rất nhanh là đến một phiến không khoát vùng. Một cái máu đỏ tươi hồ, chiếu vào Diệp Thần mi mắt. Cái này máu hồ, tràn ngập đậm đà máu tươi hơi thở, nước hồ đỏ được tinh khiết, không có một chút tạp chất, thậm chí thấm ra một chút mãi mãi lực lượng vĩ đại. Đó là thần linh lực lượng. Máu hồ sương mù bốc hơi lên dưới, loáng thoáng, lại hiện ra cổ xưa thần quốc hư ảnh, từng cái màu máu hồng kiều xuyên qua hư không, lộng lẫy mà nguy nga. Đây là... Diệp Thần nhìn trước mắt máu hồ kỳ cảnh, một hồi ngạc nhiên. Đây là tổ thần Vương Chí Tôn, năm đó mất đi địa phương. Huyền Ngộ Bản già nua giọng nói, mang mãi mãi bể dâu. Năm đó, tổ thần Vương Chí Tôn hiển linh. Đối kháng kiếp thiên chiến đế cùng yêu thần uy nghiêm, bảo vệ hạo thiên vực. Trận chiến ấy, tổ thần Vương Chí Tôn mất đi, máu nhuộm thương khung. Hắn máu tươi, phiêu sái ở chỗ này, tạo thành cái này máu hồ. Diệp Thần mắt nhìn máu kia hồ, mơ hồ tới giữa, vậy bắt được từng cơn đáng sợ năng lượng ba động. Huyền Ngộ Bản chỉ máu hồ, hướng Diệp Thần nói, đại nhân, nếu như ngươi có thể luyện hóa máu hồ, hấp thu tổ thần Vương Chí Tôn máu tươi năng lượng. Ngươi liền có thể luyện thành thiên địa mẫu nguyên trưởng. Muốn ta hấp thu cái này máu hồ. Diệp Thần lấy làm kinh hãi.
Tổ thần vương, cũng là chín thần thời đại nhân vật, là một tôn hiển hách thần minh. Tuy nói tổ thần vương quyền năng, xa xa kém hơn chí cao chín thần, nhưng hắn dẫu sao là thần minh, hắn nơi để lại máu tươi, năng lượng tuyệt đối là nổ, không phải người bình thường có thể hấp thu. Tưởng tượng một tí, Diệp thần đạt được một giọt nham thần máu, quang thần huyết, thì có lớn như vậy đột phá lột xác. Nếu như không phải là một giọt máu, mà là cả máu hồ mà nói, năng lượng đó thật là không cách nào tưởng tượng. Huyền Ngộ Bản gật đầu nói, tam thập tam thiên thần thuật, tu luyện cực kỳ khó khăn, cần số lượng cao linh khí chống đỡ. Đại nhân, người muốn tu luyện, cũng chỉ có thể dựa vào mảnh máu này hồ. Đây là duy nhất cơ hội. Nếu như ngươi không luyện được thiên địa mẫu nguyên trưởng, khiêu chiến yêu thần, chỉ có một con đường chết. Huyền Ngộ Bản giọng trịnh trọng mà ác liệt, hắn thật sâu biết yêu thần đáng sợ, Diệp thần chỉ có bách gia cảnh tầng thứ 9 mà thôi, tuyệt đối không phải yêu thần địch thủ. Muốn chiến thắng, chỉ có luyện thành thiên địa mẫu nguyên trưởng. Diệp thần nhìn trước mắt máu hồ, cảm nhận được từng trận mạnh mẽ thần minh hơi thở, đập vào mặt, cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái, một hồi ngưng trọng. Ta lại thử một chút. Diệp thần cắn răng, ngưng luyện tinh thần, tung người nhảy đến máu trong hồ mặt. Xuy xuy xuy. Nhảy một cái vào máu hồ, Diệp thần nhất thời liền cảm thấy, chung quanh máu tươi năng lượng linh khí, điên cuồng đi hắn thân thể bạo dũng tới. Cuồng bạo máu tươi năng lượng, cơ hồ phải đem Diệp thần căng bể, thống khổ vạn phần. Tốt mạnh mẽ năng lượng, đây chính là thần linh lực lượng sao? Diệp thần thầm kinh hãi, tổ thần vương lực lượng cũng không thể cùng chín thần tướng so, nhưng hắn lưu lại máu tươi, năng lượng vậy cơ hồ để cho Diệp thần bạo thể bỏ mạng. Có thể tưởng tượng được, những cái kia tầng thứ cao hơn tồn tại, so cổ xưa còn muốn cổ xưa tồn tại, thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Diệp thần hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng treo ngồi ở máu trong hồ, băng vân cổ đèn trôi lơ lửng ở bên người, vận chuyển lục đạo luân hồi pháp, dương ra luân hồi huyết mạch, chậm rãi hấp thu chung quanh máu tươi năng lượng. Nếu như không phải là Diệp thần có luân hồi huyết mạch, chung quanh cuồng bạo máu tươi năng lượng, đã sớm phải đem hắn xông lên nổ, sẽ không có chút nào may mắn còn sống sót đạo lý. Nhưng, mặc dù có luân hồi huyết mạch, Diệp thần vẫn là cảm thấy vô cùng thống khổ. Mỗi một giọt tổ thần vương máu tươi, dòng nước chảy đến trong cơ thể hắn, vậy lực lượng cuồng bạo, đều cơ hồ muốn biến dạng hắn kinh mạch. Hơn nữa, trong cơ thể hắn nham thần máu, quang thần huyết, vậy truyền ra to lớn lực đẩy, cũng không hoan nghênh tổ thần vương máu tươi đến. Ở chí cao chín thần trước mặt, tổ thần vương dĩ nhiên là nhỏ yếu. Diệp thần trong cơ thể hai giọt chín máu thần, đối tổ thần vương cũng là hết sức bài xích. Tổ thần vương không tư cách cùng chúng ngồi ngang hàng. Cái này cổ bài xích, để cho Diệp thần khó chịu không thôi, ngũ tạng lục phủ cũng sắp nổ. Hắn mặc dù biết, lấy tổ thần vương quyền năng, đúng là không tư cách cùng chín thần như nhau. Nhưng cái này tổ thần vương máu tươi năng lượng, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đây là tu luyện thiên địa mẫu nguyên trưởng, duy nhất trông cậy vào. Minh Ngọc Tâm Kinh, thiên tiên cá chép sao, đáng địch tâm thần, chỉ tức tranh đấu. Diệp thần hít sâu một hơi, vận chuyển Minh Ngọc Tâm Kinh, thúc giục thiên tiên cá chép sao. Từng cái lộ ra ngọc thạch sáng bóng thiên tiên cá chép, bắt đầu ở Diệp thần quanh thân di động, thả ra từng cơn dịu dàng như ngọc hơi thở. Ở nơi này cổ hơi thở bồi bổ hạ, còn có băng vân cổ đèn dưới sự bảo vệ, Diệp thần trong cơ thể máu bài xích, cũng là dần dần bình tĩnh lại. Vậy tổ thần vương máu tươi năng lượng, dần dần hội tụ đến hắn trong đan điền. Huyền Ngộ Bản chạm ở bờ hồ, khá có chút khẩn trương nhìn. Liền thấy Diệp thần cả người da đỏ tươi, cơ hồ rạn nứt, sau lưng nhấp nhô từng tầng một mông lung thiên đường khí tượng, đó là tổ thần vương đất nước khí tượng. Không ngừng hấp thu luyện hóa. Diệp thần đem tổ thần vương máu tươi, dần dần dung nhập vào mình trong cơ thể. Vậy phiến máu đỏ tươi hồ, ở Diệp thần hấp thu hạ, tiên màu máu, cũng là dần dần nhạt đi. Diệp thần phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra, cả người tràn ra thần linh uy nghiêm, trầm ổn mà hùng hồn. Huyền Ngộ Bản nhìn Diệp thần bóng người, chỉ cảm thấy thời khắc này Diệp thần, nhất định chính là vĩ đại thiên thần, thần vương, thần đế, vạn thần chủ làm thịt. Ở Diệp thần trên mình, đã không cảm giác được tổ thần vương năng lượng ba động. Bởi vì, tổ thần vương máu tươi năng lượng, đều bị Diệp thần luyện hóa, hóa thành luân hồi một phần chia. Diệp thần luân hồi huyết mạch, đã lộ ra một chút thần linh uy nghiêm, cực kỳ cường hãn,
thật giống như coi như tổ thần vương đích thân tới, đều phải quỳ xuống Diệp Thần dưới chân, cúi phục màng bái vậy. Ca ngợi luân hồi. Đại nhân, ngươi là vạn thần vương, chư thần nắm giữ. Huyền Ngộ Bản quỳ xuống đất, rung động thật sâu. Diệp Thần nhưng là cười khổ một tí, hắn biết thời khắc này mình, còn không có như thế mạnh mẽ. Máu hổ máu tươi năng lượng, Diệp Thần chỉ là hấp thu 80% mà thôi, còn không có luyện hóa sạch sẽ. Không thể không nói, Tổ Thần Vương không hổ là chín thần thời đại thần minh, hắn để lại máu thần, năng lượng vậy là đặc biệt bàng bạc. Lấy Diệp Thần nội tình, cũng chỉ là hấp thu 80%, khó mà một lần toàn bộ hấp thu. Bất quá, 80% đã đủ rồi, có Tổ Thần Vương khí huyết năng lượng chống đỡ, Diệp Thần đã có tuyệt đối chắc chắn, có thể thi triển ra thiên địa mẫu nguyên trưởng, trấn áp hết thảy. Thiên địa hồ, thu. Diệp Thần lấy trước ra thiên địa hồ, đem máu hồ còn dư lại 2 thành máu tươi, thu vào, lưu làm sau dùng. Rồi sau đó, hắn ánh mắt sắc bén, thoáng qua một chút lạnh lùng vẻ, hướng Huyền Ngộ Bản nói, đến lúc rồi, đi thôi. Dứt lời, Diệp Thần thân hình đi về trước bạo cướp, hướng một cái phương hướng bay đi. Đó chính là yêu thần ẩn núp phương hướng. Bây giờ Diệp Thần, hấp thu đại lượng tổ thần vương máu tươi, võ đạo tu vi, tinh thần ý chí, đều có to lớn lột xác. Hắn tinh thần, đổi được nhạy cảm hơn, có thể rõ ràng thấy rõ đến, toàn bộ kiếp thiên chiến trường nơi có biến hóa. Hắn không cần Huyền Ngộ Bản dẫn đường, bởi vì, hắn đã tinh chuẩn bắt được yêu thần hơi thở. Khối kia tổ thần lệnh, quả nhiên bị yêu thần nuốt. Chỉ cần đánh bại yêu thần, là có thể đem tổ thần lệnh lần nữa đoạt lại. Huyền Ngộ Bản nhìn Diệp Thần vậy to lớn cao ngất hình bóng, trong ánh mắt tràn đầy rung động sùng bái, lật đật đi theo lên. Diệp Thần một đường bay vút, thậm chí lại nữa cần băng vân cổ đèn bảo vệ, hắn đã hoàn toàn thích ứng kiếp thiên chiến trường hơi thở. Rất nhanh, Diệp Thần sẽ đến một cái xương hang trước. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, ở nơi này xương trong hang mặt, cất giấu một đạo âm lệ tàn bạo, khí tức vô cùng cường đại. Huyền Ngộ Bản bay đến Diệp Thần bên người, vậy nhìn vậy hang, thần sắc một hồi ngưng trọng. Hang bên trong, màu xanh lá cây quỷ hỏa nhảy, âm phong gào thét. Trong hang tồn tại, tựa hồ vậy cảm nhận được bên ngoài địch ý, lăn lăn gió bão gào thét tới giữa, một đạo cường đại chiến hồn, bạo xông lên ra, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Cái này đạo chiến hồn bóng người, cả người tràn ngập yêu khí, giết hại ý chí mãnh liệt, hai tròng mắt nhúc nhích ngọn lửa, vậy lại là Tử Hoàng Thần Hỏa. Ngươi là, Luân Hồi Chi Chủ. Ngươi muốn tới khiêu chiến ta. Vậy chiến hồn bóng người, chính là yêu thần. Hắn quan sát Diệp Thần. Cảm ứng được từng cơn thiên cơ nhân quả, trong tròng mắt không khỏi lộ ra ý định giết người. Giao ra tổ thần lệnh, ta có thể đi lập tức. Diệp Thần ngắm nhìn vậy yêu thần bóng người, bình tĩnh nói. Hi hi, ta tại sao phải giao cho ngươi? Chính là bách gia cảnh tầng thứ 9, ngươi còn không tư cách cản rỡ trước mặt ta. Yêu thần cười gằn, khá có chút khinh thường. Nếu như ngươi u mê không tỉnh mà nói, vậy chúng ta cũng chỉ tốt nhất quyết sống chết. Diệp Thần thần sắc lạnh lùng, bước ra một bước, luân hồi huyết khí nổ, thanh thế cuồn cuộn. Thật ra thì nếu như có thể, Diệp Thần cũng không muốn cùng yêu thần giao chiến. Hắn mục đích chủ yếu nhất, là vì đoạt lại tổ thần lệnh mà thôi. Có thể hòa bình giải quyết, dĩ nhiên là hòa bình giải quyết tốt nhất. Dẫu sao, bên trong chiến trường mặt, còn có một cái kiếp thiên chiến đế. Chiến trường bên ngoài, Hồng Xuân Thu cùng Dương Chu Tiên, mắt lom lom. Diệp Thần cũng không muốn lãng phí quá nhiều tinh lực. Yêu thần cảm nhận được Diệp Thần cuồng bạo luân hồi hơi thở, trong mắt cũng là lộ ra vẻ kiêng kỵ. Nhưng chợt, hắn tự như bánh xe hồi khí máu sau lưng, dòm ngó thấy trùng trùng thiên cơ. Thái thượng công đức chiến, đệ nhị yêu cơ, thần hy thiên kiếm, băng vân cổ đèn vân. Vân, ngươi là trưởng giáo đại nhân kẻ địch. Ngươi mang đi thần hy thiên kiếm, muốn ép trưởng giáo đại nhân phi thăng. Yêu thần cảm nhận được ngày xưa thiên cơ, gương mặt nhất thời vặn vẹo, lộ ra tức giận cùng cừu hận. Tại sao? Tại sao tất cả người, cũng muốn ép trưởng giáo đại nhân phi thăng? Các ngươi, là mồi lửa kẻ địch. Các ngươi, đều đáng chết. Yêu thần trong mắt, tràn đầy tức giận cùng ý định giết người. Hắn vốn đang kiêng kỵ Diệp Thần luân hồi hơi thở, nhưng giờ khắc này, hắn lại cũng không có chút nào cố kỵ, dưới sự tức giận, một trưởng đánh giết ra. Một trưởng này, yêu khí nổ,
Tử Hoàng hỏa khí ngút trời, uy mãnh vô cùng. Đứng ở Diệp Thần bên người Huyền Ngộ Bản, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, khủng bố kinh hãi, lật đật lui về phía sau. Giờ khắc này yêu thần, dưới cơn thịnh nộ, khí thế quá kinh khủng, như vậy muốn băng thiên diệt. Diệp Thần cũng cảm nhận được cuồng bạo sát khí, uy bách tới, nếu như là ở trước kia, hắn sợ rằng khó mà tương đương. Nhưng hiện tại, hắn hấp thu tổ thần vương máu tươi năng lượng, thực lực mãnh vào, cho dù đối mặt yêu thần giết hại, cũng là không sợ chút nào. Thần hy kiếm phá. Diệp Thần rút ra thần hy thiên kiếm, mãnh liệt một kiếm chém ra. Tổ thần vương máu tươi năng lượng, bơm vào đến trên thân kiếm, xích mang nổ tung. Yêu thần bàn tay, hung hăng cùng Diệp Thần thần hy thiên kiếm, đụng vào nhau, nổ động trời đợt khí. Tử Hoàng đạo pháp, xích diễm thật rõ ràng. Yêu thần quát to một tiếng, trên bàn tay nổ lên ngập trời lửa cháy mạnh, thấm ra Tử Hoàng thiên cung đại uy đè khí tượng, hóa thành ngàn con rồng lửa, vạn tượng viêm thú, ùn ùn kéo đến đánh giết hướng Diệp Thần. Diệp Thần cảm nhận được liền động trời uy áp, cũng là không khỏi được hít một hơi khí lạnh. Cái này yêu thần, không hổ là năm đó, đạo đức thiên tôn phái ra tới nghịch thiên cường giả. Yêu thần nhất đỉnh cấp lúc thực lực, sợ rằng đã siêu thoát thế giới hiện thật, cùng kiếp thiên chiến đế cũng giá tể khu. Cho dù hôm nay, yêu thần chỉ còn lại một đạo chiến hồn, cũng là hung mãnh vô cùng, cuồng hãn tới cực điểm. Diệp Thần cảm thấy cả người nóng bỏng, thật giống như cả người, đều phải bị đốt thành cướp xám vậy. Yêu thần vậy xích diễm thật rõ ràng, không chỉ là Tử Hoàng hỏa khí nổ, sau lưng còn hàm chứa một cổ mạnh mẽ yêu đạo uy thế. Cái này cổ yêu đạo uy thế, để cho Diệp Thần có chút quen thuộc, cùng thiên yêu có chút tương tự. Diệp Thần rung động thật sâu, xem ra cái này yêu thần, đạo pháp cùng thiên yêu tương thông. Chẳng lẽ nói, thiên yêu cùng đạo đức thiên tôn tới giữa, cũng có giao tình. Diệp Thần trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, nhưng đương thời giây phút, cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Yêu thần sát ý lạnh lùng, nếu như hắn không đem hết toàn lực nói, chỉ có một con đường chết. Vạn vật mẫu kiếm quyết, phá cho ta. Diệp Thần vung lên thần hy thiên kiếm, thi triển ra vạn vật mẫu kiếm quyết, kiếm khí biến hóa, tựa như hàm chứa vạn vật chúa tể nguyên khí, mũi kiếm trước hư không, không ngừng biến dạng than xúc, hóa thành hắc động. Hết thảy tồn tại, đều phải trở về hắc động, trở về mẫu thể, phải bị chiếm đoạt. Diệp Thần lĩnh ngộ thiên địa mẫu nguyên trưởng sau đó, vạn vật mẫu kiếm quyết uy lực, cũng là nhanh mạnh tăng vọt. Ở vạn vật mẫu kiếm quyết kiếm khí dưới sự xung kích, yêu thần bộc phát ra xích diễm hỏa khí, cũng là kịch liệt suy yếu, bị mẫu khí hắc động chiếm đoạt, hóa thành vô hình. Vạn vật mẫu kiếm quyết. Đáng tiếc, cái này là cửu thiên thần thuật, cũng không phải là tam thập tam thiên thần thuật. Ngươi còn không phải là ta địch thủ. Yêu thần thấy Diệp Thần kiếm chiêu, đầu tiên là lướt qua một chút kỳ dị, sau đó hừ lạnh một tiếng, nhìn hờ hững, cả người yêu khí nổ, Tử Hoàng đợt khí ngất trời. Bàn tay hắn nhô lên yêu hà, như muốn che đậy thương khung vậy, bàn tay hướng Diệp Thần bắt đi. Diệp Thần quanh thân tất cả luân hồi khí tượng, đều bị cái này cái bàn tay, rất miễn cưỡng nghiền nát hết. Hắn chỉ cảm thấy hô hấp nghẹt thở, huyết mạch bể tan tành vậy đau đớn. Cái này yêu thần, quả nhiên cường hãn, nếu như là hắn đỉnh cấp thời điểm, chỉ sợ một trưởng liền có thể diệt ta. Coi như hắn chỉ là một đạo chiến hồn, cũng là ta khó mà đối kháng. Diệp Thần cắn răng, xem ra năm đó, đạo đức thiên tôn khẳng định tự tay tài bồi qua yêu thần. Cái này yêu thần, là đi theo ở đạo đức thiên tôn bên người siêu cấp cường giả. Cho dù chỉ còn lại chiến hồn, cũng cho Diệp Thần mang đến động trời chèn ép. Diệp Thần cả người trên dưới, có thể đối kháng yêu thần, chỉ có một môn võ học. Đó chính là, trong truyền thuyết tam thập tam thiên thần thuật, thiên địa mẫu nguyên trưởng. Đến nơi này cái giây phút, Diệp Thần biết, mình đã không thể lại bại lộ. Oanh! Cuồng bạo linh khí, ngay tức thì từ Diệp Thần trên mình tuôn ra. Vậy cổ linh khí, mang có thiên địa mới sinh, vạn vật sơ khởi khoáng đạt khí tượng, phảng phất là thai nghén vũ trụ tinh không thánh mẫu, là thiên địa phép tắc khởi nguyên. Ừ! Cảm nhận được Diệp Thần hơi thở biến hóa, yêu thần lộ ra vẻ khiếp sợ cùng kỳ dị. Giờ khắc này Diệp Thần, trên mình tràn ra hơi thở, tựa như đã vượt qua đời này tinh không. Mang theo không không uy nghiêm, như quân vương nắm giữ, chí tôn cao nhất. Thiên địa mẫu nguyên trưởng, cho ta trấn áp. Diệp Thần quát to một tiếng, bàn tay cổ xưa nguyên khí sáng chói, võ
Võ đạo uy áp nổ tung, giống như nắm trong tay thiên địa, tạo hóa vạn vật. Một cái màu vàng kim trưởng ấn, so tinh không còn to lớn hơn, so vũ trụ còn muốn mênh mông, so thiên địa còn muốn nguy nga, hung hăng từ Diệp Thần trong tay tuôn ra, gào thét hướng yêu thần trấn áp đi. Một trưởng này, là như vậy bá đạo hung mãnh, lực lượng đơn giản là không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ, đã siêu thoát thực tế, hùng phách thiên hạ, uy sắp vũ trụ. Đây không phải là thế giới hiện thật có thể có võ đạo lực lượng, đây là không không uy áp. Một trưởng này, chính là thiên địa mẫu nguyên trưởng, trong truyền thuyết tam thập tam thiên thần thuật một trong, là vạn vật mẫu kiếm quyết nguyên hình. Thiên địa mẫu nguyên trưởng, làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ nắm giữ thần thông như vậy? Yêu thần vành mắt hết sức nứt ra, lạc giọng kêu to. Ở màu vàng kia trưởng ấn nổi bật hạ, hắn vậy thân thể giống như con kiến hôi nhỏ bé. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể nắm giữ thiên địa mẫu nguyên trưởng bí ẩn. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Bởi vì, thiên địa mẫu nguyên trưởng, là tam thập tam thiên thần thuật một trong, cho dù thả vào không không lúc nào không bên trong, cũng là siêu nhất lưu võ học. Muốn luyện thành mạnh mẽ như vậy võ học, cần phải bỏ ra động trời giá phải trả, cần hy sinh đại lượng thiên tài địa bảo. Hắn nơi nào nghĩ đến, Diệp Thần lại có thể luyện thành. Oanh! Thiên địa mẫu nguyên trưởng màu vàng trưởng ấn, cuồng như vậy đánh giết xuống, hung hăng đánh vào yêu thần trên thân thể. Bành! Yêu thần chiến hồn thân thể, ngay tức thì nổ, hoàn toàn không đỡ được. Cái này thiên địa mẫu nguyên trưởng, chân thực cường hãn, uy lực đơn giản là vô địch, siêu thoát thế giới hiện thật tồn tại. Một bên Huyền Ngộ Bản, thấy Diệp Thần một trưởng đánh bể yêu thần, cũng là hoàn toàn sợ ngây người, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cái này yêu thần, nhưng mà năm đó đạo đức thiên tôn bên người nghịch thiên cường giả, coi như chỉ còn lại chiến hồn, cũng là vô cùng cường đại tồn tại. Nhưng lại có thể, bị Diệp Thần một trưởng đánh bể. Chỉ có thể nói, tam thập tam thiên thần thuật, thiên địa mẫu nguyên trưởng uy lực, thật là quá kinh khủng một ít. Yêu thần thân thể, bị đánh bể sau đó, chỉ còn lại một đoàn mong mỏng sương mù. Đinh! Một khối bằng sắt lệnh bài, từ trong sương mù rớt ra. Trên lệnh bài in một cái tổ chữ, tràn ngập khí tức cổ xưa, chính là tổ thần lệnh. Diệp Thần thấy tổ thần lệnh, trong lòng vui mừng, đang muốn đoạt vào tay, chợt nghe suy một thanh âm vang lên, sương mù bên trong vọt ra khỏi một món ngọn lửa, đi bầu trời bay đi. Vậy tia ngọn lửa, vặn vẹo cháy dưới, hiển hóa ra yêu thần bóng người. Lại là yêu thần mệnh hồn tàn lửa. Hắn bị Diệp Thần một trưởng đánh bể, nhưng cũng chưa hoàn toàn chết. Còn cất giữ một chút mệnh hồn tàn lửa. Luân hồi chi chủ, người lợi hại, người thật là lợi hại. Người phải chết, người ngày hôm nay phải chết. Nếu như người không chết, vậy trưởng giáo đại nhân bố trí, thế tất yếu bị người phá hoại. Hồng quân, mượn ta lực lượng, biểu dương thần uy của người đi. Ta muốn giết thằng nhóc này phải chết. Yêu thần mệnh hồn tàn lửa, xông lên bay lên trời, ngửa mặt lên trời phát ra cầu nguyện. Thanh âm vang vọng dữ tợn, lại có thể đang kêu gọi không không lúc nào không bên trong vĩ đại tồn tại. Thiên địa hư không dừng lại một tí, rồi sau đó, rào một tiếng, đại lượng tiên hà thủy khí, lăn lăn kim quang, từ trên trời hạ xuống, hội tụ ở yêu thần trên mình. Rắc rắc, yêu thần lực lượng bạo tăng, nắm chặt quả đấm, lăng không một quyền, hung mãnh bạo giết hướng Diệp Thần. Diệp Thần trợn to hai mắt, nhất thời nghẹt thở. Hắn mới vừa dùng hoàn thiên địa mẫu nguyên trưởng, cả người linh khí cũng bị rút sạch, hơn nữa đầu óc chột dạ, gân cốt từng cơn đau đớn. Cái này thiên địa mẫu nguyên trưởng, uy lực tuy mạnh lớn, nhưng đối với thân thể tiêu hao, cũng là vô cùng kịch liệt. Cho dù là Diệp Thần, đều có điểm để không chịu nổi. Hắn lấy là chiến đấu đã kết thúc, có thể nghỉ ngơi. Nhưng, nào nghĩ tới, yêu thần lại còn có một chút mệnh hồn tàn lửa còn sót lại. Đây cũng là Tử Hoàng Tiên Cung bên trong bí pháp. Càng ra Diệp Thần dữ liệu, là yêu thần lại có thể hướng không không lúc nào không cầu nguyện. Chính xác mà nói, là hướng Hồng Quân Lão Tổ cầu nguyện. Hắn lấy được Hồng Quân Lão Tổ chúc phúc, một quyền này lực lượng, đúng như Hồng Quân đích thân tới. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, Hồng Quân Lão Tổ lực lượng, hắn quá quen thuộc. Hắn nơi nào nghĩ đến, Hồng Quân Lão Tổ lại có thể sẽ đáp lại yêu thần. Mượn lực xuống, muốn giết mình. Hồng Quân Lão Tổ muốn giết ta, tại sao? Diệp Thần bối rối. Đại nhân, mau tránh ra.
Một bên Huyền Ngộ Bản, lớn tiếng kêu lên. Yêu thần một quyền này, đạt được Hồng Quân ban phúc, quá hung mãnh, đủ để đánh chết Diệp Thần. Ở đó cuồng bạo quyền phong uy bách hạ, Huyền Ngộ vốn cũng là liên tiếp lui về phía sau, coi như muốn giúp Diệp Thần, cũng là không thể ra sức. Dẫu sao, hắn thực lực, cùng yêu thần chênh lệch quá xa. Mắt xem yêu thần quả đấm, thì phải đánh giết ở Diệp Thần trên mình, nhưng vừa lúc đó, một đạo bóng đẹp xuất hiện ở Diệp Thần trước người, đầu ngón tay tuyết mang chớp động, chặn lại yêu thần một quyền. Cái này đạo bóng đẹp, mơ hồ, cũng không phải là thân xác, mà là một đạo thần hồn. Lại là Huyền Hàn Ngọc, Huyền Tiên Tử. Diệp Thần thấy Huyền Hàn Ngọc xuất hiện, không khỏi lấy làm kinh hãi. Nhắc tới, Huyền Hàn Ngọc đã có rất lâu không xuất hiện qua, vẫn luôn là yên lặng hình dáng. Ai? Yêu thần thấy Huyền Hàn Ngọc bóng người, cũng là một hồi kiêng kỵ. Hàn Ngọc chỉ, đoạn. Huyền Hàn Ngọc một tay ngăn trở yêu thần quả đấm, một cái tay khác cong ngón tay bắn ra, một đạo ngọc sắc ánh sáng phóng lên cao, như phi kiếm vậy, đem yêu thần cùng không không thời không đồng tình liên lạc, hoàn toàn chặt đứt. Hu hu! Thiên địa khí lưu tán loạn, vậy đầy trời kim quang thiên hà, cũng là sau đó biến mất. Yêu thần cùng Hồng Quân lão tổ đồng tình, hoàn toàn cắt mất, tàn lửa thân thể vậy hoàn toàn phai nhạt xuống, theo gió lắc lắc. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi trên mình, có chín thần thời đại hơi thở. Yêu thần nhìn chằm chằm Huyền Hàn Ngọc, trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Huyền Hàn Ngọc không nói gì, đầu ngón tay như nhanh như tia chớp lộ ra, hướng yêu thần bắt đi. Yêu thần kinh hoàng, bộ dạng sợ hãi bay ngược. Đáng chết! Hồng Quân, ngươi vẫn là không nỡ giết chết thằng nhóc này sao? Sớm muộn có một ngày, ta Tử Hoàng Tiên Cung trên dưới, đều phải bị ngươi hại chết. Yêu thần ánh mắt lại mang không cam lòng, nhìn phía bầu trời. Nhưng, bầu trời không có truyền xuống bất kỳ đáp lại. Yêu thần căm hận, lật đật đi bên ngoài thoát đi. Hắn chiến hồn thân thể, đã sớm bị Diệp Thần đánh bể. Hiện tại chỉ còn lại một món mệnh hồn tàn lửa, không có Hồng Quân lão tổ ban phúc, hắn hoàn toàn không thể cùng Huyền Hàn Ngọc chống lại. Huyền Hàn Ngọc muốn đuổi theo, nhưng càng lo lắng Diệp Thần, quay đầu lại, hướng Diệp Thần nói, không có sao chứ. Không có sao, còn chưa chết. Diệp Thần cắn răng, móc ra chút khôi phục nguyên khí đan dược, uống vào, trạng thái hơi khá hơn một chút. Thật may Hồng Quân lão tổ, còn không hạ định quyết tâm muốn giết ngươi, nơi rơi xuống lực lượng, 10 phần yếu kém, nếu không, ta cũng không khả năng cứu ngươi. Huyền Hàn Ngọc ngưng trọng nói. Hồng Quân tại sao phải giết ta? Diệp Thần ra mặt co rút một tí, hồi tưởng lại yêu thần mới vừa một quyền kia, sau lưng ẩn chứa lực lượng, chính là tới từ Hồng Quân lão tổ. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới, Hồng Quân lão tổ lại có thể sẽ hướng tự mình ra tay. Huyền Hàn Ngọc nói, có thể và mồi lửa có liên quan, nhưng sau lưng nhân quả, quá phức tạp, ta cũng coi là không rõ. Nếu như tương lai, người gặp được Hồng Quân, có thể tự mình hỏi một chút hắn. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hắn là thật không nghĩ tới, Hồng Quân lão tổ muốn giết mình. Cái này sau lưng, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Chém cỏ muốn trừ tận gốc, cái đó yêu thần, người vẫn là mau sớm diệt trừ đi. Nếu không, hắn lại triệu hoán Hồng Quân lực lượng hạ xuống, chúng ta chưa chắc chống đỡ được. Huyền Hàn Ngọc con ngươi lướt qua một chút lạnh lùng ý định giết người. Diệp Thần yên lặng một tí, sau đó liền gật đầu một cái. Hắn cũng không muốn cùng Hồng Quân quyết liệt, nhưng hiện tại tánh mạng bị uy hiếp, hắn tuyệt không nhúng tay mềm. Cái này yêu thần, phải chết. Diệp Thần hít sâu một hơi, tay một chảo, đem tổ thần lệnh bắt tới trong tay. Cầm tổ thần lệnh, Diệp Thần nhất thời cảm thấy từng tia cổ xưa lực lượng khí tức, không ngừng từ tổ thần lệnh phía trên truyền tới. Hắn thi triển thiên địa mẫu nguyên trưởng, thân thể tiêu hao cùng trống rỗng, cũng là đền bù lại không thiếu. Đại nhân! Chúc mừng, rốt cuộc bắt được tổ thần lệnh. Cái này tổ thần lệnh phía trên, có tổ thần vương chí tôn chúc phúc, có thể điều chỉnh thân thể, tăng tiến tu vi. Mang cái này tổ thần lệnh đi ra ngoài, người càng có thể hiệu triệu toàn bộ Hạo Thiên vực võ giả. Huyền Ngộ Bản đi tới trước, hướng Diệp Thần chúc mừng. Diệp Thần và Tử Hoàng Tiên Cung ân oán, và Hồng Quân lão tổ ân oán, hắn là không dám nhúng tay, chỉ làm không nghe được. Diệp Thần gật đầu một cái. Có tổ thần lệnh, hắn muốn trấn áp bên ngoài loạn cục, vậy thì đơn giản nhiều. Bất quá, hiện tại có càng chuyện trọng yếu phải làm.
Diệp Thần thu hồi tổ thần lệnh, sau đó cảm ứng thiên địa, rất nhanh bắt được yêu thần tàn hồn hơi thở. Đi, đuổi giết yêu thần. Diệp Thần vung tay lên, lập tức mang Huyền Ngộ Bản đuổi giết. Huyền Hàn Ngọc trở lại Diệp Thần trong thân thể, yên lặng nhìn chăm chú hết thảy. Diệp Thần, cái này phiến kiếp thiên chiến trường bên trong, chắc có một loại đặc thù nào đó đồ, cùng ta huyết mạch liên quan, có thể là cái gì thần vật, hoặc là pháp bảo. Nếu như có thể có được nói, có lẽ có thể để cho ta thân xác khôi phục. Huyền Hàn Ngọc đạo, thứ gì? Diệp Thần sửng sốt một tí. Chẳng lẽ nói, ở kiếp thiên chiến trường bên trong, trừ thiên quân phong thần bia và tổ thần lệnh bên ngoài, còn có những bảo vật khác. Chính là bởi vì thần bí kia bảo vật tồn tại, mới thức tỉnh Huyền Hàn Ngọc. Huyền Hàn Ngọc lắc lắc đầu nói, không biết, ngươi lưu ý lưu ý. Nàng thanh âm cũng có điểm không xác thực định, không cách nào thấy rõ sau lưng nhân quả. Diệp Thần nư một tiếng, nếu như Huyền Hàn Ngọc thân xác thật có thể khôi phục nói, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Một đường đuổi giết, Diệp Thần rất nhanh phát hiện yêu thần tàn hồn,